Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 132. Ồ, Vân Vô Hình tím mâu chỗ sâu, thoáng qua một chút nghiền ngẫm cùng giễu cợt, cười lạnh nói, còn muốn thua ngoan cố kháng cự. Thứ không biết chết sống. Đối với những phế vật này, hắn liền toàn lực xuất thủ hứng thú, cũng không có. Lại là tùy ý cực kỳ một kiếm chém ra. Vậy sương mù long, tựa hồ bị trong trận mọi người tâm trạng lây. Cả người uy thế, tăng thêm liền ba phần. Nhưng, dù vậy, cũng chỉ ước chừng, ở đó đạo màu tím đen kiếm mang dưới, giữ vững thêm liền một cái hô hấp thời gian mà thôi, liền lần nữa, bị vô tình chém thành nghiền. Vân Vô Hình nhìn thần cực tông mọi người, phí công vùng vẫy, thật là, đều phải cười ra tiếng. Lần này, những phế vật này, tổng nên rõ ràng thực lực chênh lệch, nên buông tha chứ. Nhưng, một khắc sau, vậy mây mù, lại là lần nữa di hợp, lại có một người, thi triển bí pháp, cháy hết thảy. Vân Vô Hình thấy vậy sững sốt một chút, sắc mặt hơi âm trầm xuống. Tại sao, bổn hoàng thực lực đã lớn mạnh như vậy, thậm chí cả ngày ma ý chí cũng hạ xuống, những thứ này thần cực tông phế vật, còn không thấp đầu. Hắn không khỏi được nghĩ tới ngày đó, thua ở đồ lan tâm trong tay lúc đó, vậy khuất nhục cầu xin tha thứ hình dáng, tím mâu bên trong. Thoáng qua một tia lạnh lẽo. Được, nếu các ngươi muốn chết, bổn hoàng thành toàn cho các ngươi. Hắn hai tay cầm trường kiếm, cả người linh lực điên cuồng chuyển động, chung quanh hư không, đều ở đây Vân Vô Hình uy thế bên trong không ngừng bể tan tành, liền thần quốc võ đạo quy luật, cũng bởi vì Vân Vô Hình tản ra hơi thở, mà run rẩy. Vân Vô Hình quanh người, hiện lên đậm đà hắc khí. Hắc khí kia, không phải ma khí. Mà là võ đạo quy luật xuất hiện vết rách, tản ra mất đi hơi thở. Vân Vô Hình khóe miệng cười nhạt, bộc phát dữ tợn. Tuyệt mệnh kiếm ý, kích động lên, nháy mắt tức thì, thiên địa biến sắc, tựa hồ, toàn bộ thần quốc, đều ở đây Vân Vô Hình bùng nổ kiếm ý bên trong run rẩy. Thần quốc các nơi, vô số cường giả, cũng hướng thần cực tông chỗ ở phương hướng, đầu đi ánh mắt, trong mắt, là chấn động tùng. Vô cùng chấn động tùng. Có thể chết ở ta hải ma kiếm dưới, vậy coi là, các ngươi những thứ này rác rưởi cả đời bên trong, nhất là vinh dự chuyện. Hải ma kiếm, chính là Vân Vô Hình ở vực ngoại trăm năm, cùng vô số chí cường thiên ma cuộc chiến sinh tử bên trong, lĩnh ngộ được viễn cổ cấp võ. Hắn cho phân thân một đạo toàn lực, chính là vì đối phó loại chuyện này. Một kiếm thành ma, sắc bén như biển, hải ma kiếm. Màu tím đen sắc bén. Trình độ cao nhất bùng nổ, liền liền Vân Vô Hình cầm vậy cốt kiếm hai tay, cũng đang khẽ run. Cái này một kiếm hạ xuống, đừng nói cái này hộ sơn đại trận, đúng ngôi thần sơn, cùng với thần cực tông muôn vàn đệ tử, cũng sẽ sau đó tan thành mây khói chứ. Ha ha, cái này, chính là không đúng hắn Vân Vô Hình cúi đầu kết quả. Ngay tại lúc này, ngồi xếp bằng ở trong phòng Diệp Thần, đột nhiên lông mi mau run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Một khắc sau, Diệp Thần gương mặt bên trên, liền xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Cái này một cái hơn tháng thời gian, Diệp Thần, đã đem vậy ma hồn cùng chấn thần tháp bộ phận căn nguyên, hoàn toàn luyện hóa. Tu vi, lại là trực tiếp đột phá đến thái hư 6 tầng thiên. Khoảng cách 7 tầng thiên còn có một chút điểm khoảng cách. Dòng dã tầng trời 2. Hắn bây giờ có thực lực đối kháng bất kỳ chảm ách tầng 8 thiên. Có thể chạm ách 7 tầng thiên và tầng 8 thiên khoảng cách là rãnh trời. Nhưng hắn Diệp Thần, ở luân hồi huyết mạch dưới ảnh hưởng, thái hư tầng 5 thiên đến 6 tầng thiên cũng là rãnh trời. Nhưng, đây cũng không phải hắn lớn nhất thu hoạch. Lớn nhất thu hoạch, là hắn chân võ ý. Đang tiêu hóa liền vậy ma hồn cùng với chấn thần tháp căn nguyên bên trong, ẩn chứa vô số cao cấp võ, kết hợp hắn ở đó ảo cảnh bên trong, cùng vô số ma tộc. Chém giết dù sao cũng năm trải qua, hắn chân võ ý, lại có tăng lên. Nguyên bản, chỉ có thể coi như là miễn cưỡng chạm được, hiện tại, nhưng có thể nói là chạm được, từng tia bên. Hơn nữa, trong cơ thể hắn tất cả loại huyết mạch, cũng cường hóa mấy tầng. Lăng phong thần mạch, xích trần thần mạch, đều đang bất ngờ tăng cường. Trống trơn là lực lượng, đang động dùng phá thiên lực dưới tình huống, đã, đột phá đến trình độ cao nhất. Sinh mệnh lực, thần hồn cường độ, linh lực ngưng luyện trình độ, vậy giống vậy bạo tăng.
Bỗng nhiên, Diệp Thần nhưng là thần sắc biến đổi, cảm nhận được một đạo vô cùng là kinh khủng hơi thở. Đây là... Một khắc sau, Diệp Thần bóng người, liền ở trong phòng biến mất. Lúc này Vân Vô Hình, đang chuẩn bị chém ra vậy cực kỳ một kiếm. Mà một đám thần cực tông cường giả, đều là mặt hiện ảm đạm, làm xong liều chết chuẩn bị. Bọn họ biết, một kiếm này trấn áp bọn họ huyết mạch, vô luận bọn họ làm gì, cũng thì không cách nào đỡ được. Nhưng, bọn họ không hối hận. Vì thần cực tông, vì Diệp Thần mà chết, chết được vinh quang. Chết được hắn nơi. Mà lúc này, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đều đã hóa thành người khô giống vậy tồn tại, coi như Vân Vô Hình không ra tay, bọn họ, vậy cách cái chết không xa. Ngay tại Vân Vô Hình, ra tay trước trong nháy mắt. Đột nhiên bây giờ, trong hư không, bóng người chớp mắt. Một tên chàng thanh niên, sắc mặt rửng rưng nhìn Vân Vô Hình, lạnh lùng mở miệng nói ta, cho một mình ngươi thu kiếm cơ hội, nếu không, ngươi hẳn phải chết. Xa xa Hồng Đăng Nguyên, nhưng là nhướng mày một cái. Cái này Diệp Thần, không phải làm con rùa đen rút đầu sao? Làm sao lúc này, lại chạy đến chịu chết? Hơn nữa, chịu chết, sẽ đưa chết, còn muốn gắn. Thật mẹ hắn coi mình là thần. Bất quá rất nhanh, Hồng Đăng Nguyên chân mày, liền giãn ra, trên mặt mang cười nhạt. Ha ha, mình, có cái gì tốt lo lắng? Cái này Diệp Thần, bất quá là đem mình tử vong nói trước một chút mà thôi. Mà một tất cả trưởng lão, chính là sững sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Thần, xuất quan. Thật ở thần cực tông bị diệt trước xuất quan. Bất quá, một khắc sau, Ngọc Chân Tử nhưng là chợt chợt quát lên, Diệp Thần. Chú ý, đây là Vân Vô Hình phân thân, Thiên Ma phân thân, có huyết mạch trấn áp năng lực, người lực lượng sẽ trói buộc. Ngươi có chạy không, chỉ cần có ngươi ở đây, thần cực tông, không coi là diệt. Nguyên bản, bọn họ đúng là muốn kéo dài tới Diệp Thần xuất quan, nhưng lúc này, ở kiến thức Vân Vô Hình, vậy giống như Thiên Ma giống vậy thực lực sau đó, bọn họ tim, dao động. Cho dù là Diệp Thần, đối với Vân Vô Hình, cũng vô cùng hung hiểm chứ. Nếu như Diệp Thần đánh bại, như vậy thần cực tông, sau cùng mồi lửa cũng chỉ mất đi liền à. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần cho Diệp Thần thời gian, Diệp Thần ắt sẽ có thể trở thành áp đảo Vân Vô Hình trên cường giả. Ắt sẽ, có thể lần nữa dẫn thần cực tông, cường thế quật khởi. Cho nên, Diệp Thần tuyệt không thể ở chỗ này chết à. Vân Vô Hình, cũng là con người hơi có giúp một cái, lại là thật đem vậy đạo khủng bố kiếm ý, chậm rãi thu hồi, bao phủ đúng ngôi thần sơn như biển kiếm quang, vậy dần dần tiêu tán. Bởi vì hắn phát hiện, mình Thiên Ma huyết mạch áp chế, lại đối với cái này người thanh niên mất hiệu lực. Thần quốc lại có máu người mạch cao hơn Thiên Ma này huyết mạch. Mọi người thấy vậy, không khỏi được đều là đờ đẫn. Chuyện gì xảy ra? Vân Vô Hình, cực kỳ kinh khủng ma hoàng Vân Vô Hình, thật bởi vì Diệp Thần một câu nói, thu kiếm. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật so Vân Vô Hình kinh khủng hơn? Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng nhìn Vân Vô Hình. Nhưng, lúc này Vân Vô Hình kinh hãi thu liếm, nhưng là sắc mặt lãnh đạm, cười mỉm nhìn Diệp Thần. Huyết mạch mạnh thì như thế nào? Thái hư và chảm ách chênh lệch, thật có thể như thế dễ dàng vượt qua sao? Hắn bước ra một bước, đột nhiên mở miệng nói, người mới vừa nói, nếu như ta không thu kiếm, hẳn phải chết. Ai cho người dũng khí, và ta nói như vậy? Ừ, một cái thái hư cảnh nhân tộc phế vật, cũng dám theo ta nói như vậy. Ngươi là không thấy rõ, bổn hoàng thực lực sao? Vân Vô Hình thanh âm, bỗng nhiên lạnh lùng xuống nói, bổn hoàng, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, mình cầm đầu lưỡi chém xuống tới, từ nay về sau chọn đời quỳ xuống đất, làm bổn hoàng một con chó, bổn hoàng nói không chừng tâm tình tốt, còn có thể để cho ngươi còn sống. Hắn sở dĩ thu kiếm, là bởi vì là Diệp Thần mạo phạm mình, cứ như vậy đem hắn một kiếm giết, há chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Chém xuống đầu lưỡi, vĩnh viễn xem chó như nhau còn sống, như vậy trừng phạt, mới tính không phụ lòng hắn phạm vào lỗi, không phải sao? Hồng Đăng Nguyên, kích động. Nếu là thật như vậy, há chẳng phải là nói, hắn có vô số thời gian, có thể dùng để hành hạ Diệp Thần, cho mình hai cái nhi tử báo thù rửa hận. Diệp Thần quét hắn một mắt, không để ý tới sẽ, nhàn nhạt nói cút, ngày hôm nay,
ta không muốn giết người. Hắn biết, hiện tại đại trưởng lão và nhị trưởng lão nguy ở một sớm một chiều, trước phải cứu hai người trưởng lão nói sau. Huống chi, đối phương chẳng qua là một đạo có thiên ma lực phân thân mà thôi. Chỉ cần chánh chủ không có ra sân, hắn cũng không cần phải nhìn thẳng. Cho nên, cho Vân Vô Hình cái này phân thân một cái mình cút cơ hội. Núi thần ra, một hồi tĩnh mịch. Cái này Diệp Thần, gắn ghiền. Hắn là đang cùng ai, nói như vậy đâu. Ha 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 ha. Vân Vô Hình, chợt cười như điên nói, rất tốt, đã rất lâu không người nào dám theo bổn hoàng, nói chuyện như vậy. Hắn màu tím hai tròng mắt bên trong, lửa giận vô tận bay lên, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng đi chết. Ngươi biết có vô tận thời gian, dùng để hối hận ngươi ngày hôm nay nói những lời này. Một khắc sau, vậy cực kỳ kinh khủng kiếm ý, thiên ma ý từ Vân Vô Hình trong cơ thể bộc phát ra. Phóng lên cao. Không, thần cực tông một tất cả trưởng lão chảy nước mắt, vô cùng bi ai gào thét. Một kiếm thành ma, sắc bén như biển. Hải ma kiếm. Vô cùng lạnh như băng, tựa như có thể đông toàn bộ vũ trụ kiếm quang, nháy mắt tức thì, đem đúng ngôi thần sơn chìm ngập, hướng Diệp Thần, như vạn trượng sóng lớn vậy, lăn lộn đi. Lúc này Diệp Thần, nhưng là sắc mặt rửng rưng đối mặt với tốt lắm xem, có thể đem toàn bộ thần quốc xé nát kiếm quang, ánh mắt sâu kín ngưng mắt nhìn Vân Vô Hình nói, cơ hội, ta cho ngươi, nếu ngươi tự tìm chết, vậy, liền không trách ta. Cổ tay hắn lộn một cái, nắm thanh liên diệt thiên kiếm. Cả người lực lượng cuồng bạo, điên cuồng phun trào. Hắn ánh mắt không ngừng chớp động, thoáng qua vậy nhìn như biển giống vậy sắc bén, đột nhiên, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ha ha, cái này, không phải ma quang hàn thiên kiếm sao? Ma quang hàn thiên kiếm, là Diệp Thần hấp thu vậy ma hồn sau đó, lĩnh ngộ một môn võ. Hơn nữa, ở viễn cổ chiến trường dù sao cũng nằm chém giết bên trong, cũng đã vô số lần đối mặt qua, đối với cửa này ma tộc kiếm pháp, có thể nói, liền như lòng bàn tay. Cái này môn kiếm pháp luyện đến mức tận cùng nói, uy lực, coi như không tệ, chỉ tiếc, người luyện còn chưa đủ thích hợp. Thậm chí có thể nói, rất kém xa. Ma quang hàn trời, một kiếm như quang, quang hàn chín tầng trời. Ở ngươi cái này, thì trở thành một kiếm thành ma, sắc bén như biển. Bất luận là tốc độ, vẫn là quy mô, cũng kém không mấy tầng. Diệp Thần trong mắt, hiện lên vẻ chế giễu vẻ. Vân Vô Hình, cái này cái gọi là hải ma kiếm, ở Diệp Thần xem ra, có thể nói, sơ hở trăm chỗ. Rác dưới đến không thể lại rác dưới. Vân Vô Hình nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng, đều là không nhịn được hoảng hốt. Diệp Thần, là làm sao biết? Hắn cái này hải ma kiếm, đúng là bắt trước một người siêu cường thiên ma tập được. Tên kia thiên ma ra tay, liền cùng Diệp Thần nói như nhau, một kiếm như quang, quang hàn cửu thiên à. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung không làm được. Luôn cảm giác, không cách nào có được tinh túy, có thể lại không biết mình sai ở chỗ nào. Hiện tại, nghe được Diệp Thần phen này lời bàn, lại là có một loại thể hồ quán đính giác ngộ cảm giác. Điều này sao có thể? Đây chính là viễn cổ võ à? Một cái thái hư cảnh nhân tộc phế vật, hiểu vũ kỹ gì? Khẳng định, là mèo mù bính thượng tử háo tử thôi. Vân Vô Hình giận quát một tiếng nói, phế vật, tiếp theo gắn. Chờ ngươi bị ta một kiếm này, chém được tứ chi vết nứt, máu thịt hỏng mất thời điểm, ta xem ngươi. Làm sao còn gắn? Gắn. Diệp Thần khóe miệng nâng lên lau một cái lãnh đạm, ngươi, còn chưa xứng để cho ta gắn. Vừa nói, hắn lại là đem thanh liên diệt thiên kiếm thu hồi, tiện tay đổi một chuôi mang đậm đà ma khí trường kiếm. Huyết ma kiếm. Ma đế cho hắn lễ vật. Đã từng, hắn cần nhập ma mới có thể vận dụng kiếm này. Hiện tại hắn thực lực, tùy thời có thể khống chế nhập ma. Tay cầm huyết ma kiếm, Diệp Thần nhàn nhạt nói, cũng được, sẽ để cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là ma quang hàn thiên kiếm đi. Kiếm ra như quang, quang hàn chín tầng trời. Ma quang hàn thiên kiếm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, chân võ ý, theo hắn động tác mà nhộn nhạo lên. Nháy mắt tức thì, vô số đạo màu tím đậm kiếm quang, từ Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trên, nổ bắn ra.
Chung quanh rất nhiều trường kiếm căn bản không cách nào chịu đựng Diệp Thần xuất thủ uy thế, ngay tức thì, biến thành nghiền. Nhưng, Diệp Thần huyết ma kiếm, lại không có bất kỳ bị tổn thương. Hiển nhiên phẩm cấp vô cùng không bình thường. Mãnh liệt kiếm quang, vô cùng băng hàn, ác liệt. Thậm chí, hắn dùng mình, cũng xông lên trên 9 tầng trời. Vân vô hình vậy nhìn như giống như mênh mông vậy, vô cùng vô tận màu tím kiếm quang, ở Diệp Thần đánh ra kiếm quang trước mặt, thật là, giống như là con giun cùng cự long chênh lệch. Tất cả mọi người, đều trợn tròn mắt. Suy nghĩ, cũng đọng lại. Ngay cả hô hấp, đều quên, rung động tại trước mắt, vậy vô cùng khó quên một màn. Chỉ gặp, Vân vô hình kiếm quang, ở Diệp Thần kiếm quang nghiền ép dưới, trong phút chốc, liền tấc tấc tan vỡ. Hóa thành hư không. Diệp Thần, lại thật lấy kiếm giống nhau pháp, đem Vân vô hình vậy vô cùng tự tin một kiếm, nghiền ép. Hơn nữa, Diệp Thần nhìn như, lại là tùy ý cực kỳ, căn bản không có thi triển toàn lực. Cái này, cũng quá nghịch thiên đi. Vân vô hình cái này phân thân, nhưng mà có chảm ách tầng 8 thiên tu vi, cùng với thiên ma uy áp, cơ hồ có thể áp chế hỗn độn cường giả à. Càng không cần phải nói Diệp Thần thái hư tu vi. Có thể ở Diệp Thần trước mặt, nhưng, giống như là con kiến hôi vậy. Tiện tay có thể diệt. Một tất cả trưởng lão cũng là hoàn toàn si ngu, trên mặt, chỉ còn lại cười ngây ngô. Thậm chí, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, trong chốc lát cũng quên mình sắp chết. Bọn họ rất rõ ràng, một tháng trước, Diệp Thần cũng không có như thực lực này à. Ngắn ngủi một tháng, lại... thì có loại tiến bộ này. Trước một giây, bọn họ còn đối mặt diệt tông nguy cơ, một giây kế tiếp, đột nhiên, lại hoành đè hết thảy. Cái này hạnh phúc, tới được quá đột nhiên à. Ầm một tiếng vang thật lớn, không trung bộc phát ra một đoàn xương máu, vậy ánh sáng tím ngay tức thì đem Vân vô hình thân thể xuyên thủng. Vân vô hình thân thể, bị ánh sáng tím đánh được đảo phi nhi xuất, hung hăng đập vào một tòa núi to bên trên. Đem tòa kia nối thẳng chân trời núi to, trực tiếp đập nát bấy. Hồng Đăng Nguyên cùng Mạc U đều là kêu lên một tiếng nói, bệ hạ. Diệp Thần thân hình động một cái, đi tới núi to dưới, lúc này Vân vô hình phân thân, cả người hiện đầy vô số lỗ máu, hơi thở suy yếu cực kỳ, bị chôn ở vô số núi đá dưới, chỉ còn lại một cái đầu lâu, lộ ở bên ngoài. Diệp Thần đi tới Vân vô hình trước người, mắt nhìn xuống núi đá dưới Vân vô hình. Lúc này Vân vô hình, tím màu bên trong, một phiến ảm đạm, tràn đầy thất ý cùng tuyệt vọng, khóe miệng mang một chút tự giễu cười khổ. Mình ở vực ngoại không gian, vượt qua trăm năm, trải qua sống chết, vô cùng khó khăn tăng lên thực lực, từ lấy là tu vi bạo tăng, lĩnh ngộ trí cường võ, trở lại thần quốc, tùy tùy tiện tiện một cái phân thân là có thể hoành đè hết thảy. Nhưng mà đâu? Phân thân ra tay một cái, liền bị một người thái hư cảnh nhân tộc. Dùng chiêu thức giống nhau, tùy ý nghiền ép. Cái này, đổi lại là ai, cũng sẽ tuyệt vọng chứ. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngươi, phục sao? Vân vô hình quét Diệp Thần một mắt, mặt xám như cho tàn nói phục. Hắn bây giờ, đối với Diệp Thần, đã liền phản kháng ý chí, cũng không nhấc nổi. Nếu như, người tay không, đối mặt một cái cả người cứng rắn như thiết, cao đến trăm trượng, tiện tay nhất kích. Là có thể hủy diệt một thành phố cự nhân, người có thể đề ra nổi phản kháng ý chí sao? Trực tiếp, vứt bỏ vùng vẫy chứ. Vân vô hình, lúc này chính là loại tâm thái này. Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên, vừa quay người, rời đi. Vân vô hình hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng hỏi, người không giết ta. Diệp Thần dừng chân một cái, hơi quay đầu, nhìn về phía Vân vô hình nói, người bất quá là một đạo phân thân. Không đáng giá được ta giết, gửi lời trở về, để cho chân chính Vân vô hình từ bây giờ về sau, không được phản bội nhân tộc. Hắn biết, mình đã hoàn toàn mất đi liền cái này Vân vô hình phân thân phản kháng ý chí, nhưng mà, nếu như giết Vân vô hình, sự việc, liền kết thúc sao? Chỉ sẽ gia tăng nhân ma tộc cùng nhân tộc giữa cửu hận chứ? Diệp Thần ánh mắt, hơi chớp động, hấp thu vậy ma hồn sau đó, hắn mơ hồ, có một loại vô cùng là dự cảm xấu. Có lẽ, thần quốc, rất nhanh liền sẽ nghênh đón một tràng bão tố. Một tràng cuộn sạch thần quốc, thậm chí linh võ đại lục cùng vị diện siêu cấp gió bão. Thậm chí quan hệ đến thần quốc Diệp gia siêu cấp gió bão. Lúc này, các tộc hẳn đoàn kết.
Dĩ nhiên, nếu như Vân Vô Hình không phục, còn muốn báo thù, hắn sẽ không chút do dự tiếp, thậm chí, đem nhân ma tộc, hoàn toàn diệt tộc. Bên ngoài buồn ở phía trước, há có thể để mặc cho bên trong mắc tư dài. Dĩ nhiên, Diệp Thần mặc dù không phải là cái gì thánh mẫu, có thể cũng không có thích giết chóc đến loại trình độ đó. Có thể không giết, còn chưa giết. Vân Vô Hình, nhìn Diệp Thần hình bóng, ngẩn ngơ, ngay sau đó, vô cùng chân thành đáp, ta sẽ đem nói mang về, nhân ma tộc, từ bây giờ về sau, thiên thu vạn thế, không bao giờ sẽ phản bội nhân tộc. Còn như bản thể có đáp ứng hay không, ta sẽ không biết. Cửu Thiên Thần Long Điện một tòa thần bí vực sâu. Vực sâu bên trong long ngâm không ngừng truyền ra. Hoặc dữ tợn, hoặc thống khổ, hoặc ngưng trọng. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Cũng không có dám chú ý. Bởi vì nơi này, là Cửu Thiên Thần Long Điện cấm địa. Đã từng viễn cổ chiến trường một tòa di chỉ. Tương truyền. Có một đầu vực ngoại ma long, chu diệt thành hơn 100.000 hỗn độn cường giả, bị vô số yêu nghiệt võ đế trấn áp nơi này. Thậm chí, những cái kia chí cao tồn tại, đều không cách nào chu diệt cái này ma long. Chỉ có thể vĩnh viễn trấn áp. Không có kết quả trấn áp. Mà giờ khắc này, dưới vực sâu, một đầu cực kỳ kinh khủng huyết long thân hình lại đang không ngừng lớn mạnh. Đầu kia bị nhốt viễn cổ ma long trong mắt bên trong lại có chút sợ hãi. Làm sao có thể, trên mình ngươi lực lượng làm sao sẽ tới từ thời đại kia? Không thể nào, lực lượng không thể nào vô căn cứ xuất hiện. Ngươi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Vực ngoại ma long thân thể đang run rẩy. Hắn rung động không phải huyết long không ngừng leo lên khí thế, mà là huyết long trên người lực lượng quá quen thuộc. Cái này vực sâu bên trong, không thể nào có lực lượng cung cấp hắn hấp thu. Huyết long này kết quả là như thế nào làm được? Trước kia như thực lực này huyết long, bị kẹt mình có thể có tư cách chống lại. Hiện tại huyết long tu vi và lực lượng không ngừng lên tăng, vực ngoại ma long lại lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Thậm chí, hắn có thể bị chiếm đoạt. Vô tình chiếm đoạt. Mà giờ khắc này cách đó không xa huyết long, long tu dao động, hơi thở nặng nề thêm nội liễm. Nó ánh mắt cực độ lạnh như băng. Chỉ như vậy nhìn chằm chằm đầu kia bị vô số xiềng xích nhốt ma long. Huyết long đột nhiên cười, từ vừa mới bắt đầu, ta thì không phải là chiến đấu một mình. Quên nói cho ngươi, ta chủ nhân kêu Diệp Thần. Nhớ danh tự này, các ngươi đám này vực ngoại ích kỷ, cuồng vọng xúc sinh, sẽ bởi vì danh tự này mà sợ hãi. Mà ngày nay, phần này sợ hãi, liền từ ngươi bắt đầu. Ta phải chiếm đoạt ngươi lực lượng, máu ngươi, ngươi cốt rồng. Gân rồng của ngươi. Còn có tín ngưỡng của ngươi. Cái thế giới này, duy nhất hẳn có tín ngưỡng, là thuộc về Diệp Thần. Nếu như ta không đoán sai, ngươi ở ngươi vị diện, thân phận hẳn rất tôn quý đi. Ngươi nói, như ta cắn nuốt ngươi hết thảy, thay thế ngươi, như thế nào? Một giây kế tiếp, huyết long thân thể bỗng nhiên khổng lồ. Lại chỉ so với đầu kia thượng cổ ma long nhỏ một chút chút. Vậy kiên nghị trong mắt cháy ra vô tận đế lâm lửa. Huyết long long ngâm chấn thiên, hung hãn hướng ma long đánh tới. Đụng! Kinh thiên động địa thanh âm vang khắp. Cửu thiên thần long điện tựa như nghênh đón động đất. Liền liền thần quốc vậy có hơi chấn cảm. Có thể, bị tất cả mọi người không để mắt đến. Ma long xiềng xích không ngừng đung đưa, vô số lôi hồ theo xiềng xích chạm được ma long thân thể. Vậy liên lụy đến huyết long thân thể. Nhưng mà, huyết long không sợ hết thảy sấm sét, nó đang cười. Dù là quanh thân vết thương chồng chất, vẫn đang cười. Bởi vì, nó cảm giác, mình có lẽ phải rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thậm chí một năm hết Tết đến cũng không cần. Tu võ thời gian, chạy mất cực nhanh. Một năm, ở mọi người trong mắt, bất quá là trong nháy mắt. Nó quả nhãn nâng lên. Trong vực sâu lại hạ nổi lên vũ. Nước mưa tí tách rơi vào huyết long trên thân hình. Nước mưa, máu loãng không ngừng hỗn hợp, loang lổ cảm giác, để cho nhân tâm sợ hãi. Mà càng đáng sợ hơn là đầu kia ma long. Vậy ở viễn cổ để cho rất nhiều cường giả sợ hãi đầu kia ma long thân thể, lại bị vạch ra một đạo lỗ to lớn. Dữ tợn ma máu chảy ra. Nhiễm đỏ toàn bộ vực sâu mặt đất. Cùng thời khắc đó,
cách cửu thiên thần long điện chỗ tòa này vực sâu ngoài trăm dặm địa phương. Nơi nào đó rất hiếm vết người u ám thâm cốc bên trong, hàng năm, bị một loại cực kỳ kinh khủng chướng khí tràn ngập. Cái này chướng khí, cho dù là chảm ách cảnh võ giả, đều không cách nào chịu đựng. Cho dù là yếu một chút hỗn độn cường giả, ở nơi này phiến chướng khí bên trong, nán lại quá lâu, cũng sẽ rơi xuống tai họa ngầm, thậm chí, ảnh hưởng đến tu võ căn cơ. Không có ai biết, ở nơi này chướng khí chỗ sâu, cất giấu một tòa hơi thở cực kỳ cổ xưa, hình dáng quỷ dị, thậm chí để cho người cảm giác, ở thần quốc xuất hiện trước, hắn liền tồn tại ở này thần điện. Cái này thần điện bên trong, thờ phụng một tòa nhìn như vô cùng dữ tợn, tựa như người không thuộc mình, lưng mọc hai cánh, miệng đầy răng nanh, dài bốn cánh tay, ba con mắt pho tượng. Lúc này, ở pho tượng kia hạ, lại là vây ngồi từng cái, người khoác áo bào đen, đem diện mạo núp ở cái chụp đầu dưới, trên mặt, thậm chí còn mang mặt quỷ mặt nạ bóng người. Xem bọn họ hình dáng, nữ có nam có, phần lớn, nhìn như cũng cùng nhân loại kém không nhiều, bất quá, cũng có đừng vừa thấy, chính là không thuộc về mình tồn tại. Nếu nói là, những người này có cái gì điểm giống nhau nói, vậy, chính là bọn họ hơi thở, cũng không có so được mạnh mẽ. Thậm chí, có không ít người hơi thở, để cho người cảm giác được sợ hãi. Giờ phút này, những người này, lại là đem một cổ vô cùng cường đại năng lượng, chuyển vận đến trước người pho tượng bên trong, tựa như, ở đánh thẳng vào cái gì vậy. Bỗng nhiên, một tiếng quỷ dị, khủng bố, khan khan, rên rỉ trầm thấp, ở thần điện bên trong quanh quẩn. Tựa như, có vật gì, từ ngủ say bên trong, tỉnh lại vậy. Vậy từng cái khí tức cường đại, mặc hắc bào bóng người, nghe được thanh âm này ngay tức thì, đều là thân thể run lên. Tựa hồ, có mừng rỡ, cũng có sợ hãi. Chốc lát yên lặng sau đó. Đột nhiên, đại điện chỗ sâu, vang lên lần nữa vậy đạo trầm thấp, không thuộc về mình khủng bố thanh âm. Mà lúc này, thanh âm này bên trong, bất ngờ đang mang lửa giận hừng hực. Ta ở lại trấn thần tháp vậy đạo phân hồn, lại, bị người mất đi. Cái này một đám cường giả, cảm nhận được đạo thanh âm kia bên trong lửa giận, lại từng cái, cũng khẽ run lên. Đồng thời, bọn họ dưới mặt nạ một đôi cặp tròng mắt bên trong, đều là hiện lên vô cùng là chấn hám vẻ. Chủ nhân của thanh âm này, có kinh khủng dường nào, bọn họ so người bất kỳ đều biết, hắn lưu lại phân hồn, lại, cũng có người có thể mất đi. Thật là, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Trong đó một người áo bào đen nam tử, sau một hồi trầm mặc, vô cùng cung kính mở miệng nói, chủ nhân, là ngài vậy đạo ở lại trấn thần tháp bên trong, chờ cơ hội mà động, đợi đến thời cơ thích hợp, lại có thiên phú có thể nói trình độ cao nhất, đủ để chứa lực lượng của ngài đồ đựng lúc xuất hiện, mới sẽ phát động vậy đạo phân hồn sao. Muốn không muốn, chúng ta đi tra một chút. Thanh âm kia trầm mặc, tựa hồ, là đang suy tư, một lát sau, lần nữa mở miệng nói, cũng tốt. Bất quá, phái một người đi ra ngoài, là đủ rồi, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là đánh vào cái này phong ấn. Tộc ta Thiên Khải, hẳn sắp đến, ở trước đó, bổn tôn nhất định phải phá cấm ra. Thanh âm kia lại nói, Giang Vưu, liền do ngươi, đi một chuyến đi, tìm được người nọ sau đó, mang đến gặp ta. Trong đó một đạo thân ảnh nghe vậy, cả người run lên, hai tròng mắt bên trong, toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Quỳ bái nói, cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Cái này thần điện, giam cấm một người cường đại đến khó có thể tưởng tượng cổ ma, bọn họ những võ giả này, mặc dù thông qua hầu hạ cái này cổ ma, là hắn phá cỡi phong ấn, lấy được vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng, vậy giống vậy, mất đi tự do. Hiện tại, có thể có cơ hội trở lại trong thần quốc, làm sao có thể không mừng rỡ. Cái khác mấy người, tất cả đều là mang ánh mắt hâm mộ. Nhìn về phía tên kia tên là Giang Vưu nam tử. Giang Vưu cười đắc ý sau đó, thân hình một cái chớp động, liền đi tới thần điện ra, vậy đối với vậy hỗn độn võ giả, cũng có thể tạo thành tổn thương chướng khí, đối với Giang Vưu, nhưng như không vật gì, hắn thậm chí trực tiếp đem mặt nạ tháo xuống, thật sâu hít thở một cái tràn đầy độc chướng không khí, một bộ vô cùng hưởng thụ hình dáng. Cái này Giang Vưu, nhìn qua, lại là một người mặt mũi trắng bệch. Ngũ quan gọi là tuấn tú, cặp mắt vô cùng là thâm thúy chàng thanh niên. Tiếp theo, thân hình lại là chớp mắt, liền rời đi cái này bị độc chướng chìm ngập thâm cốc.
tốc độ, sắp đến khó mà hình dạng. Bạch Cốc Thành là cách vậy bị chướng khí bao trùm, rất hiếm vết người thâm cốc gần đây một tòa thần quốc thành trì. Thành trì này vậy đến gần Cửu Thiên Thần Long Điện. Cái này một đêm, một đạo u ảnh, đứng yên trong hư không, mắt nhìn xuống dưới chân đèn đuốc sáng choang Bạch Cốc Thành, trên gương mặt, lộ ra một món cười tàn nhẫn ý. Người này, dĩ nhiên chính là Giang Vưu. Tiếp theo, hắn thân hình, lại là một cái chấp động, liền đem vậy hộ thành đại trận phòng vệ màn sáng, coi như vô vật vậy, im hơi lặng tiếng lọt vào trong đó. Bạch Cốc Thành thiên coi là các tầng chót, một người mặc áo dài trắng chàng thanh niên, tay cầm một bản cổ tịch, đang nồng nhiệt đọc. Tên nam tử này tử, nhìn như trẻ tuổi, nhưng hắn bất ngờ là một người nửa bước hỗn độn cảnh võ giả mạnh mẽ. Đây là, nam tử trước bàn đèn đuốc, đột nhiên một hồi chập chờn. Nam tử có chút cổ quái nhìn vậy đèn đuốc một mắt, cái này ly linh đèn, cũng không phải là thông thường phàm tục đèn ly, theo lý thuyết, coi như là gió lốc quá cảnh, cái này linh đèn ngọn lửa, cũng sẽ không có chút nào dao động à. Làm sao mới vừa rồi, đột nhiên diêu động một chút. Mà đang ở nam tử dương mắt ngay tức thì, nhưng chợt liếc về gặp, góc phòng, nhiều hơn một đạo u ảnh. Giao một tiếng, nam tử chợt đứng dậy, cổ tay khẽ nhúc nhích, nắm một chuôi cổ cấp cực phẩm trường kiếm, chỉ hướng vậy đạo u ảnh, nạt nhỏ, người tới người nào. Có thể biết nơi này là thiên coi là các sao, cũng dám cản rỡ. Hắn nhìn như, vô cùng cường thế, nhưng, hắn con ngươi, nhưng là hơi co rúm lại. Người này, lại có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào hắn trong phòng, để cho hắn, cũng không có chút nào phát hiện. Kinh khủng hơn phải. Lúc này, hắn mặt đối với người này, lại là không thấy rõ đối phương thực lực. Thật là, giống như là một mê vậy. Vậy u ảnh, nhẹ giọng cười, chậm rãi từ góc bóng mở bên trong đi ra, đi tới người đàn ông đồ trắng trước người, trong mắt bên trong, lóe lên làm người sợ hãi là huyết quang mang nói, ta là ai, ngươi rất nhanh, thì sẽ biết. Nửa giờ sau đó, Giang Vưu, từ thiên coi là các bên trong đi ra, trên mặt mang ung dung khoái trá nụ cười. Tựa như, mới vừa tiến hành cái gì để cho thân tim buông lỏng hoạt động giải trí vậy. Hắn ánh mắt nhỏ tránh lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, lại còn phát hiện như vậy chuyện thú vị. Thằng nhóc kia, lại đến từ thần cực tông. Ta và cái này thần cực tông, thật đúng là có duyên phận à. Hơn nữa, cái này gọi là Diệp Thần tiểu tử, tựa hồ vẫn cùng tên kia, có quan hệ. Ha ha, năm đó tên phế vật kia, xem ra, quả nhiên không chết sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dứt lời thân hình hắn động một cái, liền hướng một cái hướng khác đi. Mà ở sau lưng hắn thiên coi là các bên trong, lúc này, lại là giống như địa ngục nhân gian giống vậy cảnh tượng. Khắp nơi, đều là máu tươi, khắp nơi, đều là chân tay cụt đoạn thể. Thiên coi là bên trong các, lại là không có một người, còn sống. Càng làm cho người sợ hãi phải. Bọn họ khi còn sống tựa hồ cũng nhận chịu cực lớn thống khổ, trong mắt, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, từng cái một thân thể, cũng tàn tạ không chịu nổi, cơ hồ, cũng không nhìn ra được đã từng là người. Bọn họ, lại giống như là bị người nào, lấy vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, miễn cưỡng hành hạ mà chết. Thần quốc thiên đạo cung. Thiên viên mặc tà ngồi ở trên thần long, trong mắt nhắm. Quanh thân quấn vòng quanh cực kỳ huyền diệu hơi thở. Mà trước mặt hắn đứng mấy vị ông già. Những thứ này ông già căn bản mỗi một tháng sẽ xuất hiện một lần, đem thần quốc cái này một tháng rất nhiều chuyện quan trọng nói cho Hiên Viên Mặc Tà. Gần đây đoạn thời gian này, thần quốc có thể có chuyện quan trọng gì? Hiên Viên Mặc Tà thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cầm đầu một cái ông cụ áo bào xanh tiến lên một bước, thận trọng mở miệng nói, khải bẩm cung chủ, Lâm Hải Thành bùng nổ dị tượng, một vị đặc thù huyết mạch người thức tỉnh ra đời. Đi qua thiên đạo cung kiểm tra, long mạch thuần khiết, có thể triệu hồi thiên đạo cung. Thậm chí chờ đợi trưởng thành, đem đưa vào Cửu Thiên Thần Long Điện tu luyện. Thiên viên mặc tà gật đầu một cái, không sai, cái thời đại này, thiên tài quật khởi, thiên đạo cung chính là cần thứ người như vậy thời điểm. Chúng ta thiên đạo cung những năm gần đây cơ hồ trông coi hết thảy thần quốc lãnh vực chi địa, duy chỉ có vậy Cửu Thiên Thần Long Điện. Bất quá Cửu Thiên Thần Long Điện bản thân liền đặc thù, bên trong long tộc cũng không giải quyết dễ dàng như vậy. Đem vậy đứa nhỏ lấy tên Trúc Long, mang về thiên đạo cung,
liền do một vị hạch tâm trưởng lão thay thế chiếu cố. Hạ một kiện, ông cụ áo bào xanh chắp tay một cái, được. Sau đó, ông cụ áo bào xanh rè đặt cầm ra một cái ngọc giản, cung chủ, thần quang nghi thức hoàn toàn kết thúc. Lần này, quật khởi rất nhiều thiên tài. Lần này thần quang nghi thức, thật sự là vô cùng xuất sắc. Cái này trăm năm qua, thần quốc nhân tài lớp lớp xuất hiện. Tôn Vô Vọng, Lý Thánh, Triệu Linh Nhận, Hiên Viên Tĩnh các người, vậy đều là cực hạn yêu nghiệt. Dĩ nhiên, còn có càng yêu nghiệt. Hiên Viên Mặc Tà khẽ mỉm cười, bởi vì hắn nghe được Hiên Viên tộc tên chữ. Đây coi như là một cái tin tức tốt. Từ hắn thành là Thiên Đạo Cung cung chủ sau đó, hoặc hơn hoặc thiếu tài nguyên hướng Hiên Viên gia tộc nghiêng. Hiên Viên gia tộc thực lực, cũng là xưa không bằng nay. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, mở miệng nói, còn có so chúng ta Hiên Viên tộc càng yêu nghiệt. Vậy ông cụ áo bào xanh do dự mấy giây vẫn là nói, có hai người. Một tên là hai nhóm thế lực Lạc Hà Tông Kỷ Yên. Một người khác là mới nhất quật khởi thần quốc thiên tài, thần cực tông Diệp Thần. Ông cụ áo bào xanh vốn định trắng trợn thổi phồng hai người, nhưng ý thức đạo hiện tại nếu như nói hai người thiên phú, tất nhiên sẽ áp chế Hiên Viên gia tộc vị thiên tài kia. Đến lúc đó cung chủ nổi giận, liền không ổn. Cho nên, hắn chỉ riêng mấy chữ khai quát. Hiên Viên Mặc Tà mở mắt ra, Diệp Thần. Chẳng biết tại sao, danh tự này để cho hắn có loại bất an cảm giác. Cầm thần quang nghi thức ngày đó hình ảnh cho ta xem, ta đây là tò mò cái này Kỷ Yên và Diệp Thần thanh niên thiên tài có lợi hại dường nào. Ông cụ áo bào xanh thở ra một hơi, vội vàng đưa ra một khối tản ra tia sáng đá. Đá rơi vào Hiên Viên Mặc Tà trong tay, mới vừa muốn mở ra, một cái Thiên Đạo Cung ông già vội vội vàng vàng vọt vào. Cung chủ, xảy ra chuyện. Nháy mắt tức thì, Hiên Viên Mặc Tà buông xuống trong tay đá, lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi lỗ mãng xông vào. Lão kia người vội vàng quỳ xuống, kích động nói, cung chủ, Bạch Cốc Thành Thiên Cơ Các, tất cả mọi người đều bị giết. Mấu chốt thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không một người sống à. Thiên Cơ Các thuộc về Thiên Đạo Cung tài sản, mà Bạch Cốc Thành lại là rất nhiều trong thành trì muốn thành. Đúng là việc lớn. Hiên Viên Mặc Tà con ngươi ẩn núp, trong mắt cháy lửa giận, tra cho ta. Ta muốn biết là ai ra tay. Thiên Cơ Các cũng dám diệt môn, thật làm ta Thiên Đạo Cung là trưng bày không được. Cái này không do để cho hắn nghĩ tới ngày đó kêu bàn cổ thanh niên. Có thể lâu như vậy đi qua, cái này bàn cổ người, vẫn không có bất kỳ tung tích. Lão kia người lui xuống. Hiên Viên Mặc Tà dừng lại mấy giây. Muốn mở ra trong tay đá xem vậy thần quang nghi thức hình ảnh. Nhưng đột nhiên, thiên địa dị tượng dậy. Hàn Độc Thành. Nơi đây trời âm u tà, mạnh đại khủng bố độc thú hoành hành tàn phá, có thể nói tử vong đường cùng. Cho nên, Hàn Độc Thành rất hiếm vết người, dù cho cường giả cái thế, vậy ít có qua lại. Một ngày này, thần quốc bỗng nhiên hiển lộ rất nhiều dị tượng, vô tận tử vong khí độc lan tràn, bao phủ toàn bộ Hàn Độc Thành. Ra bế quan nhiều tiềm tu đại năng giả, các lão quái vật, sinh lòng sợ hãi, trong sâu thẳm, như là cảm ứng được vô cùng rất lớn chuyện. Từng đạo mạnh mẽ thần niệm vượt qua vô tận không gian, chiếu hướng Hàn Độc Thành. Ung ung, thiên địa tiếng động lạ chấn triệt cửu tiêu, hạ đạt u minh. Rất nhiều thần thức xen lẫn, ý niệm câu liền, bàn luận sôi nổi. Ồ, không phải tiếng vang như sấm, cũng không thiên kiếp, đây là... Có đại năng giả kinh nghi bất định. T, đại đạo kêu vang, thật là ngàn năm một thuở chuyện. Đây là một vị sống mấy vạn năm lão quái vật, kiến thức rộng, nói thẳng ra chân tướng. Chẳng lẽ là có lệnh thiên đạo cũng làm không cho bảo vật tuyệt thế sắp hiện thế. Này đại năng nói ra mọi người tiếng lòng. Đang lúc này, cuối cùng dị tượng hạ xuống. Huyền diệu tối tăm đạo vận xuất hiện ở Hàn Độc Thành bầu trời, ngắn ngủi nổi lên sau này. Một khối bia trạng vật vô căn cứ xuất hiện. Bịa đặt hoàn toàn, do hư hóa thực, tuân theo thiên địa ý chí ra. Sắc sắc, oanh oanh, thiên đạo chi phạt hạ xuống, đầy trời kiếp lôi tia chớp chém hướng cái bia này. Kiếp này oai, để cho rất nhiều chú ý nơi này các đại năng sợ hết hồn hết vía. Bởi vì ngày này phạt uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, dù cho chạm ách cảnh đỉnh cấp vô địch đại năng, như chính diện chống cự. Vậy phải là bỏ mình hồn diệt kết quả.
nghịch thiên vật, tất bị thiên đạo nơi đố kỵ, vậy tất bị trời phạt. Một màn quỷ dị xảy ra. Kinh khủng kia tới cực điểm, thiên kiếp rơi xuống trên bia đá, thiên kiếp lực không chỉ có không đối với lần này bia tạo thành chút nào phá hoại, dường như là bị nó toàn bộ thu nạp. Bia đá trung ương, một cái huyền diệu thái cổ chữ viết ngưng tụ ra. Độc. Rồi sau đó, độc chữ bia bỗng nhiên rơi xuống, xuyên thấu tầng tầng độc chướng, rơi vào Hàn Độc Thành. Nhiều người đại năng thần niệm cũng theo đó di động, muốn truy tung vậy bia, nhưng kỳ quái chính là, thần niệm xâm nhập vào khí độc trung hậu, như châu đất xuống biển, mất đi cảm ứng. Nhiều người các đại năng thần niệm như thủy triều vào tới, lại như thủy triều thối lui. Sau đó, toàn bộ thần quốc rất nhiều thế lực lớn, đều sôi trào. Thiên đạo cung, Thiên Viên Mặc Tả ánh mắt từ Hàn Độc Thành thu hồi, con người sâu thẳm, như có vòng xoáy phun trào. Đây không phải là cái khác. Đây là luân hồi huyền bi. Đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu luân hồi huyền bi. Hắn năm ngón tay nắm chặt, vậy ghi lại thần quang nghi thức hình ảnh khắc ghi đá ngay tức thì hóa là bột. Đối với Hiên Viên Mặc Tà mà nói, bất kỳ đồ cũng không sánh bằng luân hồi huyền bi. Hắn hiện tại vội vàng cần phải lấy được khối thứ hai luân hồi huyền bi. Khối kia độc bia, có phải hay không trong truyền thuyết luân hồi huyền bi ở giữa độc bia? Luân hồi huyền bi không phải đã biến mất trên đời gian mấy chục ngàn năm sao, làm sao sẽ? Tựa hồ thật sự là, cung chủ, khối này độc bia chúng ta nhất định phải đoạt được. Thiên đạo cung ở giữa mấy vị trưởng lão thấy độc bia, vậy rất là kích động, hận không được hiện tại liền đem độc bia nắm giữ ở trong tay của mình. Thiên Viên Mặc Tà lại là kích động khó đè nén. Đơn giản là trời cũng giúp ta, vô luận như thế nào nhất định phải đem khối này độc bia mang về thiên đạo cung. Cùng trong chốc lát, thần quốc rất nhiều thế lực cũng nhận được Hàn Độc Trấn độc bia hiện thế tin tức, cũng phái cường giả đi. Hàn Độc Trấn, cường giả tụ tập. Diệp Thần ở thần cực tông ngồi xếp bằng, khoảng cách nửa năm ước hẹn càng ngày càng gần, hắn chỉ có đột phá đến thái hư đỉnh cấp, mới có thể có đánh một trận tư cách. Hắn muốn vô cùng vô tận tu luyện. Duy nhất để cho hắn nghi ngờ phải, hắn bước vào thái hư cảnh bao lâu? Vì sao lôi kiếp còn không có hạ xuống? Lại không hạ xuống, mình cũng có thể bước vào chảm ách. Chẳng lẽ, mình muốn thành là thứ nhất cái đột phá chưa lôi kiếp người tu luyện? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy huyết mạch sôi trào. Quen biết trong sâu thẳm có vật gì đang kêu gọi hắn tựa như, loại cảm giác này đặc biệt huyền diệu. Trước hắn vậy từng có qua mấy lần như vậy cảm giác, mỗi một lần đều có linh vật hiện thế. Chẳng lẽ lần này? Nhưng vào lúc này, Thương Cổ Y Thần đột nhiên ở luân hồi mộ địa phát ra một tiếng nhẹ ồ. Lão Thương, ngài vậy cảm giác được không được bình thường sao? Không đúng, quá không được bình thường. Nếu như ta phát hiện không có sai, hẳn là luân hồi huyền bi bên trong một khối trong đó bia hiện thế. Như vậy khí độc ngưng tụ, sợ là độc bia. Độc bia, thật sao? Diệp Thần có chút kích động. Vĩnh lão nói qua, gần đây có luân hồi huyền bi ra đời. Quả nhiên xảy ra. 89/10, khối này độc bia chỗ dùng lớn vô cùng, ngày sau đối với tu luyện cũng có ích lợi. Nghe được Thương Cổ Y Thần nói như vậy, Diệp Thần vậy không trì hoãn nữa, lập tức chạy tới Hàn Độc Trấn. Độc bia, giống như là trong sâu thẳm một loại kêu gọi. Thần quốc cực Tây chi địa. Độ nghiệp điện. Độ nghiệp điện là tà đạo đứng đầu thế lực, chủ giết hại, lấy tội nghiệt là nói. Lý Phàm Nhất, trước người dẫn thập đại tu la vương, trăm vị tu la thống lĩnh, lập tức chạy tới Hàn Độc Thành, cướp lấy độc chữ bia. Độ nghiệp điện điện chủ thanh âm từ bế quan bí địa truyền ra. Một khắc thời gian sau đó, trăm hơn vị tràn đầy tử vong, mất đi hơi thở các tuyệt thế cường giả ở một người cầm đầu dưới sự hướng dẫn, bay ra khỏi sơn môn. Tu La cường giả, chính là chảm ách cảnh vô địch nhân vật lớn, Tu La thống lĩnh cửa, cũng không một không thấp hơn thái hư cảnh trung kỳ. Lý Phàm Nhất, độ nghiệp điện phó điện chủ, lại là chảm ách cảnh đỉnh cấp cường giả. Thần quốc phương Nam Nguyên Thủy dãy núi, xưng bá nơi đây mấy ngàn năm thế lực lớn, tên là Vạn Độc Tông. Vạn Độc Tông coi như là tam lưu thế lực, cử tông trên dưới, chảm ách cảnh tu vi người le que. Truyền lệnh. Toàn tông trên dưới, phong môn cảnh bên trên người, tất cả đều ở tông chủ đỉnh tập hợp.
Đối mặt luân hồi huyền bi độc chữ bia cám dỗ, Vạn Độc Tông lại là không để ý hết thảy đánh cuộc liền toàn bộ tông môn, đây mới thật sự là không tiếc giá phải trả. Trong tông môn điển tịch ghi lại, Vạn Độc chi đạo, chỉ có đạt được độc chữ bia mới khá viên mãn. Độc chữ bia đối với Vạn Độc Tông tầm quan trọng, lỗi nặng sinh tử tồn vong. Không bao lâu, mấy chiếc bảo thuyền từ tông chủ đỉnh phóng lên cao, bay về phía Hàn Độc Thành. Trong chốc lát, Hàn Độc Thành thành thần quốc rất nhiều thế lực và võ giả mạnh mẽ cửa hội tụ bên trong tim, nhìn chăm chú tiêu điểm. Huyền bia vừa ra, mưa gió sắp tới. Một tràng gió tanh máu vũ, sắp đến. Thương cổ môn gợn sóng không sợ hãi, bởi vì không có thực lực dính vào đến đại sự như thế đấu võ. Nhưng độc chữ bia hiện thế, thương cổ môn ở giữa một vị lại thời gian đầu tiên có cảm giác. Người này là Diệp Thần người quen, Kỷ Lâm. Thể chất nàng đặc thù, chính là tiên thiên độc thể, trong sâu thẳm, và độc chữ bia liên lạc, thậm chí cùng Diệp Thần không kịp làm. Kỷ Lâm thời gian đầu tiên tìm được huyền linh tử. Đồ nhi, người cảm thấy sao? Tựa hồ trong sâu thẳm có một loại kêu gọi, không biết là chuyện gì xảy ra, sư phụ, ngươi là phát giác cái gì không? Cho tới bây giờ dí dỏm cô nương lần này ngược lại là không có lại hy cười ha ha. Huyền linh tử mang Kỷ Lâm tu luyện đã có một đoạn thời gian rất dài, đối với cái này bé gái vậy rất là hài lòng. Lúc này gặp nàng hỏi tới, liền vậy đúng sự thật nói ra. Luân hồi huyền bi bên trong độc bia hiện thế, ta vốn là không nghĩ tới cái bia này xảy ra đời, không nghĩ tới lại là thật. Cô bé, ngươi là tiên thiên độc thể, càng người bình thường khó mà tiếp nhận độc vật, đối với ngươi mà nói liền càng tư bổ thượng phẩm. Cái này thế gian độc vật vậy phân chia 3, 6, 9 loại nói, khối này độc bia liền nhất định là độc vật bên trong tốt nhất phẩm, là đối với ngươi tu luyện nhất có ích lợi đồ. Nếu là có thể nắm giữ khối này độc bia, người tu vi nhất định sẽ một ngày ngàn giảm. Thật sao? Kỷ Lâm nghe được như vậy, vậy kích động. Ta có thể cảm nhận được độc bia đại khái ở phương vị gì, sư phụ, chúng ta hiện tại đi đem độc bia cho đoạt lại đi. Như vậy tốt nhất. Đã như vậy, vi sư liền cùng ngươi một chuyến, hy vọng Lâm Nhi ngươi có thể nắm chặt lần này cơ duyên. Thầy trò hai người thương nghị sau này, rất nhanh làm ra cùng chung đi tìm cơ duyên quyết định. Thật là đúng dịp phải, thương cổ môn khoảng cách Hàn Độc Thành bất quá vạn dặm, không qua 2 tiếng, huyền linh tử Kỷ Lâm thầy trò hai người liền đến nơi này. Mà lúc này, Thiên Đạo Cung, Độ Nghiệp Điện cùng đối với độc chữ bia tình thế bắt buộc đứng đầu thế lực lớn, còn ở đuổi dọc đường. Hàn Độc Thành bên ngoài, huyền linh tử chân mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Nhi chậm đã vào bên trong, vi sư có loại dự cảm xấu, cái này cơ duyên tuy lớn. Chỉ sợ là có đại hung hiểm à. Huyền linh tử ngăn cản Kỷ Lâm, ánh mắt lấp lánh quét bốn phía, tâm tư nặng nề, rất là bất an. Vào giờ phút này, Hàn Độc Thành bị vô tận khí độc bọc, giống như một tòa tuyệt trận, để cho người chùn bước. Trên đất hài cốt phân bố, hài cốt bên trên, còn có còn sót lại huyết khí, ý vị này, những người này vừa mới chết đi không bao lâu. Ngay vừa mới rồi. Huyền linh tử nhìn tận mắt một vị thái hư cảnh trung kỳ cường giả mạnh xông vào khí độc bên trong, bất quá chốc lát, liền hóa thành một bãi mủ, thần hồn câu diệt, chỉ còn lại hài cốt. Kỷ Lâm tuy đối với Hàn Độc Thành ở giữa khoáng thế cơ duyên vô cùng khao khát, nhưng là biết được nặng nhẹ, đối với huyền linh tử nói gì nghe nấy. Thầy cho hai người liền ở nơi này Hàn Độc Thành dừng chân ngắm nhìn nửa ngày. Cái này nửa ngày công phu, huyền linh tử ngắm nhìn dưới cho ra một cái kết luận. Thái hư cảnh trung kỳ dưới, bước vào cái này Hàn Độc Thành, không người có thể còn sống. Dẫu có trọng bảo hộ thân, cũng là cửu tử nhất sanh. Thái hư cảnh hậu kỳ trên cường giả, đột phá khí độc bình phong che chở sau đó, cũng là lớn bị ảnh hưởng, thực lực đại giảm. Thời gian càng lâu, tiến vào cái này Hàn Độc Thành võ giả số người tăng lên gấp bội, càng ngày càng nhiều, hiện thân cường giả, cũng là càng ngày càng làm huyền linh tử trong lòng điềm báo bộc phát mãnh liệt. Huyền linh tử nhìn xem một bên tĩnh tọa Kỷ Lâm, bên trong tim lâm vào vùng vẫy. Đồ nhi này, bề ngoài yên lặng, trên thực tế hơi thở bộc phát không yên, như là đối với cái này Hàn Độc Thành bên trong khoáng thế cơ duyên vô cùng khao khát, nhưng lại cố nhẫn nại. Lâm nhi, cơ duyên mặc dù khó khăn được, nhưng có chút thời điểm vậy không cưỡng cầu có thể có. Nơi đây hung hiểm, vượt xa trước thầy nơi dự đoán, ngươi.
không muốn đi vào sao? Huyền Linh Tử hay là hỏi nói. Lấy hắn suy nghĩ, lấy Kỷ Lâm tu vi thực lực, liền cái này vòng ngoài khí độc bình phong che chở đều không cách nào đột phá, chớ nói chi đến cơ duyên. Kỷ Lâm trầm tư chốc lát, tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ kiên nghị, ánh mắt nhìn về phía Hàn Độc Thành, như là xuyên thấu tầng tầng sương mù dày đặc, thấy được vậy độc bia. Sư tôn, đồ nhi đã hạ định quyết tâm, dù cho thân tử đạo tiêu, vậy muốn đi vào. Huyền Linh Tử tựa như sớm có dự liệu, một tiếng thở dài, cũng được, ngươi lại an thủ nơi đây, vi sư vào bên trong tìm tòi, bỏ mặc có không thu hoạch, chuyến này tổng không thể tới uổng. Kỷ Lâm tiến vào thần quốc ngày giờ ngắn ngủi, cảnh giới tu vi tuy đột nhiên tăng mạnh, nhưng ngày hôm nay, nhưng cũng bất quá là phong môn cảnh, liền thái hư cảnh trung kỳ cường giả cũng không vào được cái này Hàn Độc Thành, huống chi là nàng. Cho nên, Huyền Linh Tử làm ra quyết định, lấy thân thám hiểm, làm đồ đệ mưu cầu cơ duyên. Huyền Linh Tử đứng lên, đang muốn mạnh xông độc trướng, Kỷ Lâm lại gấp gấp mở miệng nói, sư tôn. Đồ nhi cảm thấy, những thứ này khí độc đối với ta cũng không ảnh hưởng, hơn nữa. Càng đi vào trong đến gần, đối với ta tu vi lại là có chút tăng thêm. Kỷ Lâm môi anh đào nhẹ vung, mặt lộ mê mang, còn có chút hít không xác thực định, nói tiếp, có lẽ, đồ nhi có thể bình yên vô sự đi vào. Huyền Linh Tử đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo mặt lộ phấn chấn vẻ, cái này. Chẳng lẽ là người vậy đặc biệt thể chất nguyên do? Tiên thiên độc thể, khoáng cổ tuyệt kim, vạn năm khó gặp, lý khi có nơi đặc thù. Thầy trò hai người lại lần nữa thương nghị, mắt gặp đi vào cường giả càng ngày càng nhiều, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, vì vậy làm ra mạo hiểm quyết định. Tạm thời thử một chút đi, Lâm Nhi người đứng ở ta sau lưng, nếu có khó chịu tuyệt đối không thể do dự, lập tức trốn ra, vì sư vậy sẽ thời gian đầu tiên giúp ngươi. Kỷ Lâm gật đầu, mắt lộ ra sáng chói chi mang. Huyền Linh Tử mang Kỷ Lâm, thầy trò hai người một trước một sau, thận trọng bước vào Hàn Độc Thành độc trướng khu vực. Hô, vi sư viên này treo tim, cuối cùng là buông xuống. Huyền Linh Tử dài giọng liền thở dài, quanh thân dạo rực dậy một tầng nước gợn ánh sáng. Đây là hộ thể linh lực, tiến vào cái này Hàn Độc Thành sau đó, Huyền Linh Tử mới phát hiện. Nơi đây đối với tu vi áp chế vượt xa tưởng tượng, lấy hắn cảnh giới, ở chỗ này ngay cả hô hấp đều cảm giác nặng nề mấy phần. Thực lực 10 không tích chữ 1. Nhìn lại Kỷ Lâm, lại cùng Huyền Linh Tử hoàn toàn ngược lại, bước vào cái này dị biến sau Hàn Độc Thành sau đó, nàng không chỉ không có bị áp chế cảnh giới tu vi, lại là như cá gặp nước vậy, hơi thở cao tăng. Không cần Huyền Linh Tử phân tim bảo vệ, Kỷ Lâm đi tự nhiên. Bốn phía tràn ngập khí độc như là bị vô hình dẫn dắt, lấy nàng là bên trong tim hội tụ, sau đó tràn vào thân thể của nàng. Kỷ Lâm tu vi, cũng ở đây lấy tốc độ bất khả tư nghị ổn định leo lên. Sư tôn, nơi đó, chúng ta đi cái hướng kia đi. Ta cảm giác được, có vật gì đang kêu gọi ta. Huyền Linh Tử còn ở trợn mắt hốc mồm trong đó, Kỷ Lâm chỉ Hàn Độc Thành khu vực trung ương, độc chữ bia phủ xuống cái vị trí kia nói. Đi, đi mau, chớ có để cho người ngoài giành trước. Lâm Nhi, vi sư hiện tại tin tưởng, cái này cơ duyên tất chúc tại ngươi, ngươi như có, tương lai chi thành tựu, so ta vị kia sư tôn cũng sẽ không kém nhiều ít, ha ha ha. Huyền Linh Tử phục hồi tinh thần lại, lòng tin tăng lên gấp bội, thoải mái cười to đồng thời, mang Kỷ Lâm đi về trước bay đi. Diệp thần, đuổi kịp chân ngươi bước, đây mới là ta theo đuổi cái này cơ duyên mục đích lớn nhất à. Kỷ Lâm trong lòng xúc động. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Cung, cung chủ Hiên Viên Mạc Tà mở ra sau lưng kết giới. Một đạo lưu quang từ trong tay bay ra, thẳng không có vào bí địa chỗ sâu. Hiên Viên Mạc Tà đứng chắp tay, yên lặng chờ đợi, bất quá 10 hô hấp công phu, từng đạo minh mông khí tức thâm trầm như là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hiu, hiu, hiu. 10 đạo thân ảnh cơ hồ không phân chia trước sau xuất hiện ở Hiên Viên Mạc Tà trước mặt. Bái kiến cung chủ, Hiên Viên Mạc Tà đối diện trước 10 người hơi gật đầu một cái. Một đạo ý niệm tản ra, 10 người ngay tức thì sáng tỏ lần này để cho bọn họ tới nguyên do. Cung chủ yên tâm chính là, hôm nay hỗn độn dưới, chúng ta làm vô địch hậu thế, vậy độc chữ bia, phải là Thiên Đạo Cung vật trong túi. Chúng ta vạn năm không ra, lần này không cần vì vậy luân hồi huyền bi, càng cần phải thuận thế đại sát tứ phương,
tăng cường thiên đạo oai. 10 vị thiên đạo cung trưởng lão bên trong, chỉ có trung ương một người, mặc bạch bào, thấp mi liễm mục, không có lời nói, nhưng hơn 9 người nhìn về phía người này ánh mắt tràn đầy kính sợ. Được rồi, tất cả giải tán đi, tất cả đi chọn dùng thích hợp bảo vật, một sau một nén nhang, lập tức lên đường. Vậy trung ương bạch bào khiêm tốn đại năng giả một lời vừa ra, cái khác 9 người rối rít dừng lại, thân hình biến mất. Hiên viên mặc tà đối với người này trịnh trọng thi lễ, thúc phụ đại nhân, thong thả 5.000 trở, chất nhi mới gặp lại ngài thật là mừng rỡ vạn phần, lần này làm phiền. Đối với người ngoài, hiên viên mặc tà sẽ không như vậy khom lưng, nhưng người này nhưng là đặc thù. Hiên viên Hàn, chảm ách cảnh tầng 9 cường giả đỉnh phong, cũng là hiên viên mặc tà thân thúc phụ. Mặc dù cảnh giới còn chưa hỗn độn, nhưng người này làm việc, vẫn luôn để cho hiên viên mặc tà yên tâm. Lần này để bảo đảm nhiệm vụ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hiên viên mặc tà mời ra hiên viên Hàn vị này máu mủ tiền bối chấn giữ. Hiên viên Hàn, lại tên cực âm Hàn lão, tu nguyền rủa diệt chi đạo, giết người tại vô hình. Cung chủ, vì chính là một khối độc chữ huyền bia, người tìm ta, không khỏi có chút nhỏ nói thành to chứ. Áo dài trắng hiên viên Hàn nói. Chất nhi lần này mục đích, không chỉ là vì vậy độc chữ bia. Hiên viên mặc tà cặp mắt híp lại, mặt lộ sát cơ, nói tiếp, những ngày qua ta mơ hồ có chút suy đoán, có thể. Luân hồi mới đứng đầu, muốn xuất thế. Bất quá là ai, ta còn không cách nào xác định. Ta đã nổi lên thiên lôi đến mức tận cùng. Cần phải xóa bỏ người này tại nôi bên trong. Thiên lôi cuồn cuộn, không gian bể tan tành, đây là hiên viên Hàn không khống chế được tự thân khí cơ đưa tới dị thường. Luân hồi đứng đầu người thừa kế, đem giết. Một nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, thiên đạo cung 10 vị chảm ách cảnh hậu kỳ trưởng lão, xé ra không gian, nhanh chóng chạy tới Hàn Độc Thành. Mà lúc này, đối với đã tiến vào Hàn Độc Thành các võ giả mà nói, vẻn vẹn chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Độc thú, kéo đến mạnh mẽ độc thú tàn phá toàn bộ Hàn Độc Thành. Huyền Linh Tử và Kỳ Lâm thầy trò hai người. Vậy khi tiến vào Hàn Độc Thành không lâu sau, gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Hàn Độc Thành ở giữa độc thú, vượt quá lẽ thường mạnh, thật là làm người không cách nào tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra, cái này Hàn Độc Thành ta trước kia đã tới, mạnh nhất độc thú cũng không quá thái hư kỳ, hơn nữa không ở vòng ngoài qua lại, ước chừng ở độc quật bên trong có thể gặp. Nhưng hiện tại, thái hư cảnh độc thú thành đoàn kết đội, chảm ách cảnh độc thú một cái tiếp theo một cái nhô ra. Một vị thái hư hậu kỳ cường giả nghiêm nghị gầm thét, người này chủ tu độc đạo, độc chữ bia hiện thế sau đó, là tiến vào cái này Hàn Độc Thành nhóm người thứ nhất. Bởi vì tu công pháp xuyên cớ, người này tu vi cũng không bị áp chế, một đường đi tới, chém giết không ít cường địch, kiêu căng đang thịnh lúc đó, đột nhiên bị độc thú tập kích. Đáng chết, cái này Hàn Độc Thành có loại kỳ quái khí độc, chúng ta cảnh giới tu vi bị áp chế, những cái kia cái độc thú phản có biên độ tăng trưởng. Này tiêu người dài không nói, lại có nhiều độc thú sinh ra dị biến, lâm nguy, lâm nguy. Có cường giả nhận ra được nguy cơ, có lùi bước tâm tư. Hì hì, càng như vậy, liền càng chứng minh, vậy độc quật ở giữa cơ duyên càng lớn, chính là hợp lại hết cái này cái tánh mạng, cũng phải đánh cuộc một lần. Có thể đi vào cái này Hàn Độc Thành võ giả, ít nhất là thái hư cảnh trung kỳ trở lên tu vi, này nhóm cường giả, tất nhiên đạo tâm kiên nghị. Tự tin 10 phần, không sợ gian hiểm. Độc chữ bia rơi vào chi địa, trùng hợp là ở Hàn Độc Thành trung ương đất lòng đất độc quật. Huyền Linh Tử và Kỳ Lâm dọc theo đường đi gặp phải không thiếu độc thú, đem hết toàn lực, lại cũng bị thương không nhẹ, đây là đã tới đến khoảng cách độc quật bất quá 5 km một nơi. Đi về trước nữa, chính là độc quật cổng vào, tụ tập ở chỗ này không chỉ có hàng loạt độc thú, còn có mấy tính đông đảo võ giả. Độc thú mạnh thì mạnh vậy, chỉ số thông minh thấp kém, những thứ này độc thú tụ tập nơi này, mục đích là vì bảo vệ độc quật đồ vật bên trong, đối với nhiều người võ giả coi là kẻ thù, phát khởi mãnh liệt tấn công. Hơn 10 chỉ độc thú thành đoàn vây công hướng Huyền Linh Tử và Kỳ Lâm thầy trò hai người, Huyền Linh Tử khóe miệng tràn ra màu vàng kim máu, quanh thân linh lực sôi trào, lấy sức một mình, tạm thời dắt kéo lấy 7-8 đầu thả cảnh giới tương đối độc thú. Này tiêu người dáng dấp xuyên cớ, Huyền Linh Tử bộc phát ra này cùng chiến lực, nhưng là dùng tới liều mạng phương pháp,
cháy máu tươi tuổi thọ, hậu hoạn cực lớn. Kỷ Lâm thực lực tuy có tăng thêm, nhưng làm sao bản thân tu vi quá thấp, miễn cưỡng có thể địch một cái mạnh mẽ độc thú, nhưng lúc này, lại có ba con khí thế ngập trời độc thú đem vây quanh. Bất quá mấy chiêu giao thủ, Kỷ Lâm liền thân gặp bị thương nặng, tràn ngập nguy cơ. Lâm Nhi, Huyền Linh Tử vành mắt sắp nứt, nhưng lại tự lo không xong, không thể làm gì, trơ mắt nhìn Kỷ Lâm rơi vào cơ hồ phải chết tuyệt cảnh, tim nặng đến đáy cốc. Sư tôn, chặn, Diệp Thần, gặp lại sau, người ta cuối cùng hữu duyên vô phận, ta không cách nào giải bản ngươi chừng. Kỷ Lâm đèn cạn dầu, sinh mệnh chi hỏa sắp biến mất thời khắc tối hậu, trong lòng lẩm bẩm nói. Nước mắt vạch qua trong suốt như ngọc gương mặt, Kỷ Lâm nhắm mắt. Một cái ba thủ quái vật độc thú nâng lên bàn tay lớn, vỗ về phía Kỷ Lâm, ở ngoài ra hai con độc thú kềm chế hạ, một kích này Kỷ Lâm không thể tránh né, mắt gặp liền muốn bị đánh thành thịt vụn kết cục. Ngao hống. Đột ngột gian, một thanh âm vang lên triệt thiên địa vang lớn từ độc quật chỗ sâu truyền ra, một cổ ngút trời hung diễm tràn ngập ra. Ba thủ độc thú vậy che khuất bầu trời vậy bàn tay lớn dừng lại ở giữa không trung, vây công Kỷ Lâm ngoài ra hai con độc thú vậy ngưng công kích. Quỷ dị chính là, cái khác công kích hướng võ giả khác nhiều người độc thú môn, chỉ là trong phút chốc ngẩn ra sau đó, liền tiếp tục tiến hành điên cuồng công kích. Vậy tiếng gào, như là chỉ nhằm vào vây công Kỷ Lâm ba đầu hung thú. Đông, đông, đông. Một đầu tựa như hổ tựa như voi độc thú từ độc quật bên trong thân hình hiện ra, đi gian động đất đáng, người chu thiêu đốt vô hình ngọn lửa màu đen, chỗ đi qua, liền không gian đều bị xâm nhiễm lần trước tầng màu đen, đó là đủ để tan rã không gian kịch độc. Đây là một cái thực lực đến gần hỗn độn cảnh độc thú. Đang cùng độc thú môn chiến đấu định xông vào độc quật nhiều người võ giả gặp chi, rối rít hoảng sợ, vội vàng mỗi người thi triển ra liều mạng tuyệt chiêu bức lui độc thú. Sau đó bỏ chạy. Đầu này độc thú vật lãnh chạy thẳng tới hướng Kỷ Lâm, chỉ là hơi thở kia, liền để cho đã là nỏ hết đà Kỷ Lâm trực tiếp hôn mê. Một cái miệng mở to như chậu máu dương ra, cái này độc thú lại đem Kỷ Lâm trực tiếp nuốt vào trong bụng, rồi sau đó không ngừng lại chút nào, xoay người, chạy hồi hướng độc quật. Huyền Linh Tử sắc mặt như cho tàn, đang lúc tuyệt vọng, nhưng là phát ra tức giận gào thét, nghỉ đi. Lưu lại đồ nhi ta. Một cái độc thú thân thể cao lớn đánh bay Huyền Linh Tử ngửa mặt lên trời hộc máu, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vậy chỉ cắn nuốt Kỷ Lâm độc thú không vào độc quật. 7-8 đôi hung ác con ngươi nhìn chăm chú vào Huyền Linh Tử, một khắc sau, chính là mạng hắn tang lúc đó, nhưng thời điểm này, tiếng kia tựa như hổ tựa như voi độc đầu thú lãnh lại lần nữa phát ra tiếng. Ngao hống. Độc quật bên ngoài nhiều người độc thú môn như là nhận được mệnh lệnh, rối rít đi độc quật hoặc bay hoặc chạy đi. Huyền Linh Tử may mắn nhặt trở về một cái mạng, nhưng là không chút nào sống sót sau tai nạn vui mừng. Lâm Nhi, vi sư thấy thẹn đối với ngươi, không nên mang ngươi mạo hiểm tới nơi này à? Diệp Thần, ta còn có thẹn ngươi ủy thác quan trọng. Đúng rồi, Diệp Thần, nói không chừng Lâm Nhi còn chưa có chết, cũng chỉ có Diệp Thần mới có thể cứu nàng. Mặc dù biết rõ, hy vọng này mong manh gần như tại không, Huyền Linh Tử lúc này, vậy chỉ có mạnh chống lên cái này một chút tín niệm. Bước chân tập tễnh, hình bóng xào xạc, trọng thương Huyền Linh Tử, hướng Hàn Độc Thành bước ra ngoài. Chờ đợi Diệp Thần đến. Một đạo u quang vượt qua vô tận không gian, từ thần quốc cực Tây chi địa bay tới. U quang rơi xuống đất, giống như sơn hà bức họa từ từ mở ra. Từ trong đi ra trăm hơn vị hơi thở cực kỳ cường hãn võ giả. Một màn này phát sinh ở Hàn Độc Thành bên ngoài. Một vị trảm ách cảnh tầng 2 thần quốc nổi danh tán tu đúng dịp thấy, đổ rút ra một miệng khí lạnh sau xoay người liền đi, bỏ trốn. Hoàng Tuyền Đồ, độ nghiệp điện bảo vật chấn tông, nơi này cơ duyên lại đưa tới nơi đây đồ vật khổng lồ. Không cần nói, thiên đạo cung vậy tất sẽ tới, đến lúc đó sợ là muốn chạy cũng không kịp. Này tán tu trong lòng ngầm nói. Độ nghiệp điện điện chủ Lý Phàm nhất dẫn thập đại tu la cường giả, lấy tuyệt khí Hoàng Tuyền Đồ là cầu, trước thiên đạo cung một bước chạy đến Hàn Độc Thành. Hừ, tới ngược lại là rất nhanh, mau vào bên trong, tìm được vậy độc chữ bia trước, tận lực tránh cùng thiên đạo cung giao thủ. Lý Phàm nhất ngẩng đầu nhìn một mắt, lạnh lùng phân phó đồng thời, làm tiến vào trước liền Hàn Độc Thành.
Bất quá ba cái hô hấp sau này, huyền ban ngày hàng, mười đạo như có như không thân hình xuất hiện ở Hàn Độc Thành bầu trời. Thiên đạo cung mười vị cường giả hạ xuống. Lý Phàm Nhất, giỏi một cái độ nghiệp điện, lần trước chưa từng đem tiêu diệt, ngược lại là không nghĩ tới, bọn họ lại cho tàn lại cháy, hôm nay lại dám làm nghịch thiên đạo, các vị, chúng ta lần này, ngược lại là có thể sống động một phen quyền cước. Thiên Viên Hàn bắt được một chút người quen hơi thở, lạnh lùng nói. Cái khác chín vị thiên đạo cung lão tổ đối với Hiên Viên Hàn khách khí vô cùng, chỉ hắn làm thủ lãnh. Hiên Viên Hàn giống như cao cao tại thượng chín tầng trời thần chỉ, đối với chúng sanh phát ra thẩm phán, tiêu diệt luân hồi đứng đầu người thừa kế, giết chết Lý Phàm Nhất, tàn sát hết Hàn Độc Thành sinh linh. Thiên đạo cung 10 người hạ xuống, vô hình kia bên trong giật tán mênh mông hơi thở, làm phương thiên địa này cũng làm hỗn loạn. Bao phủ Hàn Độc Thành quỷ dị kia khói độc. Bỗng nhiên lại lần nữa dị biến, từng luồng hắc đỏ chi khí hiện lên, khói độc càng đậm đà, thiên địa hơn nữa mở tối. À! Từng tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy, vậy khói độc đối với võ giả tu vi áp chế lại mạnh hơn. Mấy vị khó khăn lắm bước vào thái hư hậu kỳ võ giả đang xông vào nguy cấp, quanh thân bỗng nhiên bị vậy mới xuất hiện hắc đỏ chi khí dính, hộ thể linh lực bị hòa tan, khí độc vào cơ thể, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chết oan uổng. Luân hồi huyền bi, bội thiên vật, cảm ứng được ta cùng thiên đạo oai, lại có lần này biến hóa. Hàn lão, ta cùng đem gặp áp chế chỉ sẽ gấp mấy lần tại những võ giả khác, cái này. Thiên đạo cung một vị trong đó đại năng nhíu mày một cái, nói. Người này là phục ma lão tổ, chảm ách cảnh chín tầng trời cảnh giới. Không sao, cung chủ tuân theo ý trời, sớm có nơi liệu, vậy làm đủ chuẩn bị. Chỉ cần tìm được vậy độc chữ bia. Ta tự có thủ đoạn thu chi. Thiên Viên Hàn Chí Châu nắm, lộ vẻ được lòng tin 10 phần, ánh mắt quét qua Hàn Độc Thành, hừ lạnh một tiếng nói, ta cùng chia binh hai đường, Chu Tước lão tổ, người dẫn 4 người, ngăn trở độ nghiệp điện nhóm thế lực cường giả. Ta cùng 5 người, chỉ lấy độc chữ bia, rồi sau đó hội họp, lại tàn sát hết thành này. Chu Tước lão tổ, một vị khác chạm ách cảnh tầng 9 đỉnh cấp đại năng, ở 10 vị lão tổ bên trong. Thực lực đứng sau Hiên Viên Hàn. 10 người giống như sao rơi xuống, lấy cực kỳ ưu việt tư thái tiến vào Hàn Độc Thành. Oanh oanh oanh! Độc chướng nơi nào đó, chợt phát sinh vang lớn, linh lực cuồng bạo, một phiến khói độc bị nổ tung, một bóng người bay ra, bay giữa không trung, miễn cưỡng lảo đảo rơi xuống đất. Người này chính là Huyền Linh Tử, lấy tự bạo một kiện đặc thù kim châm giá phải trả bước lui độc thú, bính lui khói độc. Cuối cùng là trốn thoát. Phốc suy. May mắn trốn bay lên trời, tâm thần có chút buông lỏng, Huyền Linh Tử liền nhất thời miệng to hộc máu, máu tươi có tím đen vẻ, tanh hôi xông vào mũi, nhưng là chúng độc gây ra. Huyền Linh Tử lấy ra một viên chữa thương đan thuốc nuốt vào trong bụng, tạm thời chế trụ thương thế, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tìm đúng liền một nơi hẻo lánh bay đến đây chỗ, rơi xuống đất ngồi xếp bằng, vận công chữa thương đồng thời. Một món thần niệm lộ ra, chú ý ngoại giới. Một quả truyền âm ngọc phù bị hắn lấy ra, Huyền Linh Tử phân tim nhiều chỗ, hướng trong đó truyền ý niệm. Bởi vì Kỳ Lâm duyên cớ, Diệp Thần trước từng giao cho Huyền Linh Tử vật này, dùng làm liên lạc. Nhưng vật này có thời không khoảng cách hạn chế, Diệp Thần đến gần Hàn Độc Thành, tự có nhận được tin tức thời điểm. Huyền Linh Tử mắt thấy rất nhiều cường giả tiến vào Hàn Độc Thành. Mắt thấy rất nhiều thế lực thành đoàn kết đội chạy tới nơi đây, nhưng lại không gặp Diệp Thần bóng người. Tuy lòng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì. Lâm Nhi không có tại chỗ tử vong, vậy thì còn có còn sống hy vọng. Vậy chỉ độc thú từ độc quật bên trong lao ra, như là đặc biệt vì nàng tới. Đối với, nhất định là như vậy, Lâm Nhi khẳng định còn sống. Huyền Linh Tử trong lòng được đau khổ, lại là vô cùng tự trách, trong lòng nghĩ bậy mọc tùm. Tâm thần thời khắc cũng đang cảm giác bắt tay tim chặt tích góp truyền âm ngọc phù. Ông! Chợt, từ đầu đến cuối không có động tĩnh truyền âm ngọc phù có vang động. Huyền Linh Tử vậy ảm đạm đồng mục bỗng nhiên toát ra chói mắt thần quang, kích động hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Diệp Thần rốt cuộc hồi tin tức, cái này cũng ý nghĩa, Diệp Thần đang chạy tới trên đường, khoảng cách cái này Hàn Độc Thành, là càng ngày càng gần. Khoảng cách nơi đây trăm ngàn dặm nơi nào đó đỉnh núi, Diệp Thần trốn ra hư không rơi xuống nơi đây.
Men theo huyết mạch liên lạc, Diệp Thần một khắc không ngừng đi đường, cảm giác được khoảng cách vậy độc chữ bia đã là rất gần, lại phong tỏa hàn độc thành cái này một vị trí cụ thể. Diệp Thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, dự định ngắn ngủi nghỉ ngơi, khôi phục linh lực, cầm tự thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Hắn dự cảm đến, lần đi hàn độc thành, sẽ là vô cùng hung hiểm, làm xong vạn toàn chuẩn bị, không thể liều lĩnh. Lúc này, hắn chú ý tới truyền âm ngọc phù động tĩnh. Huyền Linh Tử tiếp liền không ngừng gửi tới tin tức. Diệp Thần một món ý niệm dò nhập ngọc phù, sau đó khí tức cả người cũng đổi được vô cùng cuồng bạo. Kích động, tức giận, còn có vô cùng lo lắng. Kỷ Lâm, ngươi có thể dù sao cũng không nên xảy ra chuyện. Diệp Thần trong lòng gầm thét, không để ý tới chỉnh đốn, biến mất ở đỉnh núi, cực nhanh chạy tới Hàn Độc Thành. Mới tới thần quốc lúc đó, là Kỷ Lâm từ đầu đến cuối bầu bạn hắn cỡ đó, hai người cảm tình sâu đậm tất nhiên không cần hơn đề ra, Kỷ Lâm ở Diệp Thần trong lòng địa vị có thể tưởng tượng được. Huyền Linh Tử từ chỗ ẩn thân rời đi, đi tới Hàn Độc Thành bên ngoài một nổi bật vùng, hơi có vẻ khổ sở già nua trên gương mặt, ẩn có mấy phần bất an. Trong hư không linh lực chập chờn, một đạo thân hình trực tiếp xuất hiện ở Huyền Linh Tử trước mặt. Chính là Diệp Thần. Huyền Linh Tử thấy Diệp Thần, đầu tiên là kích động, tiếp theo kinh ngạc. Trước mặt Diệp Thần cho hắn cảm giác, hơi thở không hề coi là như thế nào mạnh mẽ, nhưng chỉ là nhìn thẳng, liền cho hắn một loại tim hồi hộp cảm giác uy hiếp. Hắn biết, Diệp Thần cảnh giới không hề cao, loại chuyện này ý nghĩa, Diệp Thần chiến lực chân chính, tuyệt đối vượt xa hắn. Lúc này mới bao lâu không gặp, Diệp Thần thực lực, lại đề ra thăng làm đến nước này. Huyền Linh Tử tinh thần làm chấn động một cái, bởi vì Diệp Thần càng mạnh, hắn cứu ra Kỷ Lâm hy vọng lại càng lớn. Đối với Huyền Linh Tử chắp tay, Diệp Thần cố tự chấn định, trầm giọng hỏi tới chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, tự trách áy náy Huyền Linh Tử rất nhanh liền nói bầm nguyên nhân hậu quả. Diệp Thần mặc dù tức giận, đối với Huyền Linh Tử không ngăn lại Kỷ Lâm trong lòng hơi có bất mãn, nhưng lại không có giận cá chém thớt, an ủi Huyền Linh Tử mấy câu, cho hắn một chai chữa thương thánh đan, liền không kịp chờ đợi xông về Hàn Độc Thành khói độc bình phong che chở. Việc này không nên chậm trễ, phàm là còn có một đường hy vọng, nhất định phải cứu ra Kỷ Lâm. Hàn Độc Thành bên ngoài, dừng chân dừng lại không dám tùy tiện đi vào võ giả số người không thiếu, trong đó không thiếu thái hư cảnh hậu kỳ trở lên cường giả. Mấy đạo thần niệm chú ý đến Diệp Thần, nhất thời có người giễu cợt. Chính là một cái thái hư cảnh tiểu tử, không biết cái này khói độc chỗ lợi hại, thật là tự tìm cái chết à. À, thật đáng buồn, thật đáng tiếc, người này, phải là hài cốt không còn, thần hồn câu diệt kết quả. Diệp Thần bay đến khói độc ra, không chút nào dừng lại, đối với những cái kia bình phẩm lung tung người liền xem đều không liếc mắt nhìn, thẳng xông vào. Sau đó, Diệp Thần liền tiến vào Hàn Độc Thành bên trong, thông qua khói độc mơ hồ có thể thấy, Diệp Thần ở trong đó như đi dạo sân vắng vậy đi, thân hình mấy cái lóe lên gian liền đi sâu vào liền bên trong. Cái này, điều này sao có thể? Cứ như vậy đi vào, cái này cũng có phần thật không tưởng tượng nổi chứ. Dù cho Trảm Ách cường giả đi vào, vậy không làm được như vậy gợn sóng không sợ hãi. Một phiến ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Một màn này thật là để cho nhiều người võ giả cơ hồ kinh sợ rất cằm. Chẳng lẽ, cái này khói độc mất hiệu lực, ta lại đi thử một chút. Một vị thái hư tầng 6 cường giả mắt thấy vậy, xảy ra mạo hiểm tâm tư, hộ thể linh lực bao phủ người, chống lên bổn mệnh pháp bảo, cũng giống Diệp Thần như vậy mạnh xông hướng khói độc. Sau đó, một tiếng hét thảm vang lên, vị này khó khăn lắm đến gần thái hư hậu kỳ cường giả thân thể hòa tan. Linh thức biến thành khói, lúc này vẫn diệt. Nhiều người võ giả một phiến cười khanh khách, cái đó trẻ tuổi thái hư cảnh thanh niên thân hình, ở bọn họ trong lòng, đổi được to lớn, cao lớn. Cùng với, sâu không lường được. Độc chữ bia trên trời hạ xuống Hàn Độc Thành, làm cho nơi đây trở thành vạn độc đường cùng. Đại cơ duyên, vậy đi đôi với cực lớn nguy hiểm, thần quốc nhiều người võ giả, vẫn là đổ xô vào. Luân hồi huyết mạch. Và luân hồi huyền bi bây giờ có huyền diệu vô cùng liên lạc, vì vậy, Diệp Thần tiến vào Hàn Độc Thành sau đó, so Kỷ Lâm tiên thiên độc thể càng thích ứng nơi đây. Có thể nói như cá gặp nước, nơi đây đối với Diệp Thần mà nói, có thể nói tu luyện thánh địa.
hắn tu vi, cũng ở đây độc chữ bia nơi giật tản ra hơi thở dưới ảnh hưởng, không lúc nào không đang tăng trưởng, leo lên. Nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng không lấy là vui, bởi vì hắn phát hiện, ở trong thành này đột phá tới thái hư cảnh nhưng chậm chạp tương lai thiên kiếp lại muốn hạ xuống. Gay gâu, sớm không độ kiếp muộn không độ kiếp, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Diệp Thần trong lòng ngầm não, nhưng vẫn như cũ cực nhanh chạy tới độc quật. Nguyên nhân không phải hắn, Kỳ Lâm bị độc thú kéo vào độc quật, cái này loại nguy cấp, cho dù thiên kiếp thêm thân, Diệp Thần cũng không đoái hoài được thế biết. Diệp Thần cảm giác được, tự thân bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa, chỗ đi qua, khí độc cũng bị lực lượng này khuấy động, ở hắn quanh thân cùng với trên đỉnh đầu không, tạo thành đạo đạo nước xoáy, một tầng chồng lên trước một tầng. Thiên kiếp đang nổi lên, tùy thời đều có thể rơi xuống. Ngay tại Diệp Thần tiến vào độc quật nháy mắt, thiên kiếp, hạ xuống. Dù cho nơi đây bởi vì độc chữ bia mà đối thiên đạo có chút áp chế, thiên kiếp như cũ không thể ngăn trở, hạ xuống Diệp Thần trên đầu. Mây kiếp cuồn cuộn, kiếp lôi từng cơn, thiên uy hiển hách, ở nơi này cùng uy lực dưới thiên kiếp, đừng nói là thái hư cảnh võ giả, cho dù là thái hư cảnh đỉnh cấp thậm chí còn chạm ách hậu kỳ cường giả, vậy tuyệt không may mắn tránh khỏi chi lý. Mà đây, vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất thiên kiếp uy năng thể hiện. Diệp Thần là thiên đạo không buông tha, thiên kiếp rơi xuống lúc đó, người cũng ở đây dưới thiên đạo không che giấu, thiên đạo tức giận, cái này cướp, là tử kiếp. Thân là luân hồi đứng đầu người thừa kế, Diệp Thần đối với lần này sớm có dự liệu, nhưng vào giờ phút này độ kiếp, nhưng không phải hắn mong muốn. Nhưng là cái này cướp, lại không thể không độ. Chính là thiên kiếp, có thể làm ta thế nào? Trời muốn diệt ta, ta liền diệt thiên, tới đi. Tới mãnh liệt hơn chút đi. Diệp Thần ngưỡng mặt thét dài, thở dài ra trong lòng ác khí. Rắc rắc sát. Đạo thứ nhất thiên kiếp rơi xuống, đem Diệp Thần chìm ngập trong đó. Sấm sét tiêu tán, Diệp Thần áo quần rách nát, hơi thở hơi tán loạn, không bị thương. Dám thiên tranh, dám cùng thiên đấu, Diệp Thần tự nhiên có chỗ ỷ lại, mà đây dựa vào, chính là hắn bản thân, là vì thực lực. Thái hư thiên kiếp. Đúng không cùng võ giả rơi xuống thiên kiếp cấp bậc mỗi người không cùng, hạ đẳng nhất 49 tầng trời cướp, thượng đẳng cửu cửu thiên kiếp, trong truyền thuyết mất đi tử lôi cướp. Diệp Thần thiên kiếp nhưng là vạn cổ khó gặp, nhất cao cấp nhất diệt thế lôi kiếp. Cái này không phải thái hư cảnh phải đối mặt lôi kiếp. Đây quả thực so chảm ách đối mặt lôi kiếp còn đáng sợ hơn. Đối với lần này, Diệp Thần trong lòng cũng không ngoài suy đoán, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị. Cả thiên đạo cũng làm sợ hãi luân hồi đứng đầu. Đạo thứ hai thiên kiếp tiếp theo rơi xuống, Diệp Thần khí huyết sông lên khiếu, chưa từng vận dụng pháp bảo, như cũ lựa chọn chống cự. Chín đạo thiên kiếp, càng trong tương lai, uy năng càng mạnh, Diệp Thần chuẩn bị lá bài tẩy không thể quá sớm tiêu hao, sau cùng vậy ba đạo lôi kiếp nhất là lợi hại, chính là vượt qua sống chết giới hạn nhất đại chướng ngại. Ngay tại Diệp Thần vượt qua đạo thứ nhất thiên kiếp thời điểm, độc quật bên ngoài, một vị thiên đạo cung cường giả hạ xuống ở hắn tiêu diệt độc thú nơi tới. Thiên đạo cung thiên mục trưởng lão, chảm ách cảnh hậu kỳ đại năng giả. Thiên mục trưởng lão trọng đồng tím mục, ở chỗ này lần thiên đạo cung 10 vị trưởng lão bên trong tu vi tuy là đội sổ, nhưng vô cùng am hiểu cách truy tung bí pháp. Một đôi thiên mục lên thông cửu tiêu, hạ triệt cửu u, pháp nhãn vô song. Một đạo sĩ bạch thực chất vậy ánh sáng từ hắn trong con ngươi soi hướng bốn phía, lẻ tẻ hình ảnh xuất hiện, đó là Diệp Thần chống cự lôi kiếp cảnh tượng. Cung chủ thiên kiếp hạ xuống, luân hồi đứng đầu người thừa kế, rốt cuộc tìm được ngươi. Thiên mục trưởng lão bắt được Diệp Thần khí cơ, lộ ra cười đắc ý, bước đi về phía độc quật. Đồng thời, hắn lấy bí pháp truyền ý niệm cho cái khác 9 vị trưởng lão, nhưng không làm dừng lại. Thái hư cảnh hơi thở. Không tới chảm ách cảnh hậu kỳ chiến lực, trưởng lão ta bùng nổ dưới, đem bắt sống không khó, huống chi, người này lại thuộc về độ kiếp bên bờ, cái này thiên đại công lao, phải là của ta. Thiên mục trưởng lão trong lòng ngầm nói. Đạo thứ ba thiên kiếp sau này, Diệp Thần có chút chật vật, thân thể có vài chỗ tổn thương, khí huyết dưới sự vận chuyển khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần thần sắc hơn tăng mấy phần ngưng trọng và nghiêm túc. Chu thiên thần ma thương xuất hiện ở lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt. Tiếp theo,
không thể lại chỉ bằng thân xác đi khiêng. Dưới mắt lôi kiếp còn chưa dùng tới thanh liên diệt thiên kiếm. Chu thiên thần ma thương hắn ở thần cực tông bế quan thời điểm thăng cấp qua phẩm cấp, ngược lại muốn lấy ra thử một chút. Màu đen nhánh mây kiếp che cản mặt trời, bên trong nổi lên ra thiên kiếp lực hiển hóa ra rất nhiều dị tượng, đao súng kiếm kích hư ảnh xuất hiện. Cái này đạo thứ tư thiên kiếp, lại là thượng đẳng cửu cửu thiên kiếp ở giữa cuối cùng một đạo hóa hình cướp, hóa thành vũ khí hình dáng thiên kiếp, so với đơn thuần thiên kiếp năng lượng, uy năng tăng lên gấp bội. Thiên kiếp rơi xuống đồng thời, Diệp Thần nghênh cướp lên, một nhát thương đâm ra. Chu thiên thần ma thương ở Diệp Thần trong tay đã sớm lên cấp là cổ khí cấp bậc, có chảm ách oai, Diệp Thần cái này một thương không giữ lại chút nào toàn lực ra tay, đạo thứ tư thiên kiếp hơn nửa uy năng bữa bị triệt tiêu, sau đó. Hắn bị còn thừa lại thiên kiếp oai chìm ngập. Hụ hụ hụ, ho nhẹ tiếng truyền ra, Diệp Thần đáp xuống. Chu thiên thần ma thương ảm đạm không sáng, lại ở trong thiên kiếp bị tổn thương, không chỉ có như vậy, Diệp Thần cầm súng tay trái máu tươi đầm đìa, lộ ra trắng hếu xương ngón tay, bị thương không nhẹ. Mặc dù Diệp Thần như vậy cảnh giới tu vi, có nhỏ máu sống lại không tưởng tượng nổi khả năng lực, nhưng cái này tổn thương, hoàn toàn không có pháp lập tức phục hồi như cũ, có thể thấy là thương tổn tới căn cơ. Đạo thiên kiếp thứ năm thượng đang nổi lên bên trong. Diệp Thần nuốt một viên chữa thương đan dược, tụ khí ngưng thần. Đang lúc này, một đạo sĩ bạch ánh sáng bỗng nhiên từ Diệp Thần sau lưng sáng lên, bắn nhanh hướng hắn đan điền. Diệp Thần trong lòng điềm báo xảy ra, lập tức tránh chỗ hiểm, nơi hông đau nhức, một khối lớn máu thịt biến mất, lại có lưu lại lực lượng đi trong cơ thể chui vào, màu trắng bạc vẻ ánh sáng vô cùng là bá đạo, chiếm đoạt hết thảy. Linh lực bao phủ vết thương. Diệp Thần bước ra vậy màu trắng bạc chi mang, đồng thời xoay người lại. Một vị trọng đồng tím mục đích ông già đang đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống tư thái mắt nhìn xuống Diệp Thần. Người này, chính là thiên đạo cung thiên mục trưởng lão. Đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Tiểu tử, người thật đúng là đủ gan, ở độ kiếp này, biết chữ chết viết như thế nào sao? Thiên mục trưởng lão là thật không nghĩ tới. Một bước vào độc quật liền gặp được chánh chủ. Thiên đạo cung tay sai. Diệp Thần lạnh lùng nói. Thiên mục trưởng lão công pháp hơi thở, mang theo một chút để cho Diệp Thần mùi vị quen thuộc, đó là thiên đạo lực lượng, là luân hồi huyết mạch ghét nhất mùi vị. Thiên mục trưởng lão một kích kia, có đến gần chảm ách bảy tầng thiên uy lực. Nếu như đặt ở bình thường, hắn có thể không sẽ để ý. Nhưng là giờ khắc này, hắn đối mặt lôi kiếp. Trói buộc quá nhiều. Diệp Thần cảm thấy một hồi nguy hiểm. Độc quật bên trong hoàn cảnh, Diệp Thần huyết mạch lực phát huy tác dụng cực lớn, đối với hắn chiến lực biên độ tăng trưởng cực lớn. Dưới trạng thái bình thường, Diệp Thần tổng hợp chiến lực có thể so với chảm ách tầng 8 tầng 9 trời, nhưng bởi vì thân ở nơi này quan hệ, Diệp Thần có thể phát huy ra một bộ phận thông thường chiến lực. Mà ngược lại, người này trước mặt thực lực gặp phải suy yếu. Tiện tay nhất kích thượng năng lớn mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được, hắn chân thực tu vi, nhất định hết sức khủng bố. Diệp Thần biết rõ, cường giả loại này thủ đoạn không thiếu, nếu như bỏ ra giá nhất định, có thể bộc phát ra thực lực, sợ rằng không mình có thể lực địch. Giờ phút nguy hiểm đó, Diệp Thần đang độ kiếp nguy cấp, đạo thứ 5 lôi kiếp sắp rơi xuống. Làm thế nào? Diệp Thần ý niệm trong lòng cực nhanh chuyển động, rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó. Mình chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Nếu như nhất kích dưới không thể đem trọng thương hoặc đánh chết, tiếp theo, người này tất sẽ thừa dịp mình độ kiếp lúc quấy rối ra tay. Đến lúc đó trong ngoài giao khốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên mục trưởng lão cũng không biết, Diệp Thần nói ra câu nói kia đồng thời, thì đã động như vậy tâm tư, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đối với Diệp Thần nhục mạ lơ đễnh, bởi vì ở hắn trong mắt, bây giờ Diệp Thần, không khác nào người chết. Và một người chết, không cần phải so đo miệng lưỡi lợi hại. Chặc chặc, thái hư diệt thế lôi kiếp, cho dù bổn trưởng lão không động thủ, thiên đạo lửa giận dưới, người vậy khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, thằng nhóc người có thể là luân hồi đứng đầu thân phận, ngược lại là đáng lão phu ra tay đổi được một ít công lao. Thiên mục trưởng lão không nhanh không chậm, nhưng để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện xảy ra. Một cái tản mát ra ngút trời ma quang kiếm xuất hiện ở Diệp Thần hoàn hảo tay phải,
ở đó đạo thiên kiếp thứ 5 đang rơi xuống thời khắc, Diệp Thần chém ra một kiếm, đánh thẳng hướng trời Mục trưởng lão. Lôi hoang phách tinh kiếm. Một kiếm này, sơ khởi lúc gợn sóng không sợ hãi, tựa như ấm gió lay mặt, không hiện ý định giết người, nhưng tại hạ một cái ngay tức thì, lại hết sức thăng hoa, tựa như phụ cốt chi thư, như bóng với hình, không thể tránh né. Thiên Mục trưởng lão đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo giận dữ, ngay sau đó hoảng sợ. Nguyên nhân chính là một kiếm này đặc thù, hắn không có ở kiếm ra lúc lập tức làm ra ứng đối, ý thức được nguy cơ hạ xuống lúc đó, đã không kịp thi triển lá bài tẩy thủ đoạn. Kiếm quang tấn công tới, như là vô hình, từ Thiên Mục trưởng lão thân thể xuyên qua, rồi sau đó xuất hiện ở sau lưng hắn không gian, sáng chói kiếm mang lúc này mới bung ra, xua tan mây kiếp dưới hắc ám. Thiên Mục trưởng lão yên tĩnh đứng ở nơi đó, vậy trọng đồng tím mục chỉ còn lại trống rỗng, cùng với vô tận không cam lòng. Phịch, Thiên Mục trưởng lão thân thể ngã xuống, kiếm quang nhập vào cơ thể lúc đó, hắn sức sống thì đã bị chém chết, thần hồn bể tan tành. Một kiếm, trong nháy mắt giết. Ma đế truyền thụ cho Diệp Thần ba thức một trong những tuyệt học lôi hoang phách tinh kiếm thần thông, ở lôi kiếp bên trong vận dụng, có lợi nhất, hơn nữa kiếm oai. Cùng với Diệp Thần đem hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt chút tu vi kinh thế một kiếm, giết trong nháy mắt một vị trảm ách cảnh hậu kỳ thiên đạo cung đại năng. Thừa dịp Thiên Mục trưởng lão không cảm giác chút nào thời cơ quả quyết ra tay, này là trời lúc, nơi này hoàn cảnh để cho người thực lực này này dài người tiêu, này là đất lợi. Hơn nữa Diệp Thần mấy lớn lá bài tẩy đều xuất hiện, Thiên Mục trưởng lão chết, tuy lộ vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng ở tình lý bên trong. Thiên Mục trưởng lão ngã xuống đồng thời, Diệp Thần vậy ngã xuống. Đạo thiên kiếp thứ 5 toàn bộ lực lượng không chút nào ngăn trở, trực tiếp rơi xuống Diệp Thần trên mình. Một cái nám đen thân thể từ dưới đất bò dậy, Diệp Thần gặp phải bị thương nặng. Mấy cái xuất từ thương cổ y thần thánh đan nuốt vào trong bụng, Diệp Thần liếc nhìn Thiên Mục trưởng lão thi thể, khóe miệng dương lên một chút độ cong, nhưng rất nhanh biến mất. Trong nháy mắt giết Thiên Mục trưởng lão, Diệp Thần nhưng cũng trả giá giá cực lớn, ngạnh kháng đạo thiên kiếp thứ 5, người bị thương nặng. Tiếp theo, phiền toái. Thiên đạo cung tuyệt không chỉ có chỉ phái ra cái này một người, chết một cái, những cường giả khác cũng sắp tới đi, hy vọng vẫn còn kịp. Diệp Thần trong lòng ngầm nói. Hiếm thấy, Diệp Thần lộ ra mệt mỏi thái độ, tâm thần đều mỏi mệt. Thằng nhóc, chuyên tâm độ kiếp đi, như đến vạn bất đắc dĩ giây phút. Chúng ta tự có bí pháp giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Như là phát giác Diệp Thần khó khăn tình cảnh, lúc này, lục đạo kiếm thần phong thanh dương thanh âm đúng lúc ở hắn đáy lòng vang lên. Luân hồi mộ ở giữa đại năng, và Diệp Thần tâm thần tương liên. Diệp Thần dập tắt mặt trái tâm trạng, hít sâu một cái, trực diện sắp rơi xuống đạo thiên kiếp thứ 6, mới vừa dương oai huyết ma kiếm kiếm chỉ khung không, đối thiên kiếp chủ động tuyên chiến. Độc quật bên ngoài, chủ tước trưởng lão cùng 4 vị thiên đạo cung trưởng lão cấp nhân vật đang đứng ở vô cùng khiếp sợ trong đó. Ngay vừa mới rồi, bọn họ phát hiện, Thiên Mục trưởng lão mệnh hồn lửa, diệt. 10 vị trưởng lão sắp lên đường trước, lẫn nhau trao đổi riêng mình mệnh hồn lửa, chủ ý là báo động trước chi dụng, cùng với lẫn nhau giữ cảm ứng liên lạc. Mệnh hồn lửa tắt, ý vị này, Thiên Mục trưởng lão chết. Chết đột nhiên. Chết để cho bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Thiên Mục mới vừa cho chúng ta truyền ý niệm, hắn tìm được thằng nhóc kia tung tích. Mệnh hồn tắt không có dừng lại, cũng không phải là chết tại quyết chiến, nếu như đoán không lầm, hắn bị nhất kích trong nháy mắt giết. Là thằng nhóc kia, hắn lại có thủ đoạn như vậy, không hổ là luân hồi đứng đầu người thừa kế. Mấy người vài ba lời gian, rất nhanh liền xác định một kiện tuy không pháp tin. Lại không thể không tiếp nhận sự thật. Thiên Mục trưởng lão, chết tại Diệp Thần tay. Diệp Thần người này, tuyệt không thể lưu, tìm được hắn, sau đó chúng ta mấy người toàn lực ra tay, không cho hắn động dùng thủ đoạn cơ hội. Chu tước trưởng lão lạnh lùng nói. Giờ phút này, Diệp Thần thủ đoạn dốc hết, vượt qua đạo thiên kiếp thứ 6. Lúc này Diệp Thần người khoác khôi giáp, eo quấn màu vàng tường vân đai lưng, hạ mặc giày lính. Giống như chiến thần vậy uy phong lẫm lẫm. Đây là Ngọc Chân Tử cho thần Khải, là Diệp Thần vượt qua đạo thiên kiếp thứ 6 lớn nhất phòng vệ. Ai, Diệp Thần khẽ than một tiếng, ở tiếc cho cái gì? Rắc rắc, một tiếng giòn giã,
thần khải vỡ vụn, ở dưới thiên kiếp hóa thành bụi bặm. Ngọc Trân Tử tiêu phí rất nhiều giá cao cái này kiện phòng vệ pháp bảo, cứ như vậy bể. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần thương thế nặng hơn, hơi thở tán loạn, chỉ còn lại 30% tu vi. Bàn tay lộn một cái, Diệp Thần trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc này do có linh tính, ở hắn lòng bàn tay nhảy lên không nghỉ, tựa như là muốn tránh thoát chạy trốn, nhưng bị linh lực bọc, tốn công vô ích. Cửu chuyển luân hồi đan. Viên thuốc này xuất từ thương cổ y thần tay, giá trị không thể lường được, hỗn độn cường giả dưới, chỉ cần không phải thần hồn câu diệt, một quả cửu chuyển luân hồi đan liền có thể để cho sống lại. Cho dù là hỗn độn cảnh chí tôn nhân vật, đối với lần này đan cũng là khá làm mắt nóng. Thượng cổ trong thời kỳ, viên thuốc này mỗi lần hiện thế, liền dẫn động vô số võ giả điên cuồng cướp đoạt. Lấy thương cổ y thần khả năng, luyện chế cái này loại nghịch thiên cấp đan dược khác cũng là vô cùng là khó khăn. Một quả cửu chuyển luân hồi đan vào bụng, 10 hô hấp thời gian không tới, Diệp Thần thương thế hết bệnh, khôi phục được đỉnh cấp khỏe hẳn trạng thái. Đan này ta cũng nhịn ăn, nhưng vẫn ăn. Ngay tại lúc này luân hồi mộ địa bên trong vang lên lão thương thanh âm. Ngươi tên tiểu tử thúi, an tâm độ kiếp. Ngươi như thích ăn, ta cho ngươi luyện cái trên dưới 100 viên, để cho ngươi ăn viên thuốc này như ăn kẹo. Diệp Thần ngẩn ra, trong lòng thu hoạch rất nhiều cảm động. Lão thương mặc dù ban đầu ngoan cố, năm đó đã sớm đón nhận mình. Tiểu lão đầu này, rất lâu thật ra thì rất đáng yêu. Diệp Thần lại nghĩ tới lão thương đã từng ngôn ngữ người kia. Lão thương cứu hắn, người này nhưng thành lão thương tâm ma. Như có cơ hội, người này bị mình gặp phải, Diệp Thần thề, nhất định phải đem vậy người này đầu lâu đưa cho lão thương. Lấy còn ân tình. Cái này sau ba đạo thiên kiếp, Diệp Thần không dám khinh thường, bắt đầu vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Thiên kiếp nổi lên thời gian càng lâu, hắn uy năng liền càng khủng bố. Trên bầu trời mây kiếp sụp đổ co rúc lại, lăn lộn không nghỉ, sấm sét tia chớp nổ ầm, bên trong xem là đang nổi lên cái gì vô cùng là kinh khủng quái vật. Đạo thiên kiếp thứ 7, chậm chạp không hàng. Diệp Thần lấy ra cái khác mấy thứ pháp bảo, 5 cái linh châu, 9 thanh thần kiếm, 4 cầm màu sắc bất đồng trận kỳ. Linh châu, thần kiếm và trận kỳ bay về phía 4 phương 8 hướng, đem Diệp Thần vây ở chính giữa. Ngũ hành linh châu trận. Bất diệt kiếm vực, mất đi chiêu hồn trận. Hy vọng lần này bố trí, có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian. Diệp Thần trong lòng ngầm nói. Luân hồi mộ địa bên trong tiểu hoàng cảm giác được cái gì? Chợt bay ra. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, trứng khổng lồ tiểu hoàng vết nứt càng ngày càng thịnh. Thậm chí cho Diệp Thần cảm giác tùy thời đều có thể vỡ vụn. Trứng khổng lồ tiểu hoàng thân hình hiện ra. Ở Diệp Thần quanh người di động mấy vòng sau bay đến độc quật không gian kết giới chỗ, đứng lơ lửng, khí thế hung hăng. Linh thú và chủ tâm thần người tương thông, Diệp Thần bố trí là vì để chống ngoại địch mà không phải là thiên kiếp, tiểu hoàng hộ chủ nóng lòng, ngược lại cũng là một cổ cường đại chiến lực. Diệp Thần ngửa đầu nhìn, may là hắn tâm tính kiên định, cũng không khỏi được đổ rút ra một miệng khí lạnh. Thao thiết vân. Vân thượng cổ dị thú hư ảnh tại trong mây kiếp di động không nghỉ, dung nhập vào vậy đang chậm rãi thành hình đạo thiên kiếp thứ 7 bên trong. Thiên kiếp này, mạnh hơi quá đáng. Mấy đoàn màu sắc khác nhau ngọn lửa từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, thanh liên yêu hỏa, huyền diễm, cùng với vẫn thiên độc diễm. Hắn ở thần cực tông bế quan lúc đó, luyện hóa vẫn thiên độc diễm. Chỉ tiếc đế lâm lửa và thái cổ sát diễm như cũ không cách nào luyện hóa. Bất quá hắn có thể cảm giác rõ ràng đến đan điền phong ấn ngọn lửa giảm bớt. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hắn mơ hồ đoán được, biến mất ngọn lửa phải cùng cửu thiên thần long điện huyết long có quan hệ. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, hai tay khép lại, ba đoàn ngọn lửa ở hắn tỉ mỉ cấp lực lượng dưới sự khống chế tụ tập trung một chỗ, tan thành một đoàn. Lực lượng làm người ta sợ hãi chập chờn, cái này đoàn hòa vào nhau lửa màu sắc biến ảo. Hình dáng cũng là không chừng, cực kỳ nguy hiểm. Cái này loại lực lượng, đủ để đối với chảm ách cảnh hậu kỳ đại năng tạo thành uy hiếp chí mạng. Diệp Thần trong lòng đang rỉ máu, đây chính là mình khổ cực tìm kiếm được bảo bối, vì chống đỡ cái này đạo thiên kiếp thứ 7, nhưng chỉ có thể tiêu hao một chút. Hư không chấn động, thiên đạo lực hạ xuống,
đạo thiên kiếp thứ bảy ầm ầm rơi xuống. Diệp Thần đầu thủ, hướng trời cướp ném ra trước cái này đoàn hòa vào nhau lửa, một cái bàn tay to lớn sau đó chụp vào thiên kiếp. Thương diễn diệt linh trưởng. Diệp Thần thủ đoạn đều xuất hiện, toàn lực đối kháng thiên kiếp, ngay tại lúc này, độc quật lối vào không gian kết giới có chút chập chờn, bốn đạo cực kỳ cường hãn bóng người dậm chân ra. Chu Tước trưởng lão, Phục Ma trưởng lão cùng bốn vị thiên đạo cung chạm ách cảnh hậu kỳ đại năng giả, tất cả đều hiện thân, đưa ánh mắt đồng loạt tụ tập đến Diệp Thần trên mình. Trứng khổng lồ tiểu hoàng bùng nổ là máu vẻ điên cuồng, hung thú không sợ chết đánh về phía bốn vị này cường giả. Gạo trâu, vậy sáng lên hoa. Huống chi một quả thú trứng. Hai vị thiên đạo cung trưởng lão ra tay, vô tận đợt khí phun trào. Vốn cho là có thể đem trứng khổng lồ phá hủy. Lại không nghĩ rằng, mình lực lượng lại bị trứng khổng lồ không giải thích được cắn nuốt. Đụng. Một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng chấn động ra. Hai vị thiên đạo cung trưởng lão lui về phía sau hai bước. Sắc mặt đại biến. Đây là cái gì yêu vật? Lại có như vậy lực lượng. Một vị thiên đạo cung trưởng lão kinh hãi nói. Một vị khác thiên đạo cung trưởng lão con ngươi trầm xuống, trứng khổng lồ này da thô thịt dày, hắn là đang trì hoãn thời gian. Chúng ta nhiệm vụ là xóa bỏ vậy không lớn lên tiểu tử. Ta dùng vật này áp chế vậy trứng khổng lồ, sau đó vừa động thủ một cái. Nói xong, một quả ngọc bội trôi lơ lửng ra. Ngọc bội bên trên mang cực kỳ cường đại thiên đạo lực. Ngay tức thì liền trói buộc ở trứng khổng lồ tiểu hoàng. Tiểu hoàng muốn vùng vẫy, liều mạng đụng vào chung quanh trói buộc. Hai người khác không chút nào trì hoãn, công hướng Diệp Thần. Ba đại thần trận bị kích thích, hai trưởng lão phát ra khinh thường hừ lạnh, động thủ tháo trận. Đạo thiên kiếp thứ bảy rơi xuống trước, luân hồi mộ địa. Đã tỉnh lại mấy vị đại năng giả thần niệm hình chiếu, tụ tập chung một chỗ, đang thương nghị chuyện gì. Lần này, thằng nhóc này tức sắp đối mặt nguy cơ chỉ sợ là trước đó chưa từng có, thiên đạo cung lần này, thiết tim muốn chu diệt Diệp Thần. Thương cổ y thần nói. Hắn đã người bị thương nặng, thái hư diệt thế lôi kiếp cuối cùng ba nói, chỉ khó khăn qua. Ta có lẽ nên ra tay. Phong Thanh Dương thở dài một tiếng nói. Và thương cổ y thần ở trên cao cổ trong thời kỳ làm có thủ oán cuồng võ bá chủ, lần này vậy hiếm thấy hiện thân, sắc mặt lạnh lùng. Không nói một lời. Cuồng võ bá chủ, mày kiếm tinh mắt, một tiếng hạo nhiên chính khí, hơi thở sâu không lường được. Mọi người ánh mắt cuối cùng đồng loạt gom lại liền lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương trên mình. Các vị, vì sao như vậy xem ta? Phong Thanh Dương sững sốt cười một tiếng, tuy là câu hỏi, nhưng cũng không có kinh ngạc, trong lòng sớm có câu trả lời. Trừ mượn lực cùng hắn, chúng ta có thể giúp bí pháp của hắn. Vậy chỉ có vậy một loại, lục đạo, người thật nghĩ xong. Thương cổ y thần hỏi. Chỉ là thần niệm tiêu tán mà thôi, cái này thần niệm, từ thượng cổ sống tạm đến hiện tại, đủ rồi. Lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương lời nói một chuyển, biểu tình cười mỉa nhìn về phía đã từng dẫn động tiểu hoàng một tòa mộ bia, nói, ngươi chìm nổi lâu như vậy, trước thời hạn thức tỉnh, cho vậy tiểu hoàng huyết mạch, từ Côn Lôn hư đến hiện tại, giờ phút này. Chỉ sợ là ôm tâm tư giống nhau chứ. Người lực lượng cũng không xê xích gì nhiều. Đột nhiên, cuồng võ bá chủ bước ra một bước, ta không ưa nhất chính là loại chuyện này. Thiên đạo cơn giận, như vậy hạ xuống, lấn hiếp người quá đáng. Cuồng võ bá chủ nói xong, nhưng là đối với thương cổ y thần nói, thương cổ y thần, người ta ân oán tạm thời không tính là, người y đạo, cùng với góp nhặt ân huệ mặt mũi, so mạng ngươi còn có dùng. Lại gác lại hữu dụng thân, không cần cùng chúng ta vậy làm việc. Thằng nhóc kia, còn cần ngươi. Thương cổ y thần hơi ngẩn ra, nhưng không có lên tiếng. Phong Thanh Dương khẽ mỉm cười, chắp tay nói ta vốn cũng không có nhiều ít lực lượng, vẫn là ta trước một bước, ta nếu như tiêu tán, sau này tiểu tử này phiền toái, liền xin nhờ cho các ngươi. Cuồng võ bá chủ gật đầu, hắn cũng là bổn tọa đồ, dù chưa bái sư. Nhưng ta thích tiểu tử này tính cách, lại thằng nhóc này là luân hồi đứng đầu, lý làm là hắn hộ đạo. Đang lúc này, tựa như thực tựa như giả luân hồi mộ địa phát sinh hỗn loạn. Đây là, thân là luân hồi mộ địa chủ nhân Diệp Thần đang rơi vào nguy cơ dấu hiệu. Phong Thanh Dương không nhiều lời nữa, một món thần quang từ mỗi người mộ bia bên trong bay ra,
rơi vào bên trong cơ thể. Mà ngoại giới bên trong, Phong Thanh Dương nguyên bản hư ảo bóng người đổi được ngưng tụ, hơi thở cũng thay đổi được vô cùng mạnh mẽ. Đây là mượn luân hồi mộ địa thần bí uy năng, lấy cháy thần niệm giá phải trả nơi đổi lấy ngắn ngủi bùng nổ. Cái này, chính là bọn họ sau cùng bí pháp, xả thân thành nhân. Tiếng gào chấn thiên, trứng khổng lồ tiểu hoàng phá vỡ trói buộc, đem một vị thiên đạo cung trưởng lão quấn quanh ở trong, nóng rực ngọn lửa từ trứng khổng lồ vết nứt bên trong phún ra ngoài, không tiếc giá cao phát ra công kích. Đối mặt loại trình độ này công kích, vị trưởng lão kia chỉ là kích thích lên hộ thể linh lực, một đạo màu đỏ thẫm trưởng lực đánh ra, tiểu hoàng ngay tức thì đẩy lui. Rồi sau đó lần nữa lao ra. Lần này tiểu hoàng công kích đối tượng, chính là bốn người trong đó mạnh nhất vị kia, Chu Tước trưởng lão. Cái này Chu Tước trưởng lão không biết vận dụng vì sao loại thủ đoạn, nơi đây đối hắn tu vi áp chế có chút giãn ra, một trưởng oai, bất ngờ có chạm ách cảnh tầng 9 lực lượng. Không chỉ là hắn, cái khác ba vị thiên đạo cung trưởng lão cấp nhân vật, vậy bộc phát ra chạm ách cảnh hậu kỳ chiến lực. Phốc suy, một đạo kiếm quang hướng trứng khổng lồ tiểu hoàng ngay đầu chém xuống, tiểu hoàng không tránh kịp, trứng khổng lồ lại xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Còn chưa phá vỡ, tiểu hoàng tức giận không thôi. Nếu không phải trứng khổng lồ trói buộc, hắn làm sao có thể như vậy chật vật. Hắn chịu đủ rồi cái này bóng tối thế giới. Hắn chịu đủ rồi cái này bên ngoài trói buộc. Hắn thậm chí hy vọng những ngày qua đạo cung trưởng lão, đem hắn một kiếm phá mở. Để cho hắn tự do. Tiểu hoàng dưới mắt chỉ có thể miễn cưỡng kéo hai vị trưởng lão. Huyết ma trưởng lão và khác một trưởng lão ở ba đại thần trận bên trong như vào chỗ không người, chạy thẳng tới Diệp Thần đi. Mà lúc này, Diệp Thần độ đạo thiên kiếp thứ 7 đang đến cuối cùng giây phút. Ba đại ngọn lửa ngưng tụ mà thành nội tình nhất kích triệt tiêu hơn nửa ngày cướp oai, thiên kiếp lực lần nữa đem chìm ngập trước một cái ngay tức thì, Diệp Thần tâm thần động một cái. Ngũ hành linh châu toát ra đoạt ánh mắt sáng, bốn chuôi cổ khí vây hướng phục ma trưởng lão, tràn ngập khí tử vong trận kỳ đem khác một trưởng lão vây quanh. Sau đó, linh châu nổ tung, thần kiếm băng tán, trận kỳ nổ tung. Cổ khí không ngăn được kẻ địch, vậy làm duy nhất vật tiêu hao. Mục đích không có ở đây đả thương địch thủ, mà là tranh thủ thời gian. Nói đến nói dài, thật ra thì hết thảy các thứ này, bất quá ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian phát sinh. Chu Tước thủ, Phục Ma Hoàng sát, Già Na quỷ ảnh, Ngọc Đỉnh ấn, tứ đại trưởng lão loại bỏ chướng ngại, đồng loạt đối với Diệp Thần phát ra tuyệt thế nhất kích. Cơ hồ là ở còn sót lại thiên kiếp lực đem Diệp Thần chìm ngập cùng trong chốc lát. Bốn lớn chạm ách cảnh hậu kỳ một kích toàn lực cũng đem Diệp Thần bao phủ. Bốn thức thần thông để cho thiên địa cũng làm ảm đạm thất sắc, thiên kiếp lực vốn là mạnh đáng sợ, bị thiên kiếp phong tỏa, đối mặt tập kích, Diệp Thần lại là không thể tránh né. Chu Tước trưởng lão, Phục Ma trưởng lão cùng bốn người nhìn về phía gió bão hạch tâm, cũng chính là Diệp Thần vị trí hiện thời, thần thái nhàn nhã, giống như là tiện tay nghiền ép một cái côn trùng nhỏ như vậy tràn đầy bất kinh tim, lơ đễnh. Có thể chết ở chúng ta bốn người dưới sự liên thủ, cũng không uổng người này luân hồi đứng đầu người thừa kế thân phận. Chu Tước trưởng lão bó tay đứng, cười nói. Ba người khác vậy mỗi người gật đầu, ở bọn họ cảm giác dưới, Diệp Thần hơi thở đã tiêu tán, chết không thể chết lại. Không đúng. Chu Tước trưởng lão khóe miệng nụ cười đột nhiên ngừng, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, hơi biến sắc mặt. Thái hư diệt thế lôi kiếp, lại còn chưa kết thúc. Đạo thiên kiếp thứ 8 lực, đang nổi lên. Ý vị này, độ kiếp người không có chết, còn bình yên vượt qua đạo thiên kiếp thứ 7. Chu Tước trưởng lão trong mắt ý định giết người lóe lên, khiếp sợ ngắn ngủi sau này, hướng về phía Diệp Thần phương hướng đánh ra một trường. Màu đỏ thẫm giả thiên tay lại xuất hiện, đây là Chu Tước trưởng lão tuyệt thế thần thông, Chu Tước thủ. Mà lúc này, còn sót lại thiên kiếp lực hoàn toàn tiêu tán, lộ ra Diệp Thần thân hình. Đối mặt Chu Tước trưởng lão vị này chạm ách cảnh đỉnh cấp đại năng cường lực nhất kích, Diệp Thần lại không tránh, thanh liên diệt thiên kiếm vô căn cứ xuất hiện, nắm chặt lòng bàn tay, một kiếm chém ra, sáu đạo kiếm mang nghênh hướng giả thiên bàn tay. Kiếm ra, đạo đạo kinh thiên kiếm mang phóng lên cao, đãng triệt vân tiêu. Chạm thiên nhất kiếm, phần thiên nhất kiếm, vạn cổ kinh lôi kiếm, đồ ma diệt thế kiếm, cửu thiên chu thần kiếm.
Linh Ma Chu Thiên Kiếm. Đồ nhi, người hãy coi trọng, đây cũng là sáu kiếm. Nhưng còn chưa quy nhất. Sáu đạo kiếm quang cơ hồ không phân chia trước sau, chém về phía cái này mấy đầu cường đại độc thú, đây là lục đạo kiếm. Kiếm trình độ cao nhất. Cái này võ đạo ý đã bao trùm ở thần quốc bên trên. Thậm chí trực bức thượng giới. Phong Thanh Dương tu vi có thể không phải thần quốc cao nhất. Nhưng là hắn đối với kiếm lĩnh ngộ, đã vượt qua thần quốc rất nhiều cao cấp kiếm khách. Đây cũng là lục đạo kiếm thần. Mà đây chấn động thiên địa uy thế liền là tới từ lục đạo kiếm thần tuyệt thế kiếm chiêu, trung cực một kiếm, cần ở chỗ này chỗ, giữa lúc tốt. Lục đạo kiếm, Chu Diệt Tà Ngông, tới Đang Chí Cương, lại là phạm vi lớn tính sát thương kiếm pháp, lấy một làm sáu, không sợ vây công. Kiếm quang thông trời, kiếm rơi sau đó, chỉ gặp do độc quang, độc vũ, độc phấn cùng tụ tập mà thành vạn độc chi khí đã bị tiêu trừ không còn một mống, Diệp Thần không chút tổn hao nào, vậy ngẩng đầu sừng sững thân thể, chói mắt vô cùng. Mà đây, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mấy tiếng nổ đùng, kiếm ý ảnh hưởng đến một ít độc thú, mấy tiếng thê lương không cam lòng tiếng gào thét, độc thú thân thể tan tành, sức sống đoạn tuyệt. Mà kiếm ý cuối cùng phương hướng là Thiên Đạo Cung trưởng lão. Lục đạo kiếm đối với Chu Tước Thủ, thuần túy do năng lượng ngưng tụ mà thành giả thiên bàn tay lại bị sáu đạo kiếm mang ngăn lại, kiếm khí ngang dọc, bàn tay ngay tức thì tan tành. Cái này không thể nào. Chu Tước trưởng lão rốt cuộc lộ vẻ xúc động, thất thanh nói. Tiểu Hoàng vậy chú ý tới Diệp Thần, nó vào giờ phút này vậy là không dám tin diễn cảm. Chủ nhân, không phải chủ nhân hơi thở. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này Diệp Thần, quanh thân còn quấn một cổ hư ảo lực lượng, trong đôi mắt kiếm mang sáng chói, nhưng thiếu linh động, hơn nữa như cũ không có linh hồn hơi thở. Mà đây, cũng là Chu Tước trưởng lão các người mới vừa rồi phán đoán Diệp Thần đã bỏ mình nguyên do. Hơn nữa, Diệp Thần mới vừa rồi bộc phát ra nhất kích, vậy lục đạo kiếm uy năng, có thể và Chu Tước trưởng lão vị này chạm ách cảnh đỉnh cấp đại năng chia đều cảnh sắc mùa thu. Vậy tuyệt đối xa xa vượt qua bản thân thực lực. Một đạo khí thức vô hình giống như là ở Diệp Thần trong cơ thể tỉnh lại, thay thế hắn vốn có ý thức. Đây là lục đạo kiếm thần. Phong Thanh Dương. Làm sao có thể? Chu Tước trưởng lão các người nhận ra cái này hơi thở, rối rít kinh hô thành tiếng. Tiếng tăm lừng lẫy lục đạo kiếm thần, nhưng mà lần trước cái thời đại nhân vật thiên kiêu. Mất tích vô số năm. Tục truyền đã sớm rơi xuống trong truyền thuyết nhân vật, lại vẫn không có chết. Hơn nữa, sẽ lấy hiện tại cái này loại cổ quái trạng thái nhập vào người ở Diệp Thần trên mình. Thong thả nghìn năm, ta tạm biệt mặt trời, nhưng là chưa từng nghĩ sẽ là lấy như vậy phương thức. Thuộc về lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương thanh âm vang lên, một tiếng vị thán sau này giọng biến đổi, chuyển là lạnh lẽo, các vị, động ta Phong Thanh Dương học trò, các ngươi có thể hỏi qua kiếm trong tay ta liền sao? Chu Tước trưởng lão các người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Phục Ma trưởng lão hừ lạnh, nguyên lai là một món thần niệm quấy phá, Phong Thanh Dương, như ngươi khỏe hẳn lúc đó, ta cùng còn khả năng sợ hãi, còn như hiện tại, ha ha. Đừng giả thần giả quỷ. Chu Tước trưởng lão nhíu mày một cái, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy một chút bất an. Mạnh mẽ vào giá phải trả chính là hoàn toàn chết, lục đạo, cho một mình ngươi cơ hội. Hiện tại thu tay lại, ta cùng thả ngươi thần niệm rời đi, ngươi cân nhắc kỹ, cái này. Đáng giá không? Tứ đại trưởng lão thân hình lóe lên gian đem Diệp Thần bao vây ở giữa. Tứ đại trưởng lão liên thủ đối hắn công kích nháy mắt, Diệp Thần đang muốn liều mạng, luân hồi mộ địa lại chủ động thả đồng tình, sau đó hắn ý thức liền bị dẫn dắt trong đó, thời khắc mấu chốt, lục đạo kiếm thần tiếp quản hắn thân thể. Hơn nữa, lục đạo kiếm thần vận dụng bí pháp. Trái thần niệm lực, mạnh tiếp nhận bốn người liên thủ nhất kích, che ở hắn. Từ thương cổ y thần nơi đó biết được liền lục đạo kiếm thần quyết định, Diệp Thần lúc này mới ý thức trở về. Sư tôn, không thể, Diệp Thần gấp giọng nói. Hắn đã biết, lục đạo kiếm thần loại trạng thái này có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, cũng biết sư tôn tiếp theo dự định làm gì. Động thủ, Chu Tước trưởng lão một tiếng quát to. Bốn vị trưởng lão lại lần nữa cùng tấn công hướng Diệp Thần, cùng với nhập vào người ở Diệp Thần trên người lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương thần niệm. Bao phủ ở Diệp Thần trên người hư ảo lực lượng tụ tập,
ngưng tụ thành lục đạo kiếm thần thân hình. Mang từ ái không câu chấp cười, lục đạo kinh thiên kiếm ý xuất hiện, phong thanh dương thần niệm cháy ra sau cùng sáng chói. Diệp thần ta đồ, mới vừa rồi chẳng qua là khai vị món ăn, vi sư đi theo ngươi mấy ngày nay, lại đang giờ phút này lại phát hiện kiếm ý nói, hiện tại vi sư cuối cùng dạy ngươi một lần, lục đạo hợp nhất, trung cực một kiếm, ngươi lại xem cái này uy lực chân chính. Kiếm động chín tầng trời, thiên địa dị tượng. Trong một cái chớp mắt này, liền cả ngày cướp đều ở đây một kiếm này oai hạ lộ vẻ được mất sắc. Kiếm khí cuộn sạch bốn phương tám hướng, không gian cũng dâng lên rung động, ở một kích này oai hạ vỡ vụn. Bốn lớn chảm ách cảnh hậu kỳ, bị áp chế bốn lớn thiên đạo cung trưởng lão mỗi người một kích toàn lực lực lượng bị dễ như bỡn vậy đánh tan, sau đó bọn họ thân thể cũng bị kiếm khí chìm ngập. Một đạo thân hình hướng độc quật chỗ sâu cấp tốc bỏ chạy, chính là áo quần rách nát, hơi thở đã yếu ớt đến thái hư cảnh dưới Chu Tước trưởng lão miệng to hộc máu, ở giữa không trung mang theo một đường thật dài huyết tuyến. Phục ma trưởng lão đám người đã không có động tính, thân thể vỡ vụn, liền thần hồn đều bị vậy trung cực một kiếm tiêu diệt, chết không thể chết lại. Sư tôn, Diệp thần phát ra bi thương tiếng kêu, thanh âm thê lương. Lục đạo kiếm thần phong thanh dương thần niệm đang đánh ra vậy trung cực một kiếm đồng thời vậy hoàn toàn cháy, tiêu tán ở thiên địa. À, người mất như vậy, huống chi bất quá là thần niệm, chớ có phụ lòng lục đạo hy sinh, Diệp thần, chuyên tâm độ kiếp đi. Sau này, có lẽ có cơ hội cùng lục đạo thân phận thật sự gặp nhau. Ngươi là chúng ta trăm người hy vọng. Khẽ than một tiếng vang lên, một bóng người hiện thân. Diệp thần hơi ngẩn ra. Cái bóng người này không phải thương cổ y thần, không phải cuồng võ bá chủ, cũng không phải cái đó tân đại năng. Mà là vậy đạo ở Côn Lôn hư thì có qua dị động, cho tiểu hoàng lực lượng mộ bia. Diệp thần lúc này mới phát hiện vậy một mực không lưu ý trên mộ bia lại có một hàng chữ viết. Tiêu lăng. Mà giờ khắc này tiểu hoàng cũng là phát hiện cái gì, lại yên tĩnh lại. Giống như đang đợi cái gì nghi thức. Diệp thần mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn là nói. Tiền bối, ngài trở về, mau trở về luân hồi mộ địa đi. Ta van xin ngài. Ta có thể. Diệp thần trong mắt ẩn chứa máu nước mắt, thanh âm như khóc. Tiêu lăng mặt lộ vui vẻ yên tâm, nhưng là lắc đầu nói, không trở về được, ta quyết định cùng lục đạo thần niệm rời đi nghĩa địa một khắc đó trở đi, kết quả là đã định trước. Ta vậy kiên trì không được bao lâu. Ta rời đi, mới có thể làm cho tiểu hoàng chân chính lột vỏ. Thần niệm thoát khỏi luân hồi mộ địa, lấy Diệp thần làm môi giới hạ xuống nơi này, lục đạo kiếm thần và hắn thần niệm cũng đã bắt đầu tan vỡ, coi như không cháy thần niệm lực bộc phát tính, vậy tất sẽ hồn phi phách tán. Tiền bối, đừng trì hoãn nữa thời gian, ngươi chẳng lẽ muốn cho lục đạo tiêu tán không đáng giá sao? Tiêu lăng một tiếng quát lên, cắt đứt Diệp thần. Đạo thiên kiếp thứ 8 đã ngưng tụ đến cuối cùng, lại là một cái to lớn trong mắt. Thiên đạo mắt, lại là cái này loại truyền thuyết thiên kiếp, đây mới là thứ 8 nói. Ngươi cũng nên cẩn thận, bên ngoài cướp ta cũng có thể giúp ngươi, thiên kiếp này. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiêu lăng sắc mặt ngưng trọng, đối với Diệp thần nói. Diệp thần cắn răng một cái đứng dậy, tâm thần lắng đọng, linh lực vận chuyển, chuẩn bị độ kiếp. Mới vừa rồi đạo thiên kiếp thứ 7 đi trước hạ xuống, Diệp thần dựa vào tự thân lực lượng bình yên vượt qua, rồi sau đó bốn lớn thiên đạo cung trưởng lão liên thủ một đánh rất xuống, lục đạo kiếm thần ra tay ngăn lại. Bởi vì dung hợp lửa triệt tiêu hơn nửa ngày cướp lực lượng duyên cớ, đạo thiên kiếp thứ 7 cho Diệp thần tạo thành thương thế nhẹ. Cháy quy luật, kích thích huyết mạch. Trên bầu trời vậy chỉ mắt thật to đã phong tỏa Diệp thần, vậy thiên đạo mắt huy năng. Cho Diệp thần một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, lúc này Diệp thần không chút do dự vận dụng có tổn căn cơ lá bài tẩy. Diệp thần hai tay bắt pháp quyết, quanh thân quy luật lực phun trào, giết hại quy luật, hủy diệt quy luật, không gian quy luật, thời gian pháp tắc cùng nơi bước đầu nắm trong tay quy tắc lực lượng ngưng tụ ra, phò hộ người, gia trì chiến lực. Thiêu đốt quy luật lực sau đó, tu vi sẽ xuất hiện chỗ sơ hở, thực lực tất nhiên giảm nhiều. Nhưng quy luật lực có thể trọng tu, nếu thời gian dài, có thể khôi phục. Cái này quá hư diệt thế lôi kiếp muốn là Diệp thần mệnh, hết thảy, để bảo đảm mệnh làm chủ. Diệp thần hiện tại đã thức tỉnh luân hồi trong huyết mạch xích trần thần mạch và lăng phong thần mạch,
kích thích huyết mạch lực có thể đại phúc gia tăng chiến lực, nhưng thi triển qua sau tai họa ngầm cực lớn, không liều mạng lúc không thể tùy tiện thi triển. Tới, Tiêu Lăng ngưng mắt nhìn thiên đạo kia mắt, sắc mặt khẩn trương, tim buồn Diệp Thần. Và trước mấy đạo thiên kiếp động tĩnh lớn có chút không cùng, kinh khủng này đạo thiên kiếp thứ 8 không mang theo yên hỏa khí, không có kiếp lôi và tia chớp kèm. Chỉ gặp một đạo nhỏ như sợi tóc hào quang từ vậy đôi to lớn trong con người bay ra, nhìn như thật chậm, nhưng như là đột phá không gian, cái kế tiếp ngay tức thì, trực tiếp không vào Diệp Thần đỉnh đầu. Thiên đạo mắt, từ bên trong mà bên ngoài, đốt hồn đoạt phách, một kiếp này nếu như làm khó dễ, chính là trực tiếp thần hồn câu diệt kết quả. Cái này còn không là cuối cùng kiếp, ngày này nói, thật đúng là không lưu chút nào sức sống à. Tiêu Lăng cảm thán. Tiếp theo nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc có chút buông lỏng. Luân hồi đứng đầu, cho dù là vậy thao túng chúng sanh thiên đạo cũng sợ chi, ta mỏi mắt mong chờ ngươi khả năng chịu đựng. Thức hải trong thiên địa, vậy đạo hào quang hướng Diệp Thần thần hồn ngay đầu chém xuống. Cái này hào quang không có chút nào lực lượng chập chờn, như là thiên đạo ý chí cụ thể hiển hóa, coi thường phòng ngự, trực tiếp nhằm vào thần hồn, nhất là có thể chết người. Diệp Thần làm ra ứng đối đưa đến tác dụng, thức hải bên trong linh lực vô dụng, vật lý phòng ngự lại là không có hiệu quả, nhưng quy luật lực và huyết mạch lực là vì bên trong ta, vừa vặn là có thể chống đỡ thiên đạo hào quang. Hai loại màu sắc ánh sáng hiện lên, một đạo vàng nhạt, một đạo màu xanh, đây là bị Diệp Thần kích phát xích trần và lăng phong huyết mạch cái hiện, huyết mạch lực giống như hộ giáp vậy bao phủ người, đem thần hồn bảo vệ ở trong đó, ngăn cản vậy nhiều lần hào quang. Thiên đạo hào quang giống như là châm nhỏ vậy, mà huyết mạch lực giống như khí cầu vậy bên trong vùi lấp, huyết mạch lực nhưng thì không cách nào triệt tiêu hết thiên đạo hào quang uy năng, mắt gặp liền muốn đâm phá. Đang lúc ấy thì, Diệp Thần thần hồn đứng lên, hai tay kết ấn, mấy loại mênh mông vô hình hơi thở chập chờn. Giết hại, hủy diệt, tử vong, thời gian cùng quy luật lực ngưng tụ ra, ở Diệp Thần thần hồn lòng bàn tay hóa thành một luồng quang. Và thiên đạo kia hào quang giống nhau như đúc, chỉ là nhiều hắc, đỏ cùng sắc thái. Diệp Thần nặn quy luật hào quang hướng đỉnh đầu trùm tới, quy luật lực đối thiên đạo lực, hai người tiếp xúc, sau đó tấc tấc tan rã. Diệp Thần thức hải thiên địa hỗn loạn, cái này loại đạo tầng thứ giao phong, suýt nữa để cho hắn thức hải tan vỡ. Cuối cùng, một món ánh sáng thẳng không có vào Diệp Thần thần hồn đỉnh đầu. Nhưng là thiên đạo kia hào quang thắng được quy luật một nước, lại đột phá luân hồi huyết mạch lực lượng phò hộ, công vào Diệp Thần thần hồn. Sắc sắc, Diệp Thần thần hồn phát ra giòn vang, giống như là đồ sứ vỡ vụn, thiên đạo lực đối với thần hồn tạo thành cực lớn phá hoại. Thế giới hiện thật, Diệp Thần bản thể thân thể thoáng một cái, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, cả người giống như là bệnh nặng một tràng, đột nhiên đổi được yếu ớt. Chung quy là tiếp nhận. Diệp Thần đối với Tiêu Lăng tuét miệng, lộ ra đắng chát cười một tiếng. Tiếp theo, Diệp Thần lấy ra một viên thuốc ăn vào, viên thuốc này chỉ được hồn phách tổn thương. Thiên đạo cho Diệp Thần thần hồn tạo thành tổn thương cực lớn, cái này thánh đan cũng chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế, không cách nào hiệu quả nhanh chóng để cho nó hết bệnh. Vì trợ giúp Diệp Thần bình yên vượt qua thái hư thiên kiếp, thương cổ y thần thật sớm liền cho hắn chuẩn bị hơn loại đan dược, cơ hồ là móc giống của cải. Được, tốt. Tiêu Lăng không keo kiệt tán thưởng, bỗng nhiên nụ cười ngừng, nhìn về phía phương xa. Đó là độc quật chỗ sâu phương hướng, hắn cảm giác được, có mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng đi nơi đây đến gần. Người tới, không tốt. Cuối cùng này một đạo thiên kiếp, ta thì không cách nào chính mắt gặp ngươi vượt qua, càng tiếc nuối phải, ta không thể xem lục đạo như vậy, tại ngươi trước mặt tự tay hiện ra ta cả đời này đắc ý nhất một kích kia. Dứt lời, Tiêu Lăng phi thân lên, hướng tới địch phương hướng bay đi, chỉ chừa hình bóng, đoạn tuyệt to lớn. Lần đi chở địch, là Diệp Thần chặn nhân kiếp. Phi hành bên trong, sau lưng ánh sao rơi vào tiểu hoàng trứng khổng lồ bên trên. Tiền bối, Diệp Thần trong mắt máu nước mắt lăn ra khỏi, đưa mắt nhìn Tiêu Lăng rời đi. Thứ 9 đạo thiên kiếp so dự liệu bên trong tới nhanh hơn, một tấm hư ảo khuôn mặt hiện lên. Đây là... Thiên đạo chi ảnh. Cùng trong chốc lát, vậy yên lặng thật lâu tiểu hoàng trứng khổng lồ nứt ra. Một đầu tràn đầy đỏ xanh ngọn lửa cự thú xuất hiện. Ấp trứng ra. Đây là thuộc về tiểu hoàng tân sinh.
Tiểu hoàng quanh thân bị một đoàn đặc thù khí lưu bao quanh. Khí lưu này rất đặc thù. Giống như hỗn độn sơ khai sinh ra đồ. Hơn nữa, trên bầu trời mơ hồ có mạnh hơn mây sấm đang nổi lên. Diệp thần thấy một màn này hơi ngẩn ra. Hiện tại mình cái này lôi kiếp liền vô cùng kinh khủng. Nếu là lại tăng thêm tiểu hoàng hiện thế, hắn và tiểu hoàng đều phải chết à. Thằng nhóc, mau đưa vật nhỏ này mang về luân hồi mộ địa. Hắn hiện tại không thể hiện thế, tuyệt đối không thể. Thương cổ y thần thanh âm vang lên. Diệp thần con ngươi trầm xuống, không do dự nữa, luân hồi mộ địa trực tiếp đem vậy ngủ say tả hút vào trong đó. Vậy một món khác khủng bố mây sấm mới bắt đầu dần dần tiêu tán. Nơi này đồng thời, lòng đất độc quật. Bốn vị tản mát ra cường hãn hơi thở chập chờn thiên đạo cung trưởng lão từ độc quật chỗ sâu đuổi ra ngoài tới. Cái này bốn người, trước ở cực âm hàn tổ dưới sự xuất lĩnh trực tiếp đi độc quật chỗ sâu, chốc lát trước nhận được tin tức, phụng mệnh đi chu diệt luân hồi đứng đầu. Luân hồi huyền bi cố nhiên trọng yếu. Nhưng luân hồi đứng đầu chết, quan trọng hơn. Bất quá, bốn lớn chảm ách cảnh hậu kỳ đại năng giả, không biết ở độc quật chỗ sâu gặp cái gì, lại hình dáng chật vật, một người trong đó còn hơi thở không yên, một cái cỡ quả đấm vết thương sâu thủng ngực, lại là bị thương không nhẹ. Đáng chết, không nghĩ tới đây lại cất giấu một cái viễn cổ chiến trường, luân hồi huyền bi không tìm được, chúng ta nhưng trước ngược lại xui xẻo. Vị kia bị thương không nhẹ trưởng lão một bên bay, một bên tức giận mắng liền liền. Bớt tranh cãi một tí đi. Những cái kia cái viễn cổ chiến hồn dù chết mà không cương, khó giải quyết khó đối phó, nhưng cũng chỉ có thể coi như là không lớn phiền toái không nhỏ, không cần cùng chết đấu, ít nhất tánh mạng không lo. Vậy thiên mục cũng không biết gặp cái gì cường địch, không ngờ thân tử đạo tiêu. Một vị trưởng lão khác cảm khái nói. Có phải hay không là vậy Lý Phàm Nhất đã hạ thủ? Có người nói lên suy đoán. Tiến vào hàn độc thành độ nghiệp điện cường giả rất nhiều. Là thiên đạo cung ở chỗ này kình địch. Lý Phàm Nhất có người tự mình nhìn chằm chằm, ở độc chữ bia bị tìm được trước, lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Ta cảm thấy, là trên người tiểu tử kia xảy ra biến cố. Cái khác mấy người cũng đều sâu sắc cho là đúng, mặc dù đối với bên ngoài thằng nhóc kia thực lực nhìn hờ hững, nhưng luân hồi đứng đầu người thừa kế thân phận, lại để cho bọn họ đối với Diệp Thần coi trọng tăng cao hết mấy cấp bậc. Là để đạt được an toàn. Bốn người ở nhận được thiên mục trưởng lão tin chết lúc không có lập tức lựa chọn tiếp viện, nhưng ở chu tước trưởng lão đưa tin sau bốn người tụ tập chung một chỗ sau mới lên đường. Thiên kiếp hơi thở, ngay tại phía trước không xa. Mấy người tinh thần làm chấn động một cái, tốc độ tăng lên. Một đạo hơi có chút hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi. Thần niệm, hơi thở này, như là có chút quen mắt, lại là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng không có lời nói, mang thấy chết không sờn khí thế, cháy thần niệm, lực lượng như sóng biển vậy cuộn sạch hướng mấy người. Nháy mắt tức thì, biến ảo thành vô số hung thú. Giống như nắm trong tay vô tận hung thú vương giả. Một đời chí tôn, cho dù thần niệm tiêu tán, cũng phải oanh oanh liệt liệt một tràng. Trời cao trên tầng mây, cực âm hàn tổ hiên viên hàn mắt nhìn xuống mặt đất. Ở Tiêu Lăng động thủ thời khắc. Hắn trong miệng niệm động, nguyền rủa diệt lực lượng xuất hiện, định cứu người. Kỳ quái chính là, hiên viên hàn giờ phút này vận dụng tu vi lại đến gần hỗn độn, hắn không có bị áp chế tu vi. Vậy mạnh mẽ nguyền rủa diệt lực rơi xuống, đột nhiên không gian chấn động, một bức hỏa cuốn xuất hiện, trong tranh sơn hà tựa như sống, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem vậy nguyền rủa diệt lực chiếm đoạt thu nạp. Trong bức hỏa một phiến sông dài lăn lộn, nguyền rủa diệt lực bị đồng hóa. Đến gần hỗn độn một kích toàn lực chỉ như vậy bị tùy tiện tiêu trừ. Hoàng Tuyền Đồ, Lý Phàm Nhất, hiên viên hàn sắc mặt nhất thời đổi được âm trầm, hừ lạnh nói. Mặt đất, vậy bốn vị thiên đạo cung trưởng lão đã bị Tiêu Lăng thú biển chiếm đoạt, gặp nạn bỏ mình. Hoàng Tuyền Đồ bay về phía trời cao, rơi vào một người mới vừa thân ảnh hiện ra người trên tay, người này quần áo phổ thông, tướng mạo phổ thông thông, mặt lộ vẻ tà mị chi cười. Chính là độ nghiệp điện phó điện chủ, Lý Phàm Nhất. Thiên đạo chi ảnh, đã sớm nghe nói các ngươi thiên đạo cung số mệnh địch lại xuất hiện, nhưng không ngờ, là khu một khu thái hư cảnh tiểu bối. Lý Phàm Nhất thần niệm phong tỏa hiên viên hàn, nói. Diệp thần ở độc quật lối vào độ kiếp, vậy quá hư diệt thế lôi kiếp tạo thành động tĩnh to lớn,
đã sớm kinh động nơi này đại năng giả, nhân vật lớn. Lý Phàm Nhất bị hấp dẫn tới đây chẳng có gì lạ, trên thực tế, hiện tại đang chú ý Diệp Thần cường giả không phải số ít. Nhưng Lý Phàm Nhất ra tay tương trợ Diệp Thần, lại để cho Hiên Viên Hàn không rõ ràng, lại tức giận. Tội tộc Tàn Dư, chính là một cái người thừa kế thôi, số mệnh địch. Bằng hắn còn xa xa không đủ tư cách. Hiên Viên Hàn thanh âm lạnh như băng, sát khí đằng đằng, ngược lại là ngươi, ngươi xuất thủ cứu hắn, ta là không phải có thể hiểu là, các ngươi độ nghiệp điện cùng ta Thiên Đạo Cung tuyên chiến. Ta thừa nhận ngươi là không thể đoạt được thiên tài, có thể vượt qua đồ sộ cảnh giới lớn giết địch. Nhưng là Thiên Đạo Cung, nhưng mà trông coi thần quốc tồn tại. Ha ha, Hiên Viên Hàn, người khác sợ hãi các ngươi Thiên Đạo Cung, ta độ nghiệp thể hiện ở cũng không sợ. Dẫu sao người chết có thể coi giữ bí mật, đúng không, thu hồi ngươi vậy một bộ, như muốn chiến, ta phụng bồi. Lý Phàm Nhất chiến ý hừng hực, chủ động gây sự tiết tấu. Người này bề ngoài bình thường, thực thì tánh tình cực đoan, lần này lại mang theo có độ nghiệp điện chấn tông chí bảo, tuyệt khí cấp bậc hoàng tuyển đồ, lại là bá đạo hoành hành. Tiếp Hiên Viên Hàn nhất kích, ngược lại cũng không tận lực tương trợ Diệp Thần. Có thể dẫn động thiên đạo chi ảnh tu giả. Luân hồi đứng đầu người thừa kế, Thiên Đạo Cung tử địch. Lý Phàm Nhất chỉ là nhất thời hưng khởi, cố ý cho Thiên Đạo Cung ấm ức thôi. Sư Tôn, đại ân đại đức, ta Diệp Thần cuộc đời này nhớ không bao giờ quên, các ngươi chờ. Một ngày nào đó, ta sẽ bước lên Thiên Đạo Cung đem các ngươi bản thể cứu. Các ngươi nói ta là các ngươi trăm người hy vọng. Ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Thần đã cảm giác được Tiêu Lăng tiêu tán trước một kích tối hậu. Tiêu Lăng là gặp mặt hắn số lần ít nhất luân hồi mộ địa đại năng. Nhưng như vậy dâng hiến. Hắn cảm động. Hoặc giả là bởi vì Tiêu Lăng tiêu tán, mới hoàn thành tiểu hoàng luân hồi và lột xác. Diệp Thần trong lòng ngầm hạ quyết tâm, cầm thống khổ và không cam lòng, tạm thời đè đến đáy lòng. Bây giờ việc cần kíp là vượt qua cuối cùng cái này thiên kiếp. Đỉnh đầu tờ này hư ảo khuôn mặt, uy nghiêm thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng, bởi vì đây là thiên đạo cụ thể hiển hóa, trình độ nào đó, cái này chính là thiên đạo một món phân thân. Thiên đạo lấy hình người hiển hóa thời gian, đây là vạn năm tới hiếm thấy sự việc. Ý vị này, Diệp Thần là thiên đạo không buông tha, thiên kiếp cuối cùng, thiên đạo tự mình động thủ, phải đem hắn bóp chết ở trưởng thành bên trong. Vậy hư ảo mặt người mở mắt ra kiểm. Cặp mắt kia xem hướng Diệp Thần. Hô, hô. Diệp Thần nhất thời ngay cả hít thở cũng khó khăn, trong lòng phiền loạn, như có vô cùng nghĩ bậy rối bời. Không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được. Diệp Thần nhất thời sinh ra loại dự cảm này hay không, giống như là một con kiến đối mặt con voi vậy, như vậy vô lực và tuyệt vọng cảm giác, để cho người thậm chí cũng không sanh được dãy dụa ý niệm. Thiên đạo cao hơn hết thảy, mạnh hơn hết thảy. Há là phổ thông sinh linh có thể chống cự. Luân hồi huyền bi, luân hồi mộ địa, chỉ có luân hồi lực lượng mới có thể đối kháng một kiếp này. Thiên đạo kia mặt người đột nhiên bị một đầu ngón tay ngăn che, đó là thiên đạo ra tay, một ngón tay từ bầu trời rơi xuống, đi Diệp Thần điểm tới. Chỉ là một món thiên đạo hào quang sẽ để cho Diệp Thần suýt nữa thần hồn tan vỡ, cái này một ngón tay lực lượng. Cho dù Diệp Thần tu vi tăng lên nữa một cái cảnh giới lớn, đối mặt cái này ngón tay, vậy tuyệt không may mắn tránh khỏi chi lý. Mệnh treo một đường nguy cấp, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại hiểu ra, đó là cầu sống trong cái chết sau cùng vùng vẫy, cũng là đối với tự thân lớn nhất lá bài tẩy cuối cùng một đường hy vọng. Vì vậy, Diệp Thần thử nghiệm câu thông luân hồi huyền bi, kêu gọi vậy lực lượng thần bí. Ông, thế giới vô biên mấy chỗ địa phương, khác thường voi hiển hóa. Thần cực tông, đang sau núi bế quan tử ngưng bỗng nhiên mở ra mắt đẹp, một khối luân hồi huyền bi từ trong cơ thể hiện ra, một cái thật to chữ linh lóe lên ánh sáng, như là đang hưởng ứng trước nào đó loại kêu gọi. Diệp Thần, tử ngưng lẩm bẩm kêu lên cái này hồn khiên mộng oanh tên chữ. Luân hồi huyền bi chữ linh bia tuy thuộc về nàng, nhưng chân chính chủ nhân nhưng là Diệp Thần. Độc quật chỗ sâu chiến trường thượng cổ nào đó đường cùng. Độc chữ bia bỗng nhiên bùng nổ ánh sáng, nhất thời bị rất nhiều đại năng phong tỏa vị trí. Độc chữ bia, ở cái hướng kia, chúng ta đi nhanh. Rất nhiều cường giả nhất thời điên cuồng,
từng đạo lay trời động địa khí tức cường giả hiện lên, hướng độc chữ bia vị trí chạy tới. Đang rằng co với nhau Hiên Viên Hàn và Lý Phàm Nhất, cái này hai vị cường giả vậy đồng loạt hơi biến sắc mặt. Lý Phàm Nhất không lưu luyến chút nào xoay người liền đi, cười lạnh nói, Hiên Viên Hàn, người ta ngày khác tái chiến. Ha ha ha, ngược lại là ngươi, phải đi đoạt vậy độc chữ bia, hay là đi khoảnh khắc đang độ kiếp tiểu tử. Hiên Viên Hàn không cam lòng nhìn một cái Diệp Thần chỗ phương hướng, tự nhủ, dù cho ngươi may mắn vượt qua thiên kiếp, bổn tọa đạt được độc chữ bia sau đó, cũng đem để cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Độc chữ bia dị động, nhưng là để cho Diệp Thần nhân kiếp uy hiếp tạm thời biến mất. Trần, gió, viêm, linh, đã bị Diệp Thần đã gặp bốn lớn luân hồi huyền bi có hưởng ứng, bốn màu ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Bốn cổ huyền ảo hơi thở xuất hiện. Nhưng lớn nhất dị tượng nhưng đến từ vậy độc chữ bia, độc quật ở giữa vô tận khí độc và linh lực như là bị dẫn động, một cái thật to độc chữ hạ xuống ở Diệp Thần trên đỉnh đầu không. Giờ khắc này, thiên đạo nhìn chăm chú cho Diệp Thần tạo thành thân thể và tâm linh áp chế nhất thời biến mất, Diệp Thần trong lòng đại hỉ, tinh thần làm chấn động một cái. Đối mặt với thứ chín đạo thiên kiếp, thần bí luân hồi huyền bi quả nhiên kiến công có hiệu lực. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần tâm tình lại nổi lên lặp đi lặp lại, tim nặng đến đáy cốc. Vậy ngón tay như cũ kiên định không rời rơi xuống, độc chữ tán loạn, bốn màu huyền bia lực liền một cái hô hấp công phu đều không có thể kiên trì liền bị tiêu trừ không còn một mống. Luân hồi mộ địa, các vị sư tôn, gia trì ta thân, giúp ta vượt qua kiếp này. Diệp Thần ý niệm dẫn động luân hồi mộ địa, nhất thời lấy được các vị thượng cổ đại năng các sư tôn hưởng ứng. Cuồng võ bá chủ và thương cổ y thần nhìn nhau một mắt. Lần này chỉ có bình tĩnh. Không có cửu hận. Ta cuồng võ bá chủ, hôm nay thì làm liên can thiên đạo. Thương cổ y thần, chúng ta so một lần, xem ai có thể trấn áp thiên đạo, ha ha. Ta không thua ngươi, ta thương cổ y thần, sẽ để cho thế gian xem thương kim nhập thế. Cuồng võ bá chủ, ngươi cẩn thận, ta châm cứu thuật cũng không thua ngươi võ đạo. Lần này. Thương cổ y thần và cuồng võ bá chủ lại không có bất kỳ cãi vả. Mà là đồng tâm hiệp lực, đối mặt hết thảy. Bất kỳ ân oán, không sánh bằng Diệp Thần trọng yếu. Luân hồi mộ địa bên trong nhất thời gió nổi mây vần, một loại huyền diệu lực lượng thần bí như là áp đảo hết thảy, xuất hiện ở nghĩa địa bên trong. Đây là luân hồi lực lượng. Đây là chúng chí thành thành thượng cổ các cường giả ý niệm mãnh liệt ở nghĩa địa va chạm nơi đánh thức lực lượng. Mà vậy chỗ sâu nhất cột đá nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá có một đạo hư ảnh mơ hồ hiện lên. Nếu như Diệp Thần chú ý, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là vậy ngút trời lực đảm nhiệm. Là Diệp Thần trước mắt mới ngưng nhìn thấy người mạnh nhất. Một cái ý niệm liền có thể hủy diệt phương thế giới này. Nhưng mà, tại sao hắn không ra tay? Nam tử hơi thở kiên quyết, quanh thân huyền diệu hết sức. Hắn lãnh đạm nhìn hết thảy các thứ này, lẩm bẩm nói, thằng nhóc, đây là ngươi phải trải qua. Bàn cờ này, bất quá vừa mới bắt đầu. Ông, luân hồi mộ địa hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thần bốn phía, vô số bóng người vậy hình chiếu ra, huyền ảo luân hồi lực ngưng tụ thành chỉ một quả đấm, vừa xuất hiện liền lập tức chạy về phía thiên đạo kia ngón tay. Thiên đạo ngón tay vậy như là gặp phải khắc tinh, liền hàng cướp tại Diệp Thần cũng tạm thời cố không được, thay đổi phương hướng. Hướng như bánh xe hồi chi quyền chạy đi. Trên bầu trời, vậy uấn chế ra thiên đạo chỉ một cái hư ảo mặt người đang tiêu tán trong đó, đây là bỗng nhiên lại lần nữa mở mắt ra kiểm. Luân hồi. Thiên đạo mặt người lại lên tiếng. Một quyền chỉ một cái, vượt qua quy tắc hai loại đạo đụng vào nhau, hư không sụp đổ, cuồn cuộn hỗn độn chi khí tràn ngập. Hết thảy quy về lúc ban đầu, hóa thành hư không, một nhỏ mảnh không gian lại bị hóa thành hỗn độn. Đây là chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn cảnh chí tôn đại năng mới có thể tạo thành lực tàn phá. Thiên đạo lực chậm rãi tiêu tán, nghĩa địa hư ảnh biến mất, trên bầu trời thiên đạo kia mặt người vậy dần dần giấu. Thứ chín đạo thiên kiếp rốt cuộc đã qua, kinh khủng này thái hư diệt thế lôi kiếp, kết thúc. Diệp Thần phát ra một tiếng thét dài, không có phủ cực thái lai hưng phấn kích động, nhiều ít mang chút sống sót sau tai nạn vui mừng cảm giác. Thiên kiếp sau này. Diệp Thần tu vi cũng không tăng trưởng, bởi vì hắn là thiên đạo không buông tha, tự nhiên sẽ không có thiên tứ.
nhưng thuộc về thái hư cảnh giới tầng thứ này đối với võ đạo cảm ngộ cùng với đối với lực lượng nắm trong tay một cách tự nhiên tăng lên, nếu thời gian dài có chút tiêu hóa, Diệp Thần thực lực đem sẽ có lớn tăng lên. Thằng nhóc, ngươi cuối cùng vượt qua. Ngươi lại không vượt qua, chúng ta cũng phải tiêu tán. Lão Thương ngồi ở luân hồi mộ địa, thở hổn hển nói. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, giờ phút này Thương Cổ Y Thần và Cuồng Võ Bá Chủ lại dựa lưng vào nhau. Lão Thương, Lão Cuồng, các ngươi. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, hai người nhanh chóng tách ra. Cuồng Võ Bá Chủ ho khan mấy tiếng, Thương Cổ Y Thần, cùng rời đi nơi này, liền cùng ngươi tính sổ. Thương Cổ Y Thần cũng không yếu thế, không sợ ngươi. Diệp Thần vui vẻ yên tâm cười một tiếng, vẫn là như vậy muốn mặt mũi. Sau đó, Diệp Thần tầm mắt rơi vào Tiểu Hoàng trên mình. Tiểu Hoàng trên mình vậy đoàn hỗn độn quang càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thần biết, Tiểu Hoàng muốn hoàn toàn tân sinh. Còn cần một bước cuối cùng. Như mình như nhau chịu đựng lôi kiếp. Nhưng là hiện tại, Kỳ Lâm và Độc Bia mới là trọng yếu nhất. Hắn không do dự nữa, một bước thân hình dần dần không nhìn thấy, rời đi nơi đây. Tiến vào hố ma, Diệp Thần dần dần cảm giác được không đúng. Nơi này không đất lành, lần này độ kiếp dưới sự bất đắc dĩ hắn bại lộ rất nhiều thứ, lén lút đã bị người cố ý nhìn chăm chú vào. Thiên đạo cung so hắn tưởng tượng lực lượng mạnh hơn. Như vậy lôi kiếp cứ như vậy khủng bố. Nếu như đối mặt 49 vị trảm ách đỉnh phong cường giả hội tụ nhuốm máu nhân quả trận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mình bây giờ căn bản không có lòng tin đối kháng loại cấp bậc này lực lượng. Hắn phải mau sớm mạnh mẽ. Diệp Thần thần niệm lộ ra, phát hiện cái này độc quật phạm vi lớn, vượt xa hắn tưởng tượng. Nơi này không gian khác thường, độc bia hiện thế chi địa, quả nhiên không giống tầm thường. Độc quật lớn như vậy, nên đi nơi nào tìm Kỳ Lâm? Diệp Thần trong lòng suy nghĩ. Thôi, đầu mối duy nhất chính là đi tìm vậy độc bia, Kỳ Lâm nếu như còn sống, khẳng định sẽ đi tìm vậy bia. Ngoài ra, hẳn tìm còn lại thiên đạo cung người trả thù. Nghĩ đến lục đạo kiếm thần Phong Thanh Dương và Tiêu Lăng hai vị đại năng tiêu tán, Diệp Thần tâm thần đau thương, thống khổ ánh mắt đều đỏ. Không do dự nữa, Diệp Thần đi độc quật chỗ sâu độc bia vị trí trên đường, Diệp Thần một món ý niệm trở lại luân hồi mộ địa. Chỉ có Thương Cổ Y Thần một người đứng yên ở bên ngoài, hắn cố ý bên ngoài chờ đợi Diệp Thần đến. Duy chỉ có Thương Cổ Y Thần ở mộ bia bên ngoài. Gặp Diệp Thần thần sắc không đúng, tâm trạng thấp, Thương Cổ Y Thần tự nhiên biết rõ nguyên do. Nói mấy câu lời an ủi tiếng nói, nhưng tác dụng không lớn, Thương Cổ Y Thần bỗng nhiên nói, thằng nhóc, Phong Thanh Dương và Tiêu Lăng tuy đã tiêu tán, nhưng hồi nào không phải là chuyện tốt. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lão Thương, ý ngươi là. Thương Cổ Y Thần một bước bước ra, mở miệng nói, Phong Thanh Dương tồn tại luân hồi mộ địa quá lâu. Chúng ta thần niệm cuối cùng có hạn, quá lâu hồi nào không phải một loại thống khổ, hơn nữa thần niệm tiêu tán sau đó, thần niệm ở giữa một phần chia liền sẽ trở về bản thể. Hắn sẽ cho những người khác mang đi tin tức tốt. Còn như Tiêu Lăng, ban đầu, ta cũng không có lưu ý đến tòa mộ kia bia. Nhưng là đoạn thời gian này, ta mơ hồ cảm giác được vậy mộ bia và người thú cưng giữ liên lạc. Vậy thú cưng gọi là Tiểu Hoàng đi. Thật ra thì ở luân hồi mộ địa, vậy mộ bia liền truyền không thiếu năng lượng cho Tiểu Hoàng. Nếu không ngươi lấy là Tiểu Hoàng mới có thể có lớn như vậy dị biến. Mà Tiêu Lăng hoàn toàn tiêu tán, không phải là vì giúp ngươi ngăn trở kẻ địch, càng nhiều hơn hẳn là cho Tiểu Hoàng lực lượng. Tiểu Hoàng bởi vì hắn mà việc nặng, bởi vì hắn mà lột xác, mà hắn tiêu tán, chính là một cái luân hồi. Tiểu tử ngươi quên ngươi thân phận, Thương Cổ Y Thần nói. Diệp Thần vẫn là đầu óc mơ hồ, tâm niệm chuyển động. Thân phận, chẳng lẽ? Vậy có thể cùng thiên đạo tranh phong lực lượng thần bí, luân hồi đứng đầu. Nếu như một ngày kia, người có thể đạt tới luân hồi đứng đầu như vậy cảnh giới, để cho thiên đạo vậy nhiếp phục tại tay ngươi, hết thảy ngươi liền sẽ sáng tỏ. Bất quá ngày này, ta cũng không biết như thế nào đến. Thương Cổ Y Thần dứt lời thẳng rời đi, chuyên tâm tại đan đạo y thuật hắn. Hôm nay đã là khó khăn được nhiều lời. Diệp Thần tim đập mạnh, Thương Cổ Y Thần mà nói, để cho hắn rơi vào trầm tư. Thiên đạo, luân hồi.
hóa đau buồn làm lực tính, một loại tên là trở nên mạnh mẽ tín niệm, nặng dấy lên Diệp Thần ý chí chiến đấu. Diệp Thần ánh mắt nhìn vòng quanh nghĩa địa vậy từng cục mộ bia một vòng, trang trọng thi lễ sau này, thần niệm tiêu tán trở về bản thể. Độc quật chỗ sâu, dãy núi ngang dọc, sát khí vô biên, nhất làm người ta hoảng sợ chính là, vậy sôi trào dũng động con sông màu sắc đỏ nhạt, huyết lãng ngút trời. Đây là sông máu Minh Hải. Nơi đây lại là một phiến chiến trường thượng cổ. Mà vào giờ phút này, không biết yên lặng bao lâu chỗ này, lại lần nữa trở thành chiến trường. Độc bia không hiện, kịch liệt tàn khốc tranh đấu liền đã bắt đầu diễn ra. Độc quật ra. Hai đạo thân ảnh ở vô tận khói độc bên trong ngưng mắt nhìn hết thảy. Hai người chưa từng động thủ. Tựa như chỉ như vậy lạnh nhạt nhìn hết thảy. Thậm chí mắt thấy Diệp Thần trải qua thiên kiếp. Lão tổ, người như vậy coi trọng thằng nhóc kia, vì sao còn chưa động thủ? Khúc gia gia chủ Khúc Tuyết Dũng đứng ở một cái thiếu nữ khăn che mặt sau lưng, thấp thỏm nói đến. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, ta hiện tại vẫn không thể nhúng tay, một mặt khôi phục thực lực không đủ, mặt khác, đây là Diệp Thần nơi phải trải qua. Khúc gia gia chủ Khúc Tuyết Dũng do dự mấy giây, vẫn là nói, lão tổ, vậy Diệp Thần thật là luân hồi đứng đầu. Thực lực này vậy quá thấp đi. Ở truyền thuyết bên trong, luân hồi đứng đầu một cái ánh mắt liền có thể nghiền thiên đạo. Làm sao có thể thảm như vậy? Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Khúc gia lão tổ Khúc Tuyết Dũng, hắn nếu không phải thiên đạo đứng đầu, thiên đạo vì sao phải bỏ ra giá cao như vậy? Cũng may Diệp gia trước khi xảy ra chuyện, trước thời hạn cho thiên đạo cung thiết lập giới hạn. Hiên viên Mặc Tà không cách nào cưỡng ép đi ra thiên đạo cung, đó chính là Diệp Thần cơ hội. Hắn nếu như lại bất tránh coi chuyện này, bàn cờ này, Diệp Thần liền thắng. Khúc Tuyết Dũng chỉ có thể gật đầu, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, lão tổ, người thật dự định để cho chúng ta Khúc gia làm nằm vùng. Vạn nhất bị phát hiện, chúng ta Khúc gia thì thật xong rồi à. Kỷ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, Khúc gia từ thành là thiên đạo cung một con chó bắt đầu, thì xong rồi, người nếu hy vọng ta thừa nhận ngươi, vậy hãy nghe ta. Khúc Tuyết Dũng thở dài, lão tổ, ta cũng cầm bổn mạng vật cho ngươi, tự nhiên cái gì đều nghe ngươi. Bất quá, lão tổ, kết quả lúc nào hành động? Kỷ Tư Thanh ngưng mắt nhìn khói độc chỗ sâu, không trả lời, ngược lại hỏi, ta trước để cho ngươi làm sự việc như thế nào, Kỷ Lâm không có việc gì chớ. Nàng là muội muội ta, tuyệt không thể xảy ra chuyện. Khúc Tuyết Dũng vỗ ngực một cái bảo đảm nói, lão tổ yên tâm. Khúc gia thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Khúc gia sẽ không ở đây lần độc bia bên trong động thủ, nếu không thiên đạo cung bên kia khẳng định sẽ phát hiện. Kỷ Tư Thanh hài lòng gật đầu một cái, có lẽ lần này không riêng gì Diệp Thần cơ duyên, vẫn là Kỷ Lâm cơ duyên. Con bé này, cứ không theo như chiêu thức ra bài. Như phải nói độc bia ra đời. Sớm nhất xuất hiện hai người chính là Khúc gia gia chủ và Kỷ Tư Thanh. Mà Kỷ Tư Thanh vậy mắt thấy toàn bộ quá trình. Thậm chí Kỷ Lâm bị mang đi. Nhưng nàng không có nhúng tay, thậm chí không để cho Khúc gia gia chủ ra tay. Bởi vì nàng biết, chuyện này phát sinh là đã định trước. Nếu như nàng nhúng tay liền phá vỡ độc bia ra đời thăng bằng. Hiệu ứng bươm bướm sẽ làm cho cả sự việc mất khống chế. Nàng lựa chọn thủ. Coi giữ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chỗ tòa này mở tối tử vong địa vực tràn đầy hơn nữa nồng đậm khí độc, vô số khủng bố dữ tợn độc vật núp ở xem không thấy bao xa khói độc dưới, đang tìm trước đi tìm cái chết con mồi. Có chút thái hư cảnh đỉnh cấp cường giả mới vừa một bước vào khu vực này, liền bị đối diện nhào tới khói độc chiếm đoạt hầu như không còn, coi như là chạm ách cảnh tiền kỳ cường giả, ở gặp phải đột nhiên toát ra độc thú lúc đó, cũng là khó lòng phòng bị. Độc bia hẳn cách nơi này không xa. Diệp Thần từ đàng xa chạy nhanh đến. Tiến vào viễn cổ chiến trường sau đó, một cổ thê lương hơi thở đối diện nhào tới, cảnh trước mắt tựa hồ là rất nhiều năm trước ảo ảnh, lại đang này chân thực tồn tại, quả thực có mấy phần quỷ dị. Ở Diệp Thần vừa tiến vào cái này phiến cổ chiến trường lúc đó, ở vào luân hồi mộ địa thương cổ y thần liền mở hai mắt ra, một đôi mắt tựa hồ có chút nghi ngờ. Thằng nhóc! Đi hướng đông nam đi. Ta phát hiện thu hoạch ngoài ý muốn. Đang Diệp Thần lần nữa chuẩn bị lên đường độc bia chi địa,
Thương Cổ Y Thần nói để cho hắn ngẩn người, hướng đông nam đã lệch hướng độc bia khu vực. Bất quá Diệp Thần đối với lão Thương nói là tuyệt đối tín nhiệm, chỉ là hơi chần chờ liền nhanh chóng đi Thương Cổ Y Thần chỉ định phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi Diệp Thần gặp không dưới 10 chỗ tranh đoạt tìm bảo người, đều là một ít thế gian hiếm thấy bảo bối, coi như là chạm ách cảnh cường giả cũng là thấy thèm không dứt, còn có một chút bảo vệ nơi này anh linh, là thời kỳ thượng cổ bỏ mạng ở này cường giả, sau khi chết tỷ năm lại ngưng tụ thành một tôn cường giả, mặc dù bọn họ đại đa số cũng không có ý thức. Diệp Thần vậy phát hiện không giống tầm thường, dọc theo con đường tắt này, tựa hồ người càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đều mau xem không thấy thái hư cảnh, mà tới chỗ sau đó, một tòa đen thui như mực bia đá xuất hiện ở cuối. Bia đá có một loại quỷ dị màu đen, mặt trên còn có mấy bút không trọn vẹn màu vàng kim chữ cổ, bất quá nghiêng ngã, Diệp Thần là một chữ vậy nhìn không hiểu. Trước tấm bia đá, mấy trăm tên chảm ách cảnh cường giả vây ở chỗ này, đều là một mặt gấp không thể đợi ánh mắt nhìn về phía bia đá, đặc biệt là ở phía trước nhất. Có mấy tên chảm ách cảnh bên trong hậu kỳ cường giả. Cổ mộ muốn mở ra. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, rối rít nhìn về trung ương tấm bia đá kia, màu đen trên bia đá màu vàng chữ cổ ban đầu thay đổi, một cái vòng xoáy tựa hồ dần dần xuất hiện ở trên tấm bia đá. Diệp Thần vậy thừa dịp này cơ hội muốn đục nước béo cò, bất quá rất hiển nhiên một nhóm người đã theo dõi hắn. Sư phụ, trên người hắn có thiên đạo cung đuổi giết dấu vết. Một cái mũi ưng thanh niên tóc dài hướng về phía bên người đang khát vọng nhìn cổ mộ thiên kiếm môn phó tông chủ nói, thiên kiếm môn từ trước đến giờ là thiên đạo cung chi nhánh, lần này tới cũng là hưởng ứng thiên đạo cung, đồng thời cũng vì có thể ở chỗ này tìm được một phen cơ duyên. Ừ, một cái bất quá thái hư cảnh tiểu tử. Vốn đang bởi vì thanh niên tóc dài nói giật mình thiên kiếm môn phó tông chủ quay đầu lại, phát hiện bất quá là một cái thằng nhóc chưa dứt sữa, không khỏi cười lạnh. Chợt khoát khoát tay, người đi xử lý, chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải hướng ta báo cáo. Thằng nhóc, người có thể lấy thái hư cảnh tu vi tiến vào nơi này, cũng coi là hơi có mấy phần bản lãnh, bất quá muốn trách thì trách ngươi không biết điều, lại dám trêu chọc thiên đạo cung. Như thế, chỉ có thể đưa ngươi chết đi. Thanh niên tóc dài đi tới Diệp Thần bên người, gặp Diệp Thần cảnh giác nhìn sang, cười lạnh nói, nhưng là mặt đầy khinh miệt. Ngươi là người phương nào? Thiên đạo cung. Diệp Thần nhíu mày một cái, thanh niên tóc dài này trên mình quả thật có thiên đạo cung hơi thở, hẳn là thiên đạo cung người, nhưng mình là lúc nào bị phát hiện. Cẩn thận tìm tòi một chút, mới ở nơi ống tay áo phát hiện một cái màu tím mắt ti hí ký hiệu, xem ra là vị kia thiên mục lão tổ lưu lại, liền liền chết vậy không yên ổn. Diệp Thần lắc đầu một cái, tiện tay ngăn lại, vậy đạo ấn nhớ ngay tức thì liền giải tán không còn một mống. Ta là thiên đạo cung đồng minh, thiên kiếm môn đệ tử chân truyền. Nguyên lai là thiên đạo cung một con chó à, ta đạo là người phương nào đây? Diệp Thần cười lạnh nói. Thanh niên tóc dài tức giận lỗ mũi cũng mau bốc khói, tay run rẩy chỉ Diệp Thần, từ trước đến giờ dựa trên thiên đạo cung tông môn, cái nào không phải lấy này làm vinh, nhưng không nghĩ tới người này lại dám như vậy làm nhục hắn. Chó chính là chó, liền ngay cả lời vậy không nói rõ ràng. Giữ lại cũng vô dụng. Diệp Thần nói không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận thanh niên tóc dài, giống giận hướng Diệp Thần liều chết xông tới. Xanh lơ viên trưởng. Thanh niên tóc dài bàn tay bỗng nhiên trở nên lớn, giống như một cái yêu viên hư ảnh, vừa dày vừa nặng bàn tay một trưởng bổ về phía Diệp Thần. Hắn tự tin mình một trưởng này, coi như là chạm ách cảnh sơ kỳ cường giả, ở lớn ý dưới, vậy sẽ chết. Những người khác cũng là rối rít nhìn tới. Câu cũng là một bộ xem náo nhiệt hình dáng, ở bọn họ xem ra, một cái cường giả đối với một cái thái hư cảnh tiểu tử chưa ráo máu đầu sứ dùng một kích toàn lực, quả thực là không biết xấu hổ, căn bản không phải một cái tầng cấp. Xem ra thằng nhóc này phải gặp tai ương, coi như là miễn cưỡng có thủ đoạn có thể ngăn cản khói độc, thực lực vẫn còn quá yếu. Có thể tiến vào cái này độc quật chỗ sâu, thật là gặp vận may. Không có một người sẽ ra tay trợ giúp Diệp Thần. Ngược lại ôm một loại hơn chết chọn người, mình đạt được bảo vật tỷ lệ liền lớn một chút ý tưởng, ngược lại là thiên kiếm môn cái này tông môn, để cho một số người nổi lên cẩn thận, dẫu sao đây cũng tính là một cái không tông môn nhỏ, tông môn phó tông chủ vẫn là một cái chảm ách cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu là có thể thừa cơ dựa vào cây lớn, ít nhất có thể đủ bảo đảm mình sinh tồn.
Công phu mèo quào vậy dám ra đây xấu hổ mất mặt. Gặp thanh niên tóc dài bạo xạ tới, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một trường hàm chứa nồng nặc quyền ý công kích cũng đã nổi lên thành công, đẩy về phía trước, liền giống như dễ như bớn, ngay tức thì liền phong khóa lại thanh niên con đường, cùng chi đúng rồi đứng lên. Diệp Thần công kích chất phác không màu mè, mới đầu thanh niên còn không quá mức để ý, thậm chí mang khinh thị ánh mắt thứ hướng Diệp Thần, quyết định chủ ý nhất định phải thật tốt hành hạ người này một phen. Nhưng mà, làm hắn cùng Diệp Thần quả đấm xúc đụng vào nhau thời điểm, liền kinh hãi phát hiện, một cổ hào hùng lực lượng vọt tới, loại cường độ này công kích, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Đối mặt một quyền này, để cho thanh niên có một loại mì đối với chảm ách cảnh hậu kỳ cường giả ảo giác, trong chốc lát, hắn mạnh nhất một trưởng liền bị đánh tan, mà Diệp Thần giấu quyền lại là thẳng tắp đập hướng hắn thân thể. Sư phụ cứu ta! Nhưng mà nói còn chưa lên tiếng, thanh niên cũng đã bị đánh hồn phi phách tán. Thiên kiếm môn phó tông chủ một gương mặt già nua âm trầm như nước, trong mắt sát y phun trào, đối với Diệp Thần phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Dám giết học trò ta, hôm nay ta lột ngươi gân ra, chặt ngươi xương máu, để cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Nghiêm một mặt hận ý nhìn Diệp Thần, đồ đệ này nhưng mà hắn thiên kiếm môn tương lai, có hy vọng dòm ngó ngôi báu hỗn độn cảnh, để cho thiên kiếm môn đến một cái độ cao khác, lại chết thảm đến đây. Những người khác vậy tất cả giật mình. Thằng nhóc này lại dám giết thiên kiếm cửa đệ tử, thật là không muốn sống nữa. Lúc này hắn phải xong đời, coi như hắn có thể giết chết một cái thiên phú đệ tử vậy không coi vào đâu. Phải biết cái này Bạch Nghiêm chính là chảm ách cảnh 9 tầng trời cao thủ. Chảm ách cảnh mỗi lên cao một tầng liền khó như lên trời. Mặc dù cái này khói độc sẽ ảnh hưởng Bạch Nghiêm thực lực, ở bọn họ xem ra, muốn giết Diệp Thần vậy tuyệt đối là một kiện dễ dàng sự việc, không có bất kỳ người sẽ cảm thấy một cái chính là thái hư cảnh có thể dung chuyển liền cường giả như vậy. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ biết trước khi thiên kiếp là Diệp Thần đưa tới nói, phỏng đoán cũng sẽ không nghĩ như vậy. Phá cốt kiếm. Bạch Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành sao rơi, quanh thân linh lực dưới sự cổ động, vô số đạo công kích bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần lướt đi. Thực lực không đủ chỉ thấy được một tia tia ánh sáng trắng bay tới, nhưng căn bản không biết mỗi một tia sáng trắng ẩn chứa ý định giết người. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trong tay thanh liên diệt thiên kiếm hiện thân, lúc này liền là sử dụng lôi hoang phách tinh kiếm. Mới vừa trải qua lôi kiếp, trong cơ thể và trên thân kiếm lưu lại không thiếu xâm ý. Thi triển một kích này, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Lôi hoang phách tinh kiếm. Vô tận kiếm quang lóe lên, thanh liên diệt thiên kiếm tản mát ra ánh sáng sáng chói, màu máu kiếm mang hàm chứa uy lực to lớn, thậm chí liền liền quanh thân khói độc cũng bị tụ lại ở chỗ này, hình thành một đạo hết sức cường lực công kích, uy áp để cho rất nhiều chảm ách cường giả cũng không thở nổi. Đây là thái hư cảnh, nói là chảm ách hậu kỳ ta cũng tin. Không nên à, chẳng lẽ chúng ta thái hư cảnh lúc căn cơ quá mức trôi nổi. Rất nhiều người không nghĩ ra, rõ ràng là một cái thái hư cảnh tên yếu, phát ra công kích nhưng xa cao với mình cảnh giới, thật sự là quá làm người ta hoài nghi. Đáng ghét, công kích bị triệt tiêu, Bạch Nghiêm cũng là bị vậy cổ trấn thiên kiếm ý rung động đến, khóe miệng không nhịn được tràn ra một chút vết máu. Giữa lúc hắn chuẩn bị lại thi thủ đoạn lúc đó, ánh sáng trắng tản đi, Diệp Thần bóng người cũng đã không tại chỗ. Thằng nhóc kia tiến vào cổ mộ. Có người hô to, đám người cùng rối rít nhìn lại, kết quả lại phát hiện Diệp Thần thừa dịp bọn họ ngẩn ra để gặp, vừa vặn chui vào vừa vặn mở ra cổ mộ, tức giận Bạch Nghiêm đấm ngực dậm chân, thiếu chút nữa tức giận ói ra một búng máu nữa tới. Nhìn bên ngoài ngu một đám người, Diệp Thần cười một tiếng. Thuận tiện lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tiến vào bên trong, hắn cố nhiên có thể giết đám người này. Nhưng hiện tại hắn cần nhất chính là thời gian. Dẫu sao Kỳ Lâm còn gặp nguy hiểm. Cho ta truy đuổi, ai giết thằng nhóc này, ta thiên kiếm môn phụng hắn là hơn tân. Lấy được danh dự chức trưởng lão, một đám người nghe gặp lời này, ánh mắt đều đỏ. Tiến vào cổ mộ sau đó, Diệp Thần không có bất kỳ do dự. Mở ra hết tốc lực liền bay về phía thương cổ y thần phương hướng chỉ, nơi đó tựa hồ ở nơi này cổ mộ chỗ sâu nhất, nghe sư tôn theo như lời, món đồ này có thể vô cùng là bất phàm, hắn nhất định phải bắt được. Cổ mộ bị khói xanh vần quanh, có thể gặp độ cực thấp, chỗ sâu mơ hồ có từng tiếng kinh khủng lớn tiếng kêu,
để cho người nghe kinh hãi, đồng thời một cổ áp lực không khí truyền tới, để cho Diệp Thần sắc mặt cũng không được khá lắm xem, may mắn là ở chỗ này rất dễ dàng liền thoát khỏi truy binh phía sau. Hắn đối với món đồ kia, mong đợi cũng là càng ngày càng lớn. Không bao lâu, một tòa huy hoàng cổ điện liền xuất hiện ở trước mắt, màu vàng kim đại điện ở nơi này âm trầm trong cổ mộ lộ vẻ được hết sức đột ngột, mà tại đại điện nơi đài cao, một tôn viễn cổ tượng Phật xuất hiện ở nơi đó. Tựa hồ là một vị Phật Thích Ca. Nhìn kỹ lại, ăn mặc một kiện không màu mè cà sa, to lớn tượng Phật tựa hồ ở mắt nhìn xuống chúng sinh, nhưng không thấy rõ cụ thể mặt mũi. Nhìn qua rất có uy nghiêm, đến gần một chút mơ hồ còn có thể nghe gặp vang lên bên tai vô số tụng niệm cổ trải qua thanh âm. Sư tôn nói vậy kiện bảo bối liền đặt ở cái này Phật Thích Ca sau lưng, chỉ sợ không phải hiền lành gì, nói không chừng cái này Phật Thích Ca là ở chỗ này trấn áp một ít hung hiểm đồ. Bất quá cả thiên đạo hư ảnh cũng đuổi giết qua mình lại có cái gì phải sợ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền hướng bên trong đến gần. Tiến vào đại điện mới phát hiện, có mấy ngàn cái bồ đoàn bày để xuống trước điện, làm ngồi lên bồ đoàn lúc đó, tựa hồ có một loại thanh minh cảm giác xông tới, có thể tăng nhanh tu hành, bảo bối tốt, hắn toàn bộ thu, một cái vậy không lưu. Từng bước một đến gần Phật Thích Ca trong miệng líu díu tiếng cũng là càng ngày càng lớn, giống như một cái chuông lớn ở Diệp Thần bên tai gõ, thanh âm chấn điếc phát hội. Phật Thích Ca khi còn sống chỉ sợ cũng là một vị trí cường. Bội phục dưới, Diệp Thần không chút do dự sẽ đến phía sau, thấy được tượng Phật phía dưới, một cây bị trấn áp huyền kim xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt, Diệp Thần nhất thời trước mắt sáng lên. Đây là sát độc thiên châm, là trải qua hỗn độn thiên độc hàng năm ăn mòn sau hình thành tuyệt thế độc châm. Thương cổ y thần thanh âm già nua vang lên. Diệp Thần không rõ ràng, hỏi, hỗn độn thiên độc là cái gì? Vậy là có thể để cho hỗn độn cường giả tiếp xúc tức chết khói độc. Cái này cây sát độc thiên châm còn xen lẫn cái khác độc, coi như là hỗn độn cảnh trung kỳ cường giả, chạm dưới cũng phải mất mạng. Chỉ tiếc, chỉ có một cây. T. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó chính là mừng như điên, liền hỗn độn cảnh cường giả cũng có thể chém chết, thật là nhặt được bảo, rất dài trong một thời gian ngắn, sợ rằng cái này cây độc châm sẽ là mình mạnh nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Vậy ta nhanh chóng thu. Không thể. Dùng luân hồi mộ địa căn nguyên lực đem chi bọc, mới khá thu nạp. Thương cổ y thần trịnh trọng nói. Giữa lúc Diệp Thần đạt được loại bảo vật này, muốn đi ra đại điện lúc đó, lấy Bạch Nghiêm người cầm đầu đuổi theo, đem đường đi ra ngoài lấp kín. Thằng nhóc giỏi, đại điện này bên trong bảo vật sợ rằng đều bị ngươi thu cạo sạch sẽ liền chứ. Bạch Nghiêm nhìn trống rỗng đại điện, hiển nhiên không tin nơi này không có bất kỳ vật gì, hắn vừa nói như vậy. Lập tức liền gợi lên một đám người dục vọng, nhìn chằm chằm nhìn Diệp Thần. Ta nếu không nói, thì như thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Bạch Nghiêm cười lạnh một tiếng, không nói cho ta cũng phải, chờ ta giết ngươi, những thứ này như thường có thể bắt được, giết hắn, chúng ta chia đều hắn bảo vật. Nghe nói như vậy, một ít chảm ách cường giả cũng không nhịn được nữa, lúc này liền là ngang nhiên ra tay, muốn dẫn đầu chém chết Diệp Thần. Thằng nhóc! Liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Đáng tiếc, bọn họ chỉ tính theo ý mình đánh tốt. Lục đạo kiếm, linh ma chu thiên kiếm. Trong tay thanh liên diệt thiên kiếm toát ra ánh sáng, ngay tức thì liền chém giết bay nhào tới 5 vị chảm ách cảnh cường giả, liền phản kháng cơ hội cũng không có, liền hóa là khói xanh. Cái này, những người còn lại thấy vậy, không khỏi có chút lùi bước, không trách móc bọn hắn kinh sợ, bọn họ vốn là và Diệp Thần không thù không oán. Giết hắn vậy chỉ là vì bảo vật, thế nhưng loại bảo vật trọng yếu đi nữa cũng phải có mệnh cầm mới được. Dưới mắt Diệp Thần triển hiện thực lực, đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Hừ, Bạch Nghiêm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với đám phế vật này bất mãn, chính là một cái thái hư cảnh, cho dù có mấy phần bản lãnh, chẳng lẽ còn có thể ngất trời, chỉ như vậy một đám thùng cơm vậy đang còn muốn nơi đây đạt được bảo vật. Bất quá Bạch Nghiêm vẫn là nói. Thằng nhóc này bất quá thái hư cảnh, bản thân căn cơ ở nơi đó, coi như có thể phát ra lớn mạnh như vậy công kích, khẳng định cũng là sử xuất một loại bí thuật, lúc này hắn sợ rằng đã kiềm lư kỹ cùng. Nói đúng, có Bạch Nghiêm dẫn đầu, mọi người lập tức bừng tỉnh, thầm chửi mình dĩ nhiên phải sợ một cái nho nhỏ thái hư cảnh. Lại có không ít người xông lên,
bất quá những thứ này chảm ách cường giả, ở khói độc dưới áp chế, tu vi bị giới hạn, đối mặt Diệp Thần, thật sự là không đủ xem. Rất nhanh, mấy vị kia chảm ách cảnh hậu kỳ cường giả vậy gia nhập chiến đấu, cái này làm cho thời khắc này Diệp Thần nhất thời cảm thấy áp lực, tiếp tục như vậy, tuyệt đối bất lợi. Thằng nhóc, ta tới giúp ngươi. Thương cổ huyền kim trận, cho ta mở ra. Thương cổ y thần thanh âm ngay tức thì vang khắp. Trận pháp vừa ra, xúm lại ở Diệp Thần chung quanh mấy tên chảm ách cường giả ngay tức thì bị màu vàng kim cổ kim đâm mặc chỗ hiểm mà toi mạng, thành tựu thần y, cả thân y thuật đỉnh cấp tạo vô cùng. Trận pháp lại là trực tiếp kim đối với thân thể con người chỗ hiểm khai phá ra, uy lực không thể khinh thường. Đây cũng là thương cổ y thần năm đó sinh tồn căn bản. Vô tận châm cứu giống như một đầu kim long gầm thét. Chấn động mọi người. Bạch Nghiêm kinh hãi, nói chuyện đều không lưu loát, cái này. Đây là thương cổ huyền kim trận, thương cổ y thần độc môn thuật pháp. Bạch Nghiêm năm đó may mắn ở khắc ghi đá thấy được qua ban đầu thương cổ y thần thi triển cái này trận pháp, tùy tiện liền chém giết rất nhiều chảm ách cường giả, lúc này thấy trận pháp, không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Những người khác nghe được thương cổ y thần cái này bốn chữ, trong mắt lại là toát ra vẻ kinh nghi. Nhưng mà thương cổ y thần tiền bối. Có một người cung kính hô to, hiển nhiên là bị qua thương cổ môn cũng hoặc là thương cổ y thần phúc trạch. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, bước ra một bước, còn cần ta giải thích. Một đám người đi lui về phía sau mấy bước, chố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ vị này chấn động thần quốc thần y là đang khảo nghiệm hậu bối của mình không được. Bất quá không phải nghe nói hắn đã chết rồi sao? Nhưng mà tựa hồ trong chỗ u minh có một đạo hơi thở phong tỏa lại bọn họ, cái này làm cho bọn họ lại cũng không có bất kỳ hoài nghi, đều là cung kính đồng loạt khom lưng nói xin lỗi. Thương cổ y thần thành tựu cái này thần quốc y thuật cao nhất người, uy vọng đây chính là cao đến một cái cực điểm, nếu không phải hắn, sợ rằng lại phải chết đi không biết nhiều ít sinh mạng, có một lời chính là tình nguyện đắc tội một tông môn, tuyệt không đắc tội một thần y. Chính là mọi người đối với thần y kính sợ. Coi như là thương cổ môn, mọi người cũng không dám đắc tội, dù là đạt được bảo vật, chỉ sợ cũng sẽ ngay tức thì trở thành đối tượng đả kích, chết cũng không biết chết thế nào. Chỉ như vậy, Diệp Thần ở Bạch Nghiêm giận mà không dám nói đưa mắt nhìn hạ, chậm rãi đi ra cửa, Diệp Thần chắc chắn bọn họ không dám động tay. Diệp Thần không biết Kỳ Lâm tình huống như thế nào, cũng không dám trì hoãn. Khôi phục chút linh lực sau liền nhanh chóng chạy tới độc bia chỗ, dứt khoát nơi đó cách nơi này không xa. Dọc theo đường đi ở gặp phải mấy đợt độc thú ra, Diệp Thần liền rất nhanh đã tới độc bia vùng lân cận. Không xa trên bầu trời, treo trên bầu trời lên có một tòa màu xanh đen bia đá ngay chính giữa có một cái màu tím độc chữ, màu tím khói độc ở liên tục không ngừng hướng phía ngoài lan truyền, coi như là những cái kia chảm ách cảnh cường giả đỉnh phong, cũng không dám dựa vào quá gần. Đây chính là độc bia sao? Không hổ là thế gian chí bảo, chỉ là cổ khí thế này, vậy hết sức kinh người. Đây cũng là rất nhiều luân hồi huyền bi bên trong, khối thứ nhất chủ động ra đời. Diệp Thần lửa nóng nhìn độc bia, trong miệng lẩm bẩm, nếu như đạt được độc bia, ở nơi này độc bia lãnh vực phạm vi đâu, chỉ sợ cũng có thể nhanh chóng tìm được Kỳ Lâm. Cứ như vậy mà nói, độc bia hắn cần phải không thể. Cái này bị khói độc phạm vi bảo phủ thật sự là quá lớn, trong đó lại không biết sẽ có nhiều ít xem trước như vậy cổ mộ, tìm một người và mò kim dưới đáy biển không có bất kỳ khác biệt. Là thiên đạo cung người. Từ xa nhìn lại, Hiên Viên Hàn lại là trực tiếp đem độc bia cho chiếm làm của mình, phía dưới vô số người chỉ có thể nhạt nhẽo nhìn, căn bản không dám cùng thiên đạo cung người đối nghịch. Thiên đạo cung thật là âm hồn không tiêu tan, vô luận là ở đâu bên trong. Đều có thể thấy bóng người bọn họ, Diệp Thần sắc mặt âm trầm, đối với thiên đạo cung hận ý lại càng sâu mấy phần. Hiên Viên Hàn cảm giác được Diệp Thần ánh mắt, nhíu mày một cái. Đột nhiên, hắn ánh mắt co rúm một cái, sát ý lạnh như băng bắn về phía một đạo thân ảnh. Chính là Diệp Thần. Xem ra thiên đạo cung trưởng lão sẽ chết tại tay ngươi, ta còn chưa có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng đưa mình tới cửa, không biết nên nói ngươi thông minh. Vẫn là ngu xuẩn đâu. Hiên Viên Hàn khóe môi nhếch lên cười nhạt, trong con ngươi nụ cười tích chứa vô tận ý định giết người, hắn bản thân thực lực chính là chảm ách đỉnh phong. Thậm chí có thể vận dụng đến gần hỗn độn lực lượng. Coi như ở chảm ách cảnh đỉnh cấp bên trong, hắn cũng dám nói khó gặp địch thủ,
mà hôm nay chính là một cái thái hư cảnh đứa nhỏ, coi như là còn chưa lớn lên người nọ, cũng không đủ gây sợ hãi. Nếu ngươi tới, hôm nay sẽ để cho ngươi chỉ có tới chứ không có về. Hiên Viên Hàn quanh thân linh lực cuốn lên, ở nơi này khói độc bên trong như cá gặp nước, không có bị phân nửa ảnh hưởng, toàn lực bùng nổ hạ, một cổ khí lãng tấn công tới, uy áp để cho một ít chảm ách cảnh cường giả cũng trực tiếp quỳ xuống. Thật sự là quá mạnh mẽ, thật may mới vừa rồi không có ra tay khiêu khích. Một ít ở bên ngoài hô phong hoán vũ cường giả toát ra mồ hôi lạnh, giờ phút này đầu cũng không dám ngẩng lên dậy. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là thân phận gì, giết ta Thiên Đạo Cung năm vị lão tổ, là thời điểm đưa ngươi xuống địa ngục. Hiên Viên Hàn trong tay chớp mắt, liền xuất hiện một quả màu đỏ sậm độc châu, sau đó đem chi ném hướng bầu trời. Độc long loạn thế. Theo Hiên Viên Hàn cả người khí độc mãnh liệt, không ngừng tràn vào vậy cái độc châu bên trong, ngay sau đó, bầu trời mờ tối không màu, một cái màu tím hàng dài bay vọt xuống, ngậm vậy một quả độc châu bay vút lên hướng Diệp Thần phương hướng, trong miệng khạc ra nồng nặc khói độc, theo dọc đường một ít tới không kịp né tránh cường giả tiếp xúc tức chết. Trảm ách đỉnh phong thực lực để cho không ít người kinh tim, vậy chắc chắn cái này dám khiêu chiến Thiên Đạo Cung tiểu tử chưa ráo máu đầu, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Oanh! Độc long hướng Diệp Thần gầm thét, đầu rồng lớn cơ hồ sắp cầm Diệp Thần cho nuốt đến trong miệng, đến lúc đó độc tính một phát, coi như là linh đan rượu dược sợ rằng cũng không cứu được. Liều mạng! Theo Diệp Thần ý niệm động một cái, hắn tay phải xuất hiện Thanh Liên Diệt Thiên Kiếm, tay trái lại là nắm chặt Huyết Ma Kiếm. Rất nhiều người không rõ ràng, cái này Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà một lát sau bọn họ liền ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tên này, lại hai tay đồng thời thi triển vũ kỹ cường đại. Lôi Hoàng Phách Tinh Kiếm. Lục Đạo Kiếm Thần, ba kiếm quy nhất. Diệp Thần rất rõ ràng, mình không cách nào phóng thích Phong Thanh Dương Trung Cực một kiếm, nhưng ba kiếm quy nhất, hắn hay là làm lấy được. Hai loại cơ hồ hoàn toàn bất đồng kiếm ý phân biệt chiếm cứ Diệp Thần cỡ đó, gào thét kiếm ý cơ hồ sắp đem hắn cho xé vỡ thành hai mảnh, võ đạo ý dường như muốn phá vỡ thần quốc võ đạo ý vận. Thẳng tới thượng giới. Mở. Diệp Thần cặp mắt nổi lên tia máu, khóe miệng bất chi bất giác liền để lại vết máu, bất quá hắn vẫn cười. Đi. Ông. Trong không khí tàn phá bừa bãi kiếm ý tựa hồ không lúc nào không có ở đây tàn phá trước tất cả mọi người thân thể, lỗ tai ông vang dội, uy lực cũng là lớn dọa người, chút nào không thấp hơn Hiên Viên Hàn độc long công kích. Phịch. Công kích ở trên trời đụng chạm. Trắng màu tím ở trên trời tạo thành một đạo ánh sáng, nhưng mà cuối cùng tựa hồ độc long vẫn là chiếm thượng phong, còn sót lại một chút dư lực đánh vào lạc thành một đạo chu vi nghìn mét hố to, cái hố sâu không thấy đáy. Hiên Viên Hàn cũng không khỏi được coi trọng, đây là cái gì võ đạo ý vận? Cực mạnh, hơn nữa đồng thời phóng thích hai cái võ đạo ý. Hắn suy nghĩ một chút còn có chút hoang đường, một cái thái hư cảnh võ giả. Lại có thể phát ra không kém gì chảm ách đỉnh phong cường giả nhất kích, nếu như hai người là cùng cảnh giới đâu. Không nghi ngờ chút nào, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa mới vừa rồi hắn lực lượng bên trong còn hàm chứa thiên đạo ý. Thiên đạo lực lượng thêm được, ai có thể ngăn cản. Đây cũng là Thiên Đạo Cung nội tình. À, đã chết rồi sao? Bất quá cuối cùng, luân hồi đứng đầu người thừa kế. Vẫn là chết ở bên trong tay mình, liền còn lại nhìn xa cuộc chiến đấu này mọi người, vậy rối rít lắc đầu, bị như vậy nhất kích, khẳng định chết không thể chết lại. Nhưng ngay khi Hiên Viên Hàn chuẩn bị lúc chia tay, một giọng nói từ trong phế tích truyền tới. Muốn đi, vậy thì đem độc bia lưu lại đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.